Vân cuối cùng này. Ba đấy, ba xem là vào lại xem có bị không đã chứ ba. Thì có đi đâu đâu. Thường ba đi đâu rồi. Tiếc thật luôn á, khiếp, còn hơn nghìn người xem. Xem nào có bị không? Xem nó có bị giật nữa không nhá các chị nhá. Khiếp, em đang muốn khóc quá. Kinh khủng. Cầu trời vẫn vật. Kéo cái mồm quá to thế, đi lên nhà đi. Nghe mỗi tiếng của con. Ba tạo chiến dịch luôn nhá. Đừng. Con gì? Được không mọi người, các chị em mình ơi, các bác mình vào xem có ổn không. Vừa nãy nó bị giật quá. Chắc là nó choáng quá đấy các chị ạ. Đến máy nó cũng choáng luôn đấy các chị. Đến máy nó cũng choáng luôn. Máy điện thoại mà còn thua cả cái mồm em luôn các chị. Sợ quá. Các chị em mình vào các chị chia sẻ lại lên giúp em nhé. Cái này các chị em mình đừng chia sẻ nhiều quá. Nhớ bấm theo dõi fanpage cho em ạ. Các chị nhớ vào mình bấm theo dõi fanpage cho em nha các bác ơi. Em vừa vào lại live mới nhá các chị nhá. Em vào lại live mới, các chị em mình vào lại hộ em. Eo ơi, chắc là phải kỷ lục luôn đấy nhở. 2 phút 840 người xem. Thì em đúng thật sự luôn. Các chị em mình vào lại, các chị chia sẻ lại giúp em. Ok chưa các bác? Các bác mình xem được ok lên cho em. Ui chị ơi, em mới like được có 2 tiếng rưỡi thôi mà. Mới có 2 tiếng rưỡi thôi mà 30 phút đầu gần như toàn tặng quà rồi. Tại vì mạng nó bị giật nên là em phải thoát ra vào lại thôi á. Mạng nó bị giật nên là em phải thoát ra vào lại thôi. Buồn muốn khóc đây các chị. Ba phút 1.000 người xem. Ok nhá, các chị comment cho em chữ ok. Cảm ơn Trần Lanh nhá, giờ Trần Lanh mới vào à. Rồi, tiếp cho các chị em mình luôn này. Em ơi, còn Parka đấy còn màu gì em nhỉ? Xanh đúng không? Cho chị nốt một màu cuối cùng ở đây, chị tri ân tiếp luôn. Đã thế Parka còn, ô em ơi, đây còn đây này, nhấc chỗ này ra nhá. Chia sẻ lên cho em tiếp tục một mã Parka. Em tri ân thẳng luôn cho các chị em mình màu này luôn. Một màu này em tri ân cho các chị em mình luôn nhá. Vào lại like mới vẫn tặng quà. Ui cái bao kìa. Kiểu nó lên lên xu hướng hay sao, lên lên đề xuất hay sao, đúng không? Cũng không biết bà nhiều hàng quá nó ngốt trong đấy luôn, cũng không biết luôn. Các chị vào ok, các chị comment ok là xem được hết rồi đúng không các bác? Các chị vào các chị chia sẻ lên giúp em nhé, nhưng mà đừng chia sẻ nhiều quá, vừa vừa cho em thôi. Được chưa ạ? Nào làm một phát cho các chị em mình em màu này đi. À từ từ để em tặng một món quà cho các chị em mình đã. Vì là em ơi, lấy cho chị cái túi sách ở đây, chị tặng cho chị một cái túi luôn. Tặng một cái túi nhá các chị nhá. Đã ok rồi đúng không? Comment vào đây cho em luôn. Đây em tặng một con túi này full hộp luôn đấy các chị, cho chị cái hộp này, cả hộp đây em ơi. Ơ, cái hộp của nó đâu? Hộp này hộp không rồi, cho chị ấy đi, cả cái hộp một có túi bên trong luôn đi. Đây, đã chia sẻ livestream rồi nhá, comment vào đây cho em luôn. Giang chơi lớn. Nhớ cho em là livestream hôm nay chia sẻ livestream.
chia sẻ livestream là được áp dụng cái phí ship có 15.000 đồng thôi. Được chưa? Chia sẻ livestream là được áp dụng cái phí ship có 15.000 đồng. Thả tim cho em đi các chị. Thả tim cho em đi các bác. Cho em một nút like, một nút thả tim vào đấy cho em. Chia sẻ livestream là chỉ có 15.000 đồng tiền ship. Được chưa? Còn chuyển khoản trước thì là được miễn ship luôn cho các bác mình luôn. Và giá của ngày hôm nay thì các chị em mình biết. Không cần phải quảng cáo nhiều, các chị em mình xem từ đầu like đến giờ thì các chị em mình biết luôn là em Giang xả mạnh đến mức như thế nào luôn. Vì mai là sinh nhật em không like được, nên là tối nay cho các chị em mình hết mình luôn. Các chị em mình chia sẻ nhá. Đã chia sẻ rồi, comment vào đây cho em luôn mã này là comment vào đây cho em là cái gì được ta? Mã gì được nhỉ các chị nhỉ? Thôi, chúc mừng sinh nhật sớm. Em Giang lên rõ phải có chữ sớm đằng trước nha, để năm sau các chị em mình còn nhớ là sinh nhật em là 20 tháng 12. Đợi chị lên cho em là chúc mừng sinh nhật sớm. Em Giang lên rõ cho em đầy đủ như thế. Em tặng một chị một cái túi này luôn ạ. Mã vào đấy cho em là chúc mừng sinh nhật sớm em Giang nha các bác nhá. Các chị lên comment vào đấy cho em. Lên cho em là chúc mừng sinh nhật sớm em Giang. Ok chưa ạ? Chết thôi, nó cứ thế nó lên thôi em ạ. Bà Cường ạ, cứ thế nó lên thôi. Em tặng nha các chị, phu nộp để cho các chị em mình chúc mừng sinh nhật sớm em Giang, lên rõ vào đấy cho em. Em tặng nha các chị nhá. Ui dồi ôi, các chị chia sẻ kinh khủng cái này. Eo ơi, view đến giờ này rồi mà em mấy phút em ơi. Nhìn nó chị xem bao nhiêu phút. Chị xem bao nhiêu? 6 phút 1.007 người xem. Hơn cả cái thời điểm kỷ lục của em Giang luôn. Thật sự là hơn cả cái thời điểm kỷ lục của em Giang luôn. 6 phút 1.007 người xem. Like chay. Thật sự. Đã thế, hai cái nữa tặng cho ba người luôn em ơi, cho chị luôn. Cho chị thêm hai cái nữa, chị tặng cho các em, tặng cho ba người luôn các bác ơi. Em ơi, em thật sự là em sốc luôn ý. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Mã là chúc mừng sinh nhật sớm em Giang nhá. Đã không đang định tặng một chị nhưng mà nó lên kinh quá. Thật sự luôn, 6 phút mà lên 1.007 người xem. Em cũng choáng các chị ạ. Nên là đã thế là em tặng cho ba chị luôn chứ không phải là một chị nó luôn nha các chị nhá. Chúc mừng sinh nhật sớm em Giang. Em ơi còn không? Còn đúng không? Em tặng cho ba chị luôn nhá. Tặng cho hẳn ba bác luôn chứ không phải là một chị nữa luôn ạ. Ôi em thật sự luôn các chị. Hôm nay các chị em mình đưa em lên tận mây luôn rồi. Thật sự với các bác mình luôn. Thật sự với em là em thấy choáng đấy. Vẫn bị hơi đơ được. Em đọc nhá, em đọc luôn cho ba chị ạ. Em đọc luôn cho ba chị cho nhanh luôn này. Ba bác luôn nha, các bác mình đã chia sẻ hết rồi đúng không? Ví dụ như chị Yến Bùi Hải kia, mình vào mình cho em Giang xin một nút chia sẻ đi các bác. Cho em Giang xin một nút chia sẻ luôn. Ghi luôn nhá, ghi luôn đây. Em đã đây, em đọc luôn cho ba chị luôn. Em bấm tạo đơn luôn cho ba chị đây này. Ba chị mỗi chị một cái phun hộp vương con túi em đang đeo đây. Các chị nhìn bên trong này. Sướng luôn cho em luôn, mê mẩn. Hai ngăn, một ngăn kéo khóa, những chỗ này để thẻ này, để chứng minh, để giấy tờ tùy thân cho em đều ok luôn. Được chưa? Còn bao nhiêu cái mã này em? 26 cái tặng 3 cái. Là còn 23 cái rồi đúng không? Em tặng luôn 3 chị nhá. Mã cho em là chúc mừng sinh nhật sớm em Giang này, tặng cho 3 chị luôn. Đấy là các chị em mình đã nhấn chia sẻ rồi, được chưa ạ? Các chị em mình đã nhấn chia sẻ rồi cho em Giang là được nhá các chị nhá. Thật sự luôn là em thấy bị ngợp đấy các bác, em nói thật luôn. Chúc mừng sinh nhật sớm em Giang ạ. Cái gì em? Rồi, cho ba chị này. Chúc mừng sinh nhật sớm em Giang nha. Các chị em mình chịu khó chia sẻ lên giúp em một chút được không ạ? Em xin chúc mừng chị gì đây ta? Ok, em xin chúc mừng chị Phạm Huyền. Phạm Huyền cái chúc mừng sinh nhật sớm rồi, được luôn cho Phạm Huyền một cái. Phạm Huyền mà ảnh hình như là ảnh hoàng hôn ấy. Đợi cho em cho Phạm Huyền có luôn một cái luôn này. Tiếp tục cho em ạ, chúc mừng sinh nhật sớm em Giang. Ok, em cho chị Phùng Hảo một món, một cái luôn này. Và em cho một chị nữa luôn ạ, Phùng Hảo có rồi. Chúc mừng sinh nhật sớm em Giang, em xin chúc mừng tặng cho bé heo một cái. Xong luôn nhá, cho bé heo. Thế là túi này còn lại được bao nhiêu cái em? 23. Còn lại 23 cái, lên luôn cho em là trừ luôn một cái chị đeo vào đi là còn 22.
22 cái mã luôn cho em là tri ân túi 118.000 một cái. Tối nay được chưa? 118.000 mã cho em là tri ân túi. Rồi ơi, vừa mới bán hồi chiều 100, em nó thật rẻ hơn 2.000, với em đã là rẻ rồi đúng không các chị? 2.000 các chị em mình đã mua được cho con cái gạo mút rồi. Nhá các bác nhá. Mã cho em là tri ân túi 118.000 đồng một cái, phụ nộp chỉ còn 22 cái. Mã luôn cho em là tri ân túi, em lên luôn nha các chị nhá. Chúc mừng sinh nhật sớm em Giang là em lên phát xong luôn rồi các chị ơi. Em làm cái là xong luôn rồi đấy các chị. Bây giờ các chị lên luôn cho em mã này là tri ân túi cho hết đi. 118.000 cho chị Phạm Luyến một cái. Phạm Luyến có luôn này. Em nói luôn là nhức nách luôn cho các chị em mình luôn ạ. Cho chị Đào Thanh Lam một cái. Cho chị Quyên Linh một cái. Quyên Linh có luôn này. Tri ân túi giúp em nha các chị. Ui dồi ôi các chị. Cho chị Thương Thương một cái tri ân túi. Cho chị Trang Nguyễn một cái tri ân túi. Là mấy rồi em? 5. Cho chị Nhung Đinh một cái. Nhung Đinh đuôi 636. Nhắn giúp em địa chỉ điện thoại và tin nhắn chị ơi. Cho chị Nhi Dung một cái. Nhi Dung một cái. Cho chị Thúy Nguyễn Bích Thúy một cái. Thúy Nguyễn Bích Thúy một này. Cho chị Hương Đỗ một cái tri ân túi. Tri ân túi cho chị La Thị Khuyên một cái. La Thị Khuyên có luôn này. Thương Thương có rồi mình nhá. Rồi ôi, các chị em mình dừng comment mã chúc mừng sinh nhật sớm em Giang nhá. Cho chị Mai Quyên đi, à Mai Quyên đi quá một cái, Yến Trang một cái, Huyền Nguyễn không gió một cái. Nhi Dung có rồi ạ. Cho chị Trần Lựu một cái. Trần Lựu có. Cho Hồng Vũ một cái, Hợi Nhi một cái, Tây Thi một cái. Tây Thi có luôn này. Còn chị nào mình chưa được tri ân túi nữa mình lên luôn giúp em nhá các chị nhá. Cho chị Đào Thị Giang Hy một cái, Trân Nguyễn một cái, Hoa Nhài một cái. Hoa Nhài có luôn này. Cho chị Thương Nguyễn không gió một cái, Minh Linh Trần một cái. Hết hàng không còn ạ. Rồi em hết luôn mã tri ân túi không còn nữa đâu nha các bác. Hết tri ân túi rồi tiếp tục cho các chị em mình. Ui dồi ui, áo này cho các chị em mình. Thật sự là mê mẩn luôn nha các bác luôn. Được chưa? Bác ca. Bên ngoài là kaki, bên trong là lót lông cho các chị em mình. Chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ. Màu này em bán tri ân, màu này em lên comment cho em là mã quà 1. Lên rõ cho em chữ quà 1 kèm size cho em ạ, coi như là một món quà cho các chị em mình. Nhớ các chị nhá. Một món quà cho các chị em mình tri ân cho các bác mình đây khi các chị em mình mặc bình thường. Em nói thật 230.000. Có cách nào bảo ui Giang ơi xấu quá không? Hay là ôi dồi ôi Giang ơi đắt quá không? Không hề đúng không ạ? Khi mà em tri ân 230.000 các chị không cần phải nghĩ ngợi luôn. Mã cho em là quà 1 kèm theo size M và L. M cho các chị em mình là từ 38 cân đến 50. L cho các chị từ trên 50 đến 60 cân cho em. Riêng màu này em bán tri ân màu cuối cùng rồi đúng không em? Yeah. Màu này là màu cuối cùng cho các chị em mình đã nhá. Màu cuối cùng cho các chị tri ân túi em hết hàng rồi. Quà 1 kèm size ML 168.000 một cái. 168.000. Rẻ hơn một con áo phông các chị em mình đang mua bình thường. Không tị nhau, không so sánh giá nha các chị nhá. Xong chuẩn bị cho chị một mã quần bò hàng cao cấp em ơi. Comment vào đây cho em là quà 1 kèm theo size ML giúp em ạ. 168.000 đồng một cái. Tri ân túi em đã hết hàng các chị ơi. Em không còn tri ân túi. Chuẩn bị cho chị một mã ví nha em nhá. Ví cho chị, chuẩn bị cho chị một mã ví đi. À, chuẩn bị cho chị cái mã túi, cũng túi nhưng mà cái hàng cao cấp nữa ấy. Hàng mà chưa bao giờ lên ấy. Quà một size M cho chị Mai Quên quá đi. À Mai Quên đi quá. ML cho em út, L cho Trần Trần Thư, L cho Thu Đông, L cho Vầng Trăng Khuyết, L cho chị Trương Hưng, L cho Hoàng Sa, M cho Hương Giang, L cho Loan Vũ, M cho chị Nguyên Linh, M cho Thoa Nguyễn. Thoa Nguyễn có luôn này. M cho chị Đỗ Duyên. Đỗ Duyên có này. L cho chị Mít Quyên, L cho Huyền Nguyễn không giấu, L cho bánh bao nhân ớt, L cho chị Út Sâm, M cho Lý Hoài. Quà một kèm size ạ. L cho chị Hường Đỗ, L cho Hiền Sun, M cho chị Hoàng Thị Thuận, M cho Hoàng Thúy, L cho Đào Nhận, L cho Hợi Nguyễn, M cho Trần Thị Hạnh. Trần Thị Hạnh có này. Quà 1 lên rõ quà 1, đừng lên là Q1 là sẽ bị nhầm sang quần nhá các chị nhá. L cho chị Nghiệp Nguyễn, M cho chị Thanh Hoa, M cho Quyên Trần. Một tuyết thuốc ngứa ok chị Nguyệt Cương Dầu, M cho chị Mến Nguyễn, M cho Đào Hải, L cho chị Dung Cu Te, L cho Hương Nguyễn không giấu, M cho Bích Ngọc. M cho Bích Ngọc này, lên rõ là quà 1. M cho chị La Thị Khuyên, Huyền Nguyễn không giấu có L rồi. L cho chị Bùi Ngọc Ánh, M cho Julia Nguyễn, L cho chị Trâm Nguyễn Thị. Trâm Nguyễn Thị có, Hường Đỗ có rồi. L cho Nga Thanh. Chỉ có hai size M và L thôi ạ. M cho chị Ngọc Hoa. Ngọc Hoa có luôn này. M cho Chi Quân, M cho chị Đào Phương. Đào Phương có luôn này. M cho chị Lý Thanh Thảo, M cho chị Nguyễn Yến, L cho chị Tú Lê Thị. Lê Dung không được VIP 8 mình ơi. Lên rõ là quà 1 nhá. Trần Thị Hạnh có rồi chị ơi. L cho chị Sương Rồng Hoa, M cho Quyên Nguyễn không giấu, M cho chị Hương Chi, M cho Tuệ Ngô, M cho Mai Đạm, L cho chị Phúc Hoàng, L cho chị Trần Ngọc Ngà, L cho Thúy Lê,
Em út có ML rồi. L cho Hương Nguyễn đầy đủ dấu, M cho Thu Thiết, L cho chị Phạm Thanh Vi, L cho Đỗ Quỳnh. Quà một kèm size ạ. L cho Loan Vân, L cho Phương Thúy. Dung Cute có rồi, L cho Nhiếp Hạnh, M cho Xuyên Nông. Xuyên Nông có luôn này, lên rõ là quà một kèm size đi. Chị kia cứ lên quy một kèm size là không được đâu chị ơi, em nói luôn nhá. Hợi Nguyễn có rồi, L cho chị Len Trần, L cho Ban Mai Nắng. Ban Mai Nắng có luôn này. L cho chị Bùi Bích Thủy, L cho chị Bích Quyên. Thu Thiết có rồi, L cho Trần Thị Bích Hợp, L cho chị Hạnh Nguyễn không giấu. Hạnh Nguyễn tươi 697, nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Quà một cho em ạ, M cho Tuyền Thanh, M cho Kiều Oanh, L cho Như Linh Nguyễn, L cho chị Lai Ban, M cho chị Hoàng Tiến Nguyên. Đào Phượng có rồi, Út Sâm có rồi, L cho Long Hoài. Thúy Lê có rồi mình ơi, Bùi Ngọc Ánh có rồi ạ. Trần Thị Bích Hợp có rồi nhá chị nhá. M cho chị Lý Thanh Thảo có rồi này. M cho chị Hồ Trọng Đức, M cho anh Ngọc, M cho anh Ngọc này. Còn L cho chị Nguyễn Nhung. Còn những chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em. M cho chị Lê Thị Quyên Quyên. Không có mã quà một đằng trước em không bấm được tạo đơn đâu. Vì có 168.000 đồng một cái, các chị không cần phải nghĩ đâu. 55 cân chị lên, 52 cân chị lên cho em size L ạ. M cho Ngọc Xuân, M cho Tuyền Thanh có, L cho Nguyễn Cẩm Tú, L cho Lê Thùy, M cho Trần Liệu, Trần Liệu có, M cho Trang Nguyễn, M cho Lê Dung không giấu. Lại Ban có rồi, M cho Đào Thu Mận, M cho Lê Vi Nguyễn. Chị Trần Thị Hạnh có rồi mình ơi, L cho Phương Cao, M cho Quang Thùy, M cho Duyên Lê. Duyên Lê có 2M 2L cho chị đẹp rẻ, sai L cho chị Dung Ngô, M cho chị cho riêng mình lối đi, L cho chị Học Hân. Đẹp rẻ có rồi chị ơi, quà một kèm size điện Mai Đại có rồi. L cho Mận Nguyễn. Ui dồi ôi, từ từ đợi em sẽ đọc hết ạ. L cho Nguyễn Thắm. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. L cho Giang Trần, L cho Nguyễn Liên, M cho Hương Lê. Quà một kèm size đi ạ. Ngọc Xuân có rồi nhá. M cho chị Anh Duyên Ả Dập, M cho chị Hương Lê đầy đủ dấu. Trần Thị Hạnh có rồi. Quốc Bảo lên comment vào đấy cho em là quà một kèm size chị ơi. L cho Kim Nhung. Thu Thiết có rồi ạ. L cho chị Vi Huế, L cho chị Hà Nguyễn, L cho Hoàng Yến. 1M và 1L, ok Linh Hoàng. Nhắn cho em địa chỉ số điện thoại. Thu Thiết ơi, em lên comment rõ là quà một đổi cho em sang L để em bấm tạo đơn cho. L cho chị Trần Thị Nguyệt, L cho chị Hùng Vân. Chi Ân túi em không còn hàng chị ơi. L cho Thượng Thưởng, ôi dồi ôi, Thượng Thưởng. Comment rõ cho em là Q1 chị ơi. M cho Thu Hằng. Thượng Thưởng lên vào đấy cho em luôn là mã quà một chứ đừng lên là Q1 ạ. Tự dưng mình lại đọc thành quà này, nhiều bà comment thành quy. Thượng Thưởng lên rõ cho em là quà một chứ đừng lên là quy một nhá chị nhá. Quà một này. Rồi em qua tiếp cho các chị em mình này. Trần Thị Hạnh có rồi ạ, Thu Hằng có rồi ạ. Còn những chị nào mình chưa được đâu, M cho chị Triệu Hiền, M cho Nguyễn Thị Phương, L cho chị Nguyễn Thanh, M cho chị Trinh Tạ Thị. Trinh Tạ Thị có luôn, xong mã này lấy cho chị một mã chip gen nữa đi em, chị còn chưa lên được chip luôn đúng không? Em ơi còn nhiều mã em chưa lên quá các bác ạ. L cho chị Hai Trần, ok chị Thu Thiết ạ. L chị Hai Trần, L cho chị Hường Đinh. Hường Đinh có luôn, sai số còn như nào em ơi, 168.000 nhanh tay cho em hết chưa gì. Lên nhanh vào đấy cho em nha các chị nhá, con này các chị em mình kể cả mặc cho em bình thường luôn cho em. Ui dồi ôi mê mẩn luôn các chị ơi. Còn chị nào chưa được nữa không ạ? Quà một size L cho anh Tú. Size M cho chị Bông Mai. M cho Thảo Uyên. Em ơi tối nay 168.000 chia sẻ livestream còn có 15.000 tiền ship thôi. Quà một phải kèm size cho em ạ. Tomboy em cũng có lên nhá chị nhá. Size L cho chị Mai Mập. L cho Mai Mập. Ui dồi em sợ luôn thật sự luôn. Thượng Thưởng có L luôn rồi chị. Dạ vâng ok chị Thao Ngô chuyển khoản. Chuyển khoản trước là được miễn ship luôn. Chuyển khoản trước là miễn ship không mất tiền ship luôn. Size M cho chị Thi Vũ. M cho Thi Vũ có luôn này. Chưa xếp váy caro còn chưa lên được luôn chị ơi. Ừ ok Trang Mi. Quà một chị kèm size cho em ạ. L Hạnh Nguyễn không giấu có rồi. Chị Dung Tuyết Nhất kèm size cho em chị ơi. M cho chị Nguyễn Liên đầy đủ dấu. Size L cho chị Nơi Bình Yên. Nơi Bình Yên có luôn. Toàn mua mã này 230 nhỉ. Hôm nay rẻ quá em út ơi, chị bảo hôm nay chị phải tri ân mà. M cho Nguyễn Kim Chi. Quà một kèm size cho em ML các chị ơi, để em qua mã nhá. L cho chị Kim Ngân. M cho chị Lê Thị Quyên Quyên có rồi. Nguyễn Kim Chi có rồi nha các chị, hôm nay không lên nổi cho các chị em mình thêm nhiều mã. Các chị phải từ từ. M cho Chi Uyển. Chi Uyển có luôn. M cho cô bé ngốc. Các chị em mình mà không chia sẻ livestream, các chị em mình phải từ từ đợi em đã. Trời ơi các bác cứ lên comment đợi em một chút, em sẽ đọc hết.
Như các chị bảo hôm nay em gọi là bán từ nãy đến giờ, từ L cho chị Văn Bình, Văn Đình, M cho chị Dung Tuyết Nhất. Ok, chị Đỗ Duyên chuyển khoản, ok bác, cô bé ngốc có M rồi. Còn chị nào mình chưa được VIP 8 em hết hàng chị nhá. Quà 1 size L cho Thúy Nguyễn Nguyễn. Hóng tomboy đợi em chị ơi. Quà 1 là áo em đang mặc luôn cho các chị em mình đẹp nhở. Mặc nó cho em vừa thành parka, vừa mạch thẳng, mặc thành những cái dáng măng tô gọi là lỡ cho các chị em mình, vì nó là chất kaki mà. Đẹp lắm luôn, nó là kaki mềm cho các chị sướng luôn. Rồi em qua mã nha mọi người. Áo em mặc bên trong này lên cho em là áo 76 á. Dạ vâng, ok chị Nguyễn Kim Chi chuyển khoản. Rồi size L cho chị Thu Trang Lê. Thu Trang Lê nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị nhá. Cô bé ngốc có rồi. Nguyễn Thị Luyến chưa có VIP 7 đâu chị ơi. Rồi em qua mã cho các chị em mình luôn này. Qua mã nha các chị ơi. Cho chị chip gen, em ơi cắt cho chị bao chip gen đây. Cái đấy đâu phải chip gen đâu. Còn chip gen nữa mà chip gen mà 45 đến 65 cân đấy mà. L 60 cân chị vẫn mặc được cho em ok đấy chị ơi. Cho con cái mã áo này màu ngâu ở đi gì ơi, cho con cái con mặc luôn. Lạnh quá. Đợi em chút xíu nhá, áo 76 cho chị Doãn Trang một cái. Áo 76 cho Tú Bùi một cái. Áo em đang mặc là mã áo 76 chị ơi, lên cho em là áo 76 nhá. Cái này thì 40 đến 65 cân cho em luôn cơ. Em bị nhầm à? Đây chị có thấy một bao ghi rõ rằng chị chip gen mà. Đây chị có một bao đấy thì em lấy. Thế á? Thế cho chị bao chip kia đi. Ừ, bao chip cặp bi đấy. Ui dồi ôi, con này đẹp quá nhỉ. Đã đổi luôn cho các chị luôn. Chết rồi, hàng ngay các chị em nhìn. Các chị nhìn cho em này. Bên trong lót lông cừu này. 699 nghìn một cái này. Lót lông cừu bên trong nha, đẹp kinh khủng luôn. Tay của nó thì là lót như này nên rất là dễ mặc. Nào cho chị cái ghế vào đây em ơi. Không, chị sắp sửa đồ luôn đây. Có đứa nào like hộ chị không? Có đứa nào like hộ chị không? Hả? À? Này view cao ghê. Đồ bé còn chưa động được đến luôn ấy. Dây em đeo ở cổ là em lên rồi. Dây em đeo ở cổ là dây yêu đúng không? Hết hàng rồi đấy. Dây em đeo ở cổ là dây yêu là hết hàng rồi. Đây em lên cho các chị em mình từ từ. Em ơi chưa, chị lên chip. À, cái này chưa phải phân vội. Chị mặc cho đỡ lạnh thôi đã. Xong mã này rồi lên quần. Em lên một mã chip cho, xong em lên quần bò. Ui ôi quần chip này. Nào tặng nhanh nha các chị nhá. Choáng váng luôn cho em ạ. Chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ, đã chia sẻ rồi lên nhanh cho em C1. Em này các chị em mình từ 39 cân đến độ 55 56 cân cho em thoải mái luôn. Hàng này là hàng co giãn, gọi là co giãn 8 chiều đấy các chị. 109.000 10 cái quần silip. Nào em nói luôn. À, Nguyễn Ngọc Băng Thanh chưa được sản phẩm nào luôn mình ơi. Áo 76 chị Triệu Hạnh một cái kìa. Cái này lên nhanh cho em là C1 giúp em quần bò đợi em các bác ơi. Cứ từ từ em like đến tận 12 rưỡi cơ, còn 2 tiếng nữa cơ mà. Vội gì ạ? À? Còn 2 tiếng nữa cơ. Comment vào đây cho em luôn là mã C1. Nói đúng của nó thêm cho các chị lượt kháng khuẩn. Các chị bảo bình thường nếu như mà em bán bình thường nó là 128.000 là giá xả cho các chị, mà hôm nay tiền ship rẻ hơn cho các chị em mình. Mà em tri ân thì các chị phải biết đúng nghĩa là tri ân cho các bác mình luôn. Quần silip cho các chị nhá. Nào em ơi để C1 đây chị em ơi. C1 cho em ạ. 38 39 cân đến tầm 57 cân cho em ok. C1 109.000 10 cái quần lót luôn. Lên nhanh nha các chị nhá. C1 cho chị Yến Bùi một set, Xuân Tú một này, cho Hoàng Tiến Nguyên một này, Lê Vi Nguyễn một, Nguyễn Hường một này, Nguyễn Hường có Doãn Trang một này, Ngọc Luyện một này, Thúy Nguyễn Bích Thúy một này, Yến Bùi có rồi, Trần Ánh Mai một này. Trần Ánh Mai có luôn 2 set cho chị Quyên Hoa có chủ này, một cho Ngọc Luyện có rồi mình nhá. Cho chị Julie Phạm này, Julie Phạm 2807 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn, đừng comment số điện thoại trên này ạ. À. Cho chị Khánh Ngân một này. Khánh Ngân có luôn này. Cho chị Hoàng Lan một set này, Ngọc Luyện có rồi. Chu Hồng Mến một này, 2 set cho chị Nguyễn Cúc này, một cho Thơ Kim này, một cho Phương Mít này, một cho Minh Linh Trần này, một cho chị cỏ ba lá này, một cho Thùy Linh này. Nguyễn Hường có rồi chị ơi, cho chị Nguyễn Hoài một set này. Lê Vi Nguyễn có rồi, Đào Lê Thị một này, Hợi Nhi có một, Thuận Lê có một, Ngọc Luyện có rồi mình nhá. Cho chị Phù Du một set, anh Nguyễn một set này. Anh Nguyễn có luôn ạ, Nguyệt Phùng một này. Hoàng Tiến Nguyên có rồi, Phạm Thị Thu Thảo một này, Bông Bi một này, Thân Phạm một này, Thơ Nguyễn một, Canh Vũ một này. Thơ Nguyễn có, Canh Vũ có, Nguyễn Văn Thuận một, Xu Nguyễn một này, Hương Phạm một này, Loan Vũ một này. Loan Vũ có luôn ạ, cho chị Thu Hà không giấu một này, Lệ Tuyết một này. Lệ Tuyết có luôn ạ, Hoàng Lan có rồi mình ơi. Cho chị Sinh Heo một set, Dung Nguyễn một set, Chu Hồng Mến có rồi nhá, Thuận Lê rồi ạ. Cho chị Mạc Thu Lan một này, Luyên Nguyễn một này, Nguyễn Nhung có rồi ạ, Triệu Hiền một set này, Thông Cơ một, Nhiếp Hạnh một này, Nguyễn Thúy một này, Nguyễn Phúc có hai rồi, Tỷ Tỷ Mến một này, Canh Vũ có rồi chị ơi, Phạm Dung một này, Tâm Tít một này, Tâm Tít có ạ, Chu Hồng Mến và chị Trần Ánh Mai đều có rồi. Cho chị Gia Bách Vũ một này, Y Phụ Phạm một set này,
cho chị Thùy Linh 1 này, Thu Hà không giấu có rồi, Hương Nguyễn không giấu 1 này, Bé Heo 1 này, Dương Liễu 1 này, 2 set cho chị Lã Triển này, Lã Triển 2 này, Thanh Tuấn 1, Nguyễn Kim Chi 1 này, Mặt Trời Hồng 1 này, Nguyễn Vân 1 này, Nguyễn Hoàng 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 1 này, Nguyễn Hoàng Hoàng có rồi, Bé Heo có rồi, Nguyễn Thúy 1 này, cho chị Bích Bùi Thị 1 này, cho chị Phượng Thắng 1 này, Nguyễn Cúc có 2 set rồi mình ơi, Dung Nguyễn có rồi ạ, Minh Linh Trần có rồi, cho chị Khải Hùng 1 này, Thảo Uyên 1 này, Thảo Uyên có, anh Nguyễn có rồi ạ, Hương Phạm có 1 rồi này, Nguyễn Thanh Huyền 1 set luôn ạ, Nguyễn Kim Chi và Bông Bi có rồi, cho chị Hà Giang 1 set này, Nhi Lan 1 set này, Nhi Lan có, Thu Hà không giấu có rồi, áo 76 5 cái cho chị Hoàng Ánh Nguyệt kìa, ok chị, Mất Niềm Tin 1 set này, Nguyễn Cúc có 2 set rồi mình ơi, Thảnh Dương 1 này, Thảnh Dương có luôn ạ, cho chị Tạ Thị Lương 1 này, Phúc Hoàng 1 này, C1 cho chị Dương Liễu có này, Lê Thảo có này, Thúy Thúy Nguyễn có này, Thuận Lê có rồi mình ơi. Còn chị nào chưa được lên rõ cho em là C1 cho chị Thúy Quách Thúy 1 này, Hương Nguyễn đầy đủ gió 1 set này, Bích Liên 1 set này, Bích Liên có luôn ạ, Nguyễn Văn Thuận có rồi, cho chị Lại Đào 1 set này, cho chị Vân Anh 1 set này. Lên rõ vào đấy cho em là C1, các bác mình đợi em đọc hết từ từ. Phương Trang 1 set, Nguyễn Cẩm Tú 1 set này, cho chị Thắm Khanh 1 này, Dung Cu Te 1 này, Dung Cu Te có luôn ạ, cho chị Bé Hiền 1 này, Bé Hiền có luôn này, cho chị Loan Nguyễn đầy đủ dấu 1 set này. Còn những chị nào mình chưa được, nó Lê Dung không dấu 1 set này, 2 set cho chị Ly Nguyên Phương này, 1 cho chị Triệu Hậu này, Triệu Hậu có luôn 1 set cho Hải Yến Nhật Hoàng 1 này, cho chị Yên Cúc 1 này, Nhi Phan 1 này, Nhi Phan đuôi 821, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Áo 76 cho Na Nguyễn kìa, C1 cho chị Nguyễn Nguyễn này, à Nguyễn Nguyên có này, cho chị Hằng Mít có luôn này, Tuyến Kim có này, Tuyến Kim có C1 ạ, cho chị Kim Huyền C1 này, Lam Hoàng có C1 này, Hoàng Thị Thanh An có C1, Đức Hợp C1 này, Nguyễn Thảo có C1 này, Nguyễn Thảo có, cho chị Hồng Trần đuôi 407 có C1, Vũ Thu Huyên C1, Nguyễn Thị Lan C1, Yên Cúc có rồi nhá chị Hồng Trần, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Em ơi cho chị tiếp một máy nữa, chị bấm thảo đơn đi, máy này comment lên không kịp luôn. Rồi tiếp cho chị Bùi Ngọc Ánh. Bùi Ngọc Ánh ơi, chị này như 60 cân thì không mặc vừa cái này đâu đấy. Nguyễn Ngọc Hương Giang 1 set này, Loan Nguyễn có rồi, Thùy Linh rồi ạ, cho chị Ông Thị Hằng 1 set này, 43 cân mặc ok chị ơi. Thanh Bằng 1 này, Thanh Bằng có luôn quần chip chị ơi, mã C1 nhá. Nguyễn Cẩm Tý rồi, Hằng Đỗ không rõ 1 set này, thêm 1 set cho Minh Linh Trần này, Nhi Lan có rồi, Phương Trang rồi ạ. Em qua mã được chưa, 3 set cho chị Tuyền Vui Tính này, Nguyễn Thị Lan có rồi, Tuyền Vui Tính có rồi. Còn chị nào chưa được nó các chị lên vào đấy cho em luôn là C1 cho em để em qua mã đấy. Hết chưa gì? Cho chị Lan Phạm đuôi 959 1 set, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi. Hoàng Yến 1 set này, La Thị Quyên 1 này, Hoàng Thị Thanh An có rồi ạ. C1 là quần chip cho chị Lương Thủy 1 set này, Hưng Trương 1 set này, Tú Tài Phan 1 này, Tú Tài Phan có ạ, Loan Nguyễn có rồi, Thùy Linh rồi ạ. Còn chị nào mình chưa được đâu, Phương Trang em đọc tên rồi mà mình. Bác nào chưa được lên nhanh cho chị Hoàng Minh Nguyệt 1 này, Tuyền Vui Tính có 3 set, Lê Thảo có rồi, Danh Lò 1 set này, Lương Hiền 1 set này, Nguyễn Thương 1 set này, Nguyễn Thương có luôn ạ. Còn những chị nào chưa được C1 hết được gì? Qua mã nha các chị nhá. Áo em mặc đợi em lên bây giờ cho các chị em mình đây. Một thuốc ngứa ok chị Hường Đỗ có luôn này, nhận hàng rồi, quần đẹp lắm. Em cảm ơn chị Vũ Thọ, cảm ơn chị nhiều nhá. Rồi chị nào chưa được các chị lên comment vào đây cho em này. C1 Hoàng Yến có rồi, qua mã áo em mặc em lên luôn. Đây lướt lại cho các chị em mình, C1 của em quần chip cho các chị em mình. Đúng nó có kháng khuẩn cho các chị em mình luôn này, thật sự là mê mẩn luôn. Co giãn thì các chị em mình yên tâm cho em là quá sướng luôn. Mê mẩn luôn cho các chị em mình co giãn cả 8 chiều luôn. À, mình chuyển khoản nhá. Ok chị Nguyễn Học Ngọc Hương Giang ạ. À, hôm nay các chị chuyển khoản là đều được miễn ship hết. Khẩu trang đợi em lát nữa, khẩu trang em cũng tri ân luôn. Khẩu trang bình thường đã bán rẻ rồi, hôm nay lại còn rẻ hơn nữa. Chờ em một lát nha các chị em mình, không tị nhau, cứ từ từ các bác ơi. C1 Tú Tài Phan có rồi, một tiếp thuốc ngứa cho chị Phùng Hảo. C1 cho chị Toàn Nguyễn này. Ok chị Toàn Nguyễn quần tomboy đợi em lát nữa đi. Không Thanh Lê nhá. Đừng đổi VIP 1 sang màu áo em mặc, hãy có lập trường giúp em chị ơi. C1 cho chị Dương Yến ạ. Dương Yến có luôn C1 này, em ơi cho chị một mã quần bò luôn. Hai tiếp thuốc ngứa cho chị Hải Quyên này. Cho chị một mã quần bò nữa luôn nhá. Ôi giời ơi các chị ơi, cái gì cũng muốn lên cho các chị em mình. C1 chị Dương Yến có rồi, tí nó chuẩn bị cho chị một mã váy len. Áo 76 á, chị Lan Nguyễn không giấu một cái này. Ok chị Lan Nguyễn không giấu ạ. Mình chuyển khoản nhé. Ok chị Dung Tuyết Nhất ạ. Chị nào mà mình muốn chuyển khoản trước mình lên cho em chữ chuyển khoản trước. Chị chuyển khoản trước vào đấy để em bấm cho. C1 cho chị Quyên Nguyễn không giấu một set, cho chị Thu Lực một set. Thu Lực có luôn một set này. Đừng comment là đổi VIP 1 sang cái áo em đang mặc nhá. Áo 76 á chị Trần Lan kìa.
một set bàn chải ok Phượng Thắng, C1 cho Nguyễn Thúy. Ok Nguyễn Thúy, kem chân em không còn hàng chị ơi. 52 cân mặc độc trước. Ok chị Trương Hưng chuyển khoản trước này. C1 cho Thảo Ngố. Ok cỏ ba lá chuyển khoản trước em biết rồi ạ. Nhi Dung cũng chuyển khoản trước này, những chị nào bấm chuyển khoản trước là chị bấm vào đấy nhé. Huyền Trang lại chuyển khoản trước, 6 hè chuyển khoản trước này. Trung Hà cũng chuyển khoản trước này. Rồi chị Phạm Luyến nữa này, 3 tuyếp thuốc ngứa C1 cho Bích Ngọc kìa. 3 tuyếp thuốc ngứa cho chị nào vừa comment, cho chị Nhàn Đinh 3 tuyếp thuốc ngứa đấy. Ok Trần Lựu cũng chuyển khoản này. Thành Tài Nguyễn cũng chuyển khoản trước, Phù Du cũng chuyển khoản trước này. Ok chị Thi Vũ ạ. Lý Thanh Thảo nữa, ủa thôi toàn các chị chuyển khoản trước thôi. Một set bàn chải ok chị Hằng Nguyễn. Thu Hằng cũng chuyển khoản trước. Chị nào muốn chuyển khoản trước thì mai báo trước vào đấy cho em, nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn lên xong báo nhân viên luôn là chị chuyển khoản trước để nhân viên nhà em còn biết nha chị ơi. À, rồi. Lên cho các chị nào lấy xem một thuốc ngứa ok chị Thoa Nguyễn. Chị nào mà chuyển khoản trước thì các chị em mình nhắn tin vào đấy cho em báo cho nhân viên hộ em nhé. Em lên một má bò cao cấp cho các chị em mình hàng mát xanh luôn. Số lượng không có nhiều nên các chị lên nhanh cho em này. Một set bàn chải lớn ok chị Ánh Trần Ánh Mai này. Set chip vừa nãy, dạ chị ơi các chị chuyển khoản trước thì nhắn tin vào trong phần tin nhắn cho em ý. VIP 8 em hết hàng chị ơi, 2 set bàn chải cho Lê Thị Nhung này. Mình chuyển khoản trước mình nhắn tin địa chỉ kèm số điện thoại, sau đó nhắn là chị chuyển khoản trước đơn hôm nay là được nhá chị nhá. Là để các bạn ấy chốt cho các chị em mình được. Ui dồi ui đẹp thế. Yêu ơi các chị ơi thôi chết rồi, con này em lại phải để lại rồi. Cái này có nhiều không em? Ui các chị ơi, bao nhiêu tầm bao nhiêu? 100 cái đúng không? Cái này các chị lên nhanh, eo đẹp lắm luôn đây. Một cúc của các chị em mình, một cúc nhưng vẫn là cạp cao nha các chị nhá, nên yên tâm nhìn cho em này. Một cúc nhưng vẫn là cạp cao cho các chị em mình, gần 2 gang cơ các chị nhìn này. Đẹp lắm luôn, màu cũng đẹp luôn. Em này không gấu nhá, không đến lúc nào. Ui em ơi, em gửi cho chị cái hàng lỗi không gấu thôi. Áo em mặc là comment bên trong rồi này, là áo 76 thôi. Vì tối nay em bán có 76 thôi chứ em không bán 78. Một thuốc ngứa cho chị Danh Lò luôn ok chị Danh Lò nhá. C1 cho chị CT Xuyến nhá. Thảm em không còn hàng chị ơi. Bàn chải lớn ok chị Trần Huyền. Danh Lò có thuốc ngứa. Nhiều chị chuyển khoản trước lắm, chị chả bấm được hết đâu, mai chốt đơn để ý em nhé. Cao giãn em hết hàng các chị ạ. Các chị em mình muốn chuyển khoản trước bàn chải ok chị Hoàng Hoài. Bàn chải là 30, bàn chải hôm nay bán là 33.000 10 cái luôn em nhé. Nhớ là tối nay 33.000 10 cái bàn chải tri ân mà. Cái này các chị lên quy mấy rồi em ơi? Q4 ạ. Lên nhanh cho em Q4 kèm theo size cho em. Ui giời ơi SML. 39 cân đến tầm độ 47 cân vẫn mặc được S. Trên 47 đến 52 cân mặc M. Từ trên 52 cân đến 57 cân vẫn mặc được cho em size L. Co giãn thoải mái, màu cũng đẹp luôn, bò cao cấp nhìn phát là sướng luôn. Sợ luôn cho các chị em mình. Mã vào đây cho em là mã Q4 kèm size. Áo 76 cho Hải Yến, Hải Yến một cái, một set bàn chải người lớn ok chị Nguyễn Thị Lan. Yến Bùi có set bàn chải người lớn, Nhi Lan có C1, áo 76 Trần Thúy có luôn. Ba tuyết thuốc ngứa Hảo Nguyễn có, áo 76 cho dâu tây có luôn ạ. Rồi em qua mã nhá, em lên bắt đầu lên Q4. Rồi chưa đọc giá mà các bạn đã chốt kinh ấy. Áo 76 chị Hương Hương kìa. Em ơi em thề Q4 em còn chưa đọc giá luôn. Thế giờ em đọc giá 199.000 thì sao? Các chị vẫn chốt à? Bán tặng nhá. Vừa bán vừa tặng ạ, 169.000 thôi nhưng mà chia sẻ livestream lên cho em. Sợ không? Em nói luôn, chị nào mà phân vân bỏ luôn lại cho em không cần nghĩ ngợi đâu. 100 bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? 169.000 một cái luôn. Lên nhanh giúp em ạ. Rồi size M cho Thảo Thu, M cho Trần Lựu, M cho Vinim. Vinim có, S cho chị Đào Hải. Đào Hải có S, S cho Gia Hân, Gia Huy, M cho Linh Johnny. Linh Johnny có luôn này, M cho chị Hà Hà, L cho Đào Thanh Lam, M cho bánh bao nhân ớt, S cho Chảnh Nhi, S cho Hồng Cơ, 169.000 bò cao cấp nhá. 2 tuyếp thuốc ngứa cho Thúy Nguyễn Bích Thúy, L cho Lê Thị Nhung, L cho Hai Vũ Thị, M cho Hải Yến, Hải Yến, L cho chị Nguyễn Hường, Nguyễn Hường có luôn này, L cho Duyên Yến, M cho Thanh Hà Trần, Trần Lựu có rồi ạ, Hà Hà có rồi, 2 set bàn chải người lớn ok chị Trung Thắng, L cho chị Miano, S cho chị Dương Thị Hoan, set bàn chải lớn ok chị Phạm Nhật. Nguyễn Hường có L rồi, S cho Thảo Uyên. Một set bàn chải lớn ok Nguyễn Hoài có. M cho chị Giang Lương. Giang Lương có luôn này. M cho Nguyễn Yến, hai cái size M cho Nguyễn Cúc. Một tuyết thuốc ngứa ok chị Vân Anh. Bàn chải bé hết hàng ạ. À. S cho Thanh Bích, L cho Lã Vi Nhung. Bàn chải ok Bích Ngọc, M cho Đặng Thắm, M cho Đỗ Ngọc, S cho Nhâm Nguyễn. Giang Lương có rồi, S cho Nguyễn Hoài, S cho chị Hugo Tuyền, L cho chị Nguyễn Phương Luyên. Nhâm Nguyễn có rồi chị ơi, Nguyễn Cúc có rồi, Thảo Thu rồi nhá. M cho Phạm Thị Thu Thảo. Nhanh cho em ạ, à. M cho chị Liên Lê, S cho chị Selina Trương. Rồi ôi sao giờ này vẫn còn ai gọi vào cái số này. Selina Trương có, M cho Khánh Ngọc. Nguyễn Hoài có rồi chị ơi, L cho Kem Bông, S và M cho em Út.
Nguyễn Phương Luyên có rồi, chị ơi, mờ cho Bông Bi, mờ cho Hà Thanh Loan, ép cho chị Thanh Bích, mờ cho Đào Bích, mờ cho chị Đào Bích có luôn này. Nguyễn Hường có rồi chị ơi, Nguyễn Yến có ép rồi ạ, ép cho chị Hoa Thủy Tiên, mờ cho Hoài Thành Lê, Giang Lương có rồi chị nhá, Hà Hà có rồi, mờ cho chị Mai Quên Đi Quá, Mai Quên Đi Quá có luôn này, L cho Lê Nguyễn. Q4 chị phải kèm size giúp em các chị ơi. Hảo Nguyễn có 3 tuyết thuốc ngứa rồi. M cho Hương Ruby, M cho Phú Lê, F cho Thanh Hương. Đào Hải có rồi ạ, M cho Hoa Ma, Selina Trương có rồi, Nhâm Nguyễn có rồi, M cho chị Hà Giang, một set bàn trải lớn ok Ngọc Luyện, M cho Phạm Hảo, Chảnh Nhi có F rồi ạ. Bàn trải cho chị Trần Thị Nguyệt có, L cho Trần Trần Thư, Trần Trần Thư có F cho Huấn Nguyễn. Áo ngực em hết hàng, Lê Thị Nhung có L rồi, L cho Phạm Luyến, L cho Nga Nguyễn, M cho chị Chi Mai. Hết M. Rồi em hết luôn M, dâu tây có bàn trải lớn rồi. Ok chị Hương Hương chuyển khoản trước rồi ạ. M cho chị Tâm Hoàng, hết M đúng không? Chết rồi, chị đọc của chị Tâm Hoàng. Ok rồi, Dương Thị Hoan là có S rồi. L cho chị Nhung Hoàng, S cho chị Hồng Hiếu Vũ Nguyễn. Em hết M nhá, em còn S với L ạ. L cho chị Thảo Hoàng, Thảo Hoàng có luôn size L này. Lê Thị Nhung có rồi, hiện tại em chỉ còn S với cả L thôi. S cho chị Mai Ca Vũ. Nguyễn Phương Luyên có rồi mình ơi. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em nhá. Hồng Hiếu Vũ Nguyễn có rồi, L cho Trung Thắng, Trung Thắng có luôn này. Quấn Nguyễn là có S rồi, bàn trải người lớn cho Oanh Lê ok mình. L cho Ngọc Lan, S cho Lò Thị Thiết. Nguyễn Hường có rồi chị ơi, L cho chị Nguyễn Tâm. Hoa Thủy Tiên là có S rồi. Em chỉ còn một S với L, một tuyếp thuốc ngứa cho chị Thúy Quách Thúy. Chị nào chưa được không ạ? S cho Quyên Linh một cái, L cho chị Lan Nguyễn không dấu, L cho Phương Thúy đầy đủ dấu. Xét bàn trải người lớn ok Xu Hương, xét bàn trải người lớn ok Huấn Nguyễn, xét bàn trải người lớn cho Thúy Hương. S cho chị Tuyền Thanh một cái, L cho bác Thùy Dung một cái, thêm một cái size S cho chị Dương Thị Hoan, S cho Tớ Nói Thích Cậu, L cho chị Hương Hương Thanh. Em chỉ còn một S với L thôi, một tuyếp thuốc ngứa cho chị Thành Hiệp. Dương Thị Hoan em thêm S rồi ạ. Một set bàn trải người lớn cho chị Lan Hương, S cho chị Sáng Băng Sao, S cho Sam Hân. Một set bàn trải ok Ngọc Thảo, S cho Đỗ Thị Thành. Chị Thùy Dung có rồi, Tuyền Thanh có rồi chị ơi, L cho chị Đào Thúy Hằng, S cho Phương Duy Thúy. Một tuyếp thuốc ngứa Thúy Quách Thúy có rồi, S cho Thúy Thúy Nguyễn, L cho chị Nhật Đào. Tớ Nói Thích Cậu có rồi, S cho Ngọc Diệp. Rồi em hết luôn S, L cho Nguyễn Thị Lan, hết S đúng không? L cho Nguyễn Thị Lan, L cho Ngọc Anh Nguyễn Thị, L cho Chu Hồng Mến. Hết hàng không còn nha các chị, bác Thùy Dung có rồi. Rồi hiện tại Q4 em hết sạch hàng mọi người ơi. Q4 em không còn nữa đâu, các chị thông cảm giúp em nhá. Xét bàn trải lớn ok chị Trịnh Thúy, xét bàn trải lớn ok chị Ngọc Phượng. Chị Tuyền Thanh là có Q4 size S rồi. Hết hàng nha các chị, em ơi cho chị khẩu trang lớn, khẩu trang bé luôn. Cao dán em hết hàng rồi, em không còn chị ạ. Comment 30 cái không được Q4 size M, khổ nó ẩn comment chị ơi. Khẩu trang nha các chị nhá. Khẩu K chưa có đúng không? Vâng ạ. Khẩu trang người lớn các chị lên cho em là K1. K1 hôm nay em bán luôn cho các chị em mình là 48.000 đồng. Đừng so sánh với giá chiều nay, các chị đừng so sánh vì em nói luôn, coi như là các chị em mình thương em Giang đi. Một set bàn trải người lớn ok chị Tớ Nói Thích Cậu. Là vì sao ạ? Là vì em đã nói rồi, các chị nhìn thấy hoa đằng sau thì các chị biết. Hoa em còn phải ôm bớt lên trên tầng rồi. Ngày mai là ngày sinh nhật em, mai là em nghỉ cả ngày. Tối nay là em tri ân cho các chị em mình như em đăng cái tút từ chiều, các chị biết. Đúng ạ, và nó sẽ bão đơn luôn. Và các chị em mình chia sẻ livestream thì ship là 15.000 đồng trên một đơn. Còn nếu như các chị chuyển khoản trước là được miễn ship. Nhưng các chị mình phải chia sẻ livestream lên giúp em Giang. Nên khẩu trang người lớn tối nay em xin phép bán tặng K1 48.000 đồng, 50 cái. Chuẩn của em là khẩu trang hàng cao cấp nhá, 4D em lên nhanh K1. Lên là K1 cho em luôn ạ. K1 cho Thơ Kim 4 set. Thơ Kim 4 set này, lên là K1 ạ. Minh Nguyễn 1 set, Lê Kim Oanh 1 set. Xịt bếp em không còn hàng chị ơi. Lên rõ cho em là K1 chứ đừng lên khăn tắm em hết hàng ạ. Chứ đừng lên là khẩu trang lớn mà là K1. Cho chị Trần Huyền 1 set. Một set bàn trải người lớn là ok chị Hoàng Ánh Nguyệt. K1 cho Phúc Hoàng, K1 cho Lệ Lệ, K1 cho chị Phạm Phượng, K1 cho chị Anh Nguyễn, K1 cho Thúy Hương, K1 cho em Út, K1 cho Phương Thảo Nghiêm, K1 cho Phù Du, K1 cho Bích Phương. 2 set cho chị Cần Ruby, 1 cho Hương Hoàng, 6 set cho chị Hồng Ngân, 1 cho Nguyễn Thủy Dương, 3 set cho chị Julia Nguyễn. Ngày mai về giá cũ như các chị nhá, túi em có lên đợi em ạ. Một set bàn trải lớn ok chị Kiên Quyên Nguyễn không giấu. K1 cho Su Hào, K1 cho Phượng Hoàng Lửa, K1 cho Phùng Thị Nhiên, K1 cho Hà Giang, K1 cho Triệu Hạnh. Em Út có rồi, Dung Cute có rồi, Su Su K1, Phùng Hảo K1, Toàn Nguyễn K1.
Hà HDP có Quy K1, Nguyễn Cúc K1, Phạm Diễm K1, Hồng Hồng K1, Phạm Luyến K1, Ngọc Nhi K1. Xét bàn trải lớn ok, chị Quỳnh Lê không giấu. K1 chị Dung Cute có rồi, Trần Phương K1. Hai set cho chị Thanh Hà Trần, hai set cho Chu Hà. Lệ Lệ có rồi, Cần Ruby rồi, hai set cho Loan Vũ, hai set cho Selina Trương, một cho bé Hiền. Em Út có rồi, còn bao nhiêu set nữa em? K1 cho chị Đào Nhận 1, 3 set cho chị Yến Bùi. Thêm một set C1, C1 là cuốn chip cho chị Pha Lê Hằng. K1 cho chuột nhắt, K1 cho Minh Thùy, K1 cho Hà Thanh Loan. Phùng Thị Nhiên có rồi, Cần Ruby có 2 rồi. Riêng em nói là làm, đúng, thật sự riêng em đang nói là làm, các chị em mình yên tâm. Xét bàn trả người lớn cho Đông Phạm, K1 cho Dung Hip, K1 cho chị Lê Thảo, Thảo Lê viết liền ấy. Bích Ngọc có K1, Hồng Hồng có rồi, Đào Lê Thị có rồi ạ. 2 set cho chị Hoàng Thị Thanh An, 1 cho Đỗ Hải, 3 set cho chị Minh Nguyễn, 1 cho An An, 1 cho Thanh Hoa, 1 cho Đặng Thắm, 2 cho chị Hà Pi, 1 cho Thành Nông. Thành Nông có Nguyễn Thủy Dương có rồi, 1 cho Photocopy Nguyệt Thiệu, 1 cho Lê Dung. K1 cộng 1 set bàn chảy người lớn, ok chị Trang MP Cam, 1 cho chị Sáu Hòe, 2 cho chị Duyên Yến, Cần Ruby được đọc tên rồi ạ, Nguyễn Hường 1, 1 cho chị Andra Gumiho, Chu Hà đọc rồi, Nông Hiếu 1 set này, Hà Phạm không giấu 1 set, 2 set cho Hương Phạm, 1 cho Đinh Hương, 1 cho Nguyễn Thị Lan ạ, 1 cho Hương Hó Mỉnh, 1 cho Huyền Trang. Hà HDP có rồi, 2 set cho chị Nguyễn Dương, 1 set bàn trải người lớn chuyển khoản trước, ok chị Bích Hồng Lê Thị luôn ạ. K1 cho chị Thúy Hằng Hồ, 1 set này, Đỗ Hải có 1 set luôn ạ, 2 set cho Phú Lê. Hoàng Thị Thanh An có 2 rồi, 2 set cho chị Trung Thắng, 1 cho Phương Thu Trần. Andra Gumiho có rồi, 2 set cho chị An Chi Mi, 1 set cho Nhi Lan, 1 set cho Vinim, 1 set Huyền Trang có Hồng Hồng rồi, Nguyễn Kim Chi 1 set, 3 set cho chị Nguyễn Nguyên, 1 cho Mai Vũ Anh Tuấn. Hết chưa em ơi? Sao chị đọc mỏi mồm chưa hết? 2 set cho Trịnh Thúy, 2 set cho Trịnh Thúy, 1 cho Đinh Hương, 1 cho Hoàng Hường, 1 cho Hĩn Hĩn, 1 cho Duyên Đàm. Duyên Đàm có luôn này, Thúy Hằng Hồ có rồi chị ơi. Chết rồi, live xong hôm nay phải nghỉ không biết bao nhiêu luôn. Cho chị Hội Đặng có luôn 1 set, Quên Đi Quá Khứ 1, Trương Hưng 1, 2 set cho Bích Ngọc. Hoàng Thị Thanh An có 2 rồi chị ơi, An Chi Mi có rồi, Hà HDP có rồi đấy ạ. Cho Nguyễn Tâm 1 set, Yến Bùi có 3 set đọc rồi ạ, anh Nguyễn đọc rồi. Cho chị Nguyễn Yến 1 set. Cứ lên cho em K1 đi các bác, 48.000 đồng 50 cái bao giá thị trường luôn. 2 set cho chị Hiếu Nghĩa, K1 cộng bàn trải người lớn ok chị Hoàng Chi, 2 set cho chị Thanh Hương. Thêm 1 set K1 ok Lệ Lệ, Phạm Diễm có 3 set, Phạm Nhật 1 set. 2 set cho Hảo Nguyễn không giấu, 2 set cho Thúy Thúy, 2 set cho Bảo Thoa Bảo Thoa, 1 set cho Kem Bông, 1 cho Cương Diễm Hương, 3 set cho chị Thành Tài Nguyễn, 1 set cho Tuyến Mạnh, 1 bàn trải người lớn ok Phùng Hảo, 2 set cho Lê Nguyễn không giấu, 1 cho Trần Thị Kiều Anh, 1 cho Ly Triệu, 2 set cho chị Thúy Quách Thúy, 1 cho Thu Hào, 1 cho Dạ Khúc Buồn, 1 cho Yến Nhi, 2 set cho chị Thúy Hằng, 1 cho Hiếu Trung, 2 set cho chị Nguyễn Trang, 1 cho Nguyễn Thị Lan, 1 cho Nguyễn Thao, 1 cho Ngọc Luyện. Ngọc Luyện có luôn, chị nào chưa được nó lên tiếp vào đấy cho em K1 kèm số lượng để em còn qua mã nhanh nhá. Thêm 2 set ok Dung Hip, 1 cho Lò Thị Thiết, 1 cho Su Hào, 1 cho chị Hà Autum, 1 cho Thuận Lê, Phạm Nhật có rồi, Huấn Nguyễn 1 set, Hương Hương 1 set, 2 set cho Nana, 1 cho Lan Cute, 1 cho chị Trần Lan, 1 cho Đào Nhi. K1, 2 set. Cái gì kia? 2 set căng 33, Phạm Bích comment lại giúp em đi chị ơi. 2 set cho chị Hồng Hiếu Vũ Nguyễn, 1 cho Bông Anh Phạm, 1 cho Hàng Đỗ. Chị Trang Nguyễn có luôn rồi nhá, 2 set cộng với bàn trải người lớn rồi. Cho chị Tuyền Vui Tính 1, cho chị Lâm Phạm 1, Pháo Phủ Phan 1. Pháo Phủ Phan có 1 set, còn chị nào mình chưa được nữa mình lên giúp em là K1 cho em nhá. Giá của tối nay cho các chị một set bàn trải người lớn ok Thúy Nguyễn Bích Thúy hết cho em. Cho chị Hoài Doãn K1, cho chị Hương Ly Đinh K1, Yến Nhi có rồi. Một set bàn trải người lớn ok Thúy Thúy, cho chị Huế Nguyễn 1 set, 2 set cho chị Hoàng Hương. 48k rẻ quá em bảo rồi, em bán cho các chị em mình tối nay không cần phải nghĩ ngợi rồi. Một set bàn trải lớn cho chị Hoa Ma, K1 cho chị Hải Trần. Một set bàn trải người lớn cho chị Cần Ruby. K1 3 set cho chị Kim Huệ, 2 set cho chị Đặng Hoài. 2 set bàn trải người lớn cộng một thuốc ngứa ok chị Vũ Thọ. K1 cho chị Đỗ Tiên có luôn ạ. K1 3 set cho Phương Còi. Ngọc Luyện có rồi, bàn trải người lớn cho Hà Pi. K1 cho Hường Tuấn. K1 cho Thùy Linh. Nguyễn Trang kia có 2 set rồi, Hồng Hiếu Vũ Nguyễn rồi. K1 là khẩu trang nhưng các chị có bao nhiêu set em ơi, chị đọc mỏi mồm quá. 12 set, 13. Thêm 2 set cho chị Nguyễn Cúc, 2 set cho Lợi Phạm, 1 cho chị Nguyễn Hương BN, 1 cho Phạm Thanh Vi. Chị Hoàng Hương có 2 set rồi, 2 set cho chị Mạc Nhài. Cho chị Lam Nguyễn có 1 set, 2 set cho chị Thanh Mai Nguyễn, 1 cho chị Trâm Ngọc Anh, Trâm Ngọc Oanh. Cho Tú Lê Thị 1. Cho chị Lương Hiên K1 cộng 1 set bàn trải người lớn ok chị Phạm Bích 1 set, Hoa Tuyết Tan 1 set. 4 set chị Bùi Thơ có rồi ạ. K1 cộng với quà 1 size L ok chị Hoa Nguyễn hết hàng nhá.
Hết luôn K1, khẩu trang bé còn bao set đây? Còn 203. Khẩu trang bé lên cho em là K2. K2 là 50.000 đồng, 50 cái. Em nói thật luôn, bình thường bán khẩu trang là chỉ tri ân kèm đơn cho các chị. Là em bán 53.000 đồng, em được của các chị em mình được hơn 2.000. Nay em bán tri ân gần như không công để kèm đơn vào đấy cho các bác chia sẻ. K1 em đang hết hàng, các chị thông cảm giúp em ạ. Lên cho em là K2 là khẩu trang bé còn bao nhiêu set? 203 set, bán luôn 50.000 đồng, 50 cái. Không so sánh với giá chiều nay. Vừa mới chốt đơn xong, các chị đừng vì thế mà bom hàng. Mình sống mình thoải mái tư tưởng lên, hoan hỉ cho nhau chứ đừng sân si. Nhưng các chị nhá, mình không sân si ạ. Vì bảo Giang ơi, chị vừa mua chiều nay nhân viên chốt chị 53.000, mà tại sao có mấy tiếng thôi giờ người ta lại mua được giá 50.000, trong khi tiền ship lại rẻ hơn nữa. Là vì em nói luôn là ngày đặc biệt của em. Em gửi lời tri ân đến tất cả các chị em mình là khách hàng của em, nên các chị thông cảm cái vấn đề đấy giúp em nhá. Rồi, K2 cho Minh Thùy một set, Phương Thu Trần một set, cho chị Học Hân một set, Đồng Oanh một set, hai set cho chị Nguyễn Nguyên, một cho Lê Thị Nhung, một cho Nguyễn Hương BN, một cho Nga Thanh, một cho Đào Thị Giang Hy, hai cho chị Thu Hoa Đỗ, một set chị Lan Hương, hai set cho chị Yuki Hana, hai set cho Quỳnh Trần, một set bàn trải người lớn là OK Lan Cute này, ba set bàn trải OK Phương Còi. K2 cho Hậu Trần Thị Tú một, Thanh Anh một, cho chị Bông Anh Phạm một. Bông Anh Phạm có luôn này, cho chị Trần Thị Huyền có K2 này, Ngọc Ánh K2 này, hai set cho Phương Mít luôn ạ. Hai set cho Thúy Thúy, một set cho Lan Hương, một set cho Hảo Nguyễn, một set cho Hương Hoàng. Hương Hoàng có hai set cho chị, một set cho chị Lương Thủy, một set bàn trải OK Má Lúm. K2 cho chị Thu Đông một set bàn trải OK chị Anh Hoàng Quỳnh. Hai set chị Yuki Hana có rồi, một set cho chị IB Lương Thương, một cho chị Trần Mến, ba set cho chị Bùi Thơ. Một cho Phương Thu Trần có, Thanh Anh có rồi, Trần Thị Kiều Anh một set. Hai set cho Nguyễn Dương, một set bàn trải người lớn OK Thanh Bích. K2 cho chị Bích Phương một set. K1 em không còn hàng đâu, lên K2 đi, còn bao nhiêu set K2 nữa gì? K2 cho chị Mùi Thanh có, Nguyễn Thủy Dương có, Duyên Lê có, Tuyền Thanh có ạ. Rồi cho chị Phạm Nhật có, Phạm Nhật có này, Nguyễn Kim Chi có, Lê Nguyễn có rồi, Thùy Sinh có. K2 cho chị Trần Ánh Mai có, Trần Ánh Mai có, cho chị Thanh Hoa có, cho chị Thắm Khánh có luôn này. Cho chị Thúy Hằng Hồ một set này, Hoàng Hương hai set này, Duyên Lê có rồi ạ. K2 cho chị Giang Quỳnh Vũ một set, Nguyễn Kim Chi có rồi, Nơi Bình Yên một set, Xuyến Dương một set, Hồng Hồng một set. Hồng Hồng có luôn, cho chị Hoa Ma một set. Ra ngoài là phải cho con đeo khẩu trang luôn nhá. Hai set cho chị Nhật Đào, một set cho chị Quyên Hoàng, chị Bùi Thơ có rồi, Trần Thị Kiều Anh có rồi ạ. K2 vào đấy giúp em nhá các chị nhá. Cho chị Hà Bống một set, Hà Bống một set, hai set cho chị Thanh Hà Trần. Rồi cho chị nào đây, cho chị Nhâm Nguyễn một set bàn trải chị Nguyễn Tưởng. Cho Phương Còi một set K2, Linh Trinh một set K2, Hồ Liên K2, một set bàn trải OK chị Mạc Nhài, Loan Dương có K2, chị Quỳnh Trần có hai set K2 rồi ạ, Hồng Hồng có rồi, Nhâm Nguyễn có rồi, chị ơi Đỗ Thị Thành có K2, Hương Phạm K2, Hương Phạm có luôn, Đặng Thắm có K2, Nhật Đào có hai set rồi chị ơi, Phạm Nhật có rồi, cho chị Mạc Nhài có K2, Hà Thanh Loan K2, Ngọc Thúy K2, Lam Nguyễn K2. Hai set K2 cho Thơ Kim, một set cho Đào Nhật. Thúy Hằng Hồ có rồi chị ơi, mình được hai set bàn trải đánh ra người lớn chưa? Dạ được rồi chị Nguyễn Văn Thuận nhá. K2 cho chị Hồng Gái Nguyễn, K2 một set cộng hai set bàn trải một set OK chị Hoài Nguyễn ý. Còn bàn trải trẻ em thì em cho các bạn chốt cho chị Hoài Nguyễn nhá. K2 cho chị Na Nguyễn, K2 cho Nguyễn Thảo, Hà Bống có rồi, Hồ Liên có rồi, Phú Lê có K2, một set bàn trải người lớn cho Nguyễn Thảo không giấu. K2 là 50.000 đồng, một set 50 cái khẩu trang bé. Hĩnh Hĩnh có K2, Nơi Bình Yên có rồi, heo bé có K2 này, Phương Nhi K2, hai set cho Trần Thủy Tiên, Linh Trinh có rồi, còn bao set nữa gì? Thơ Kim có 2 rồi, Áo 76 cộng một set bàn trải người lớn OK chị Toàn Nguyễn ạ. Kim Huệ có K2, Nguyễn Cúc K2, Mạc Nhài có rồi, Hương Lê không giấu K2, Hoàng Ánh Nguyệt có K2, Thơ Kim hai set rồi, Dung Vũ K2, Lê Thảo Nhi K2, hai set cho chị Quỳnh Nga. Quỳnh Nga có hai set cho chị Hugo Tuyền một set, Dung Nguyễn không giấu một set, Ngọc Thúy có rồi nhá. Còn chị nào chưa được, ông Đức Hợp có luôn K2 này, cho chị Dương PT có K2, Nguyễn Hoàng Hoàng có K2, Nguyễn Ngọc Huyền một set K2, Hoàng Chi có K2, còn bao set nữa gì? Ui em choáng quá các chị ơi. Nương Trần K2, một đứa đọc cho chị em ơi. Cho chị Hạnh Anh có K2. K2 là khẩu trang bé nhá mình nhá. Qua mã đây các chị, chứ em giờ này em thật sự em choáng quá. Cho chị thêm một mã quần bò nữa em ơi. Cho chị hai set cho Hồng Hiếu Vũ Nguyễn, một cho Vũ Thị Kim Thu, một cho Nguyễn Thao, một cho Thanh Hoa, một cho Lương Thảo,
Dung Vũ có rồi, một cho Julia Nguyễn, một cho Yến Nhi lớp bông, một cho Loan Nguyễn, hai set cho chị Nguyễn Hường. Nguyễn Cúc có một set rồi. Còn chị nào chưa được nữa ạ? K2 là bàn trà, quên, K2 là khẩu trang bé. Cho chị Đào Lê Thị một set, Thúy Lưu một set, Hoa Súng một set. Một set bàn trải lớn ok chị Duyên Lê. Lấy thêm set nữa mông đọc Ngọc Ánh comment rõ là K2 thêm một set để em bấm tạo đơn cho. Hoài Thành Lê với Nguyễn Hường có rồi. K2 cho chị Ngát Dương. K2 cho chị Hoàng Sa, K2 cho chị Ngát Dương bấm luôn ấy. Một set bàn trải ok Chảnh Nhi. K2 cho Hiếu Nghĩa. Ngát Dương rồi, Hiếu Nghĩa rồi, Yến Nhi lớp bông có rồi. Thúy Lưu có rồi. À, bàn trải trẻ em hiện tại là em hết, em không còn hàng, em cảm ơn các chị nhá. Bàn trải lớn ok Má Lúm có rồi. Một set bàn trải người lớn ok chị Trương Tê Oanh có luôn ạ. Cho chị một mã quần bò nữa em ơi. Sợ quá rồi các chị, váy vóc các thứ còn nhiều mã lắm em chưa lên. K2 2 set cho chị Phạm Trang, một cho Khánh Hà. Thanh Hoa có rồi, một cho chị Ngân Hội. Chị Ngân Hội có luôn áo em mặc à, ok đi. Em ơi, một đứa phân quần bò ngoài đấy còn đâu, một đứa lên luôn cho chị áo chị mặc luôn. Hồng Hiếu Vũ Nghiến có 2 set rồi, Yến Nhi lớp bông có rồi chị ạ. Rồi, Thúy Lưu có rồi. Khăn bếp, à khăn bếp là lên là cho khăn bếp lát nữa đi. Khăn bếp đợi em nhá. Khăn mặt bàn chải bé em không còn đâu chị ơi. Bàn chải bé liệu còn không? Bàn chải bé em không còn set nào luôn ý chị ạ. Áo em mặc. Nào cho chị một cái chị bóc luôn cho các chị luôn, bên trong các chị nhìn cho em này. Được chưa, toàn bộ của em là lót lông cừu mê mẩn luôn cho các chị em mình luôn, sướng lắm em nói thật. Nhìn cho em này. Đã chưa, bên ngoài này gọi là dạ ép lông thỏ. Hai lớp ngoài, một lớp lông thỏ bên ngoài là 3 và một lớp lông cừu bên trong là 4. 4 lớp cho các chị em mình. 699.000 một cái, VIP mấy rồi em ơi? VIP 9 ạ. Lên cho em là VIP 9. Kèm theo size cho chị Trần Thị Phương có K2 này. Ok, chị Trần Thị Phương có K2. K2 3 set cho chị Cúc Vũ Thị Cúc. K1 dự bị cho bé cô bé ngốc nha em nhé. Bàn trải người lớn thêm set nữa, ok Lan Cute. Một set bàn trải người lớn là chị Thu Lực. Nguyễn Tê Oanh em chốt rồi. Lên cho em là VIP 9 kèm theo size cho em ạ. 699.000 chia sẻ livestream bán tặng trên live bao tiền ạ? 225.000 một cái. 220.000 cho chọn luôn. 220.000 một cái cho các chị em mình. Ui dồi, em nói thật luôn, mặc cho em tầm độ 10 cái mùa đông nhá. 10 cái mùa đông. Em sợ là 10 cái mùa đông chưa hỏng nổi cho các chị em mình luôn. Mã vào đây cho em, chụp luôn lại cho em xem ai bán cho các chị 220.000. Em nói luôn giá ngày hôm nay cho các chị này, còn các chị em mình mua của em 385, 389.000 thôi. 385 và 389.000 chứ không phải 285 đâu ạ. Bây giờ em bán tặng 220.000. Vì hôm nay là ngày của em. Em gửi lời cảm ơn đến tất cả những chị em mình đã chia sẻ giúp em ra nhá. VIP 9 đúng không? Kèm theo size ML, 50-51 cân trở lại mặc cho em size M, 62 cân trở lại mặc L giúp em. 220.000 đồng một cái, các chị lên nhanh giúp em ạ. Đẹp kinh khủng luôn, vừa ấm vừa đẹp. Rồi, VIP 9 kèm size. VIP 9 size M cho cỏ ba lá, cỏ ba lá. M cho chị Nguyễn Anh không giấu. M cho Lê Hương đầy đủ giấu. M cho Trang Đỗ. Cỏ ba lá, cỏ ba lá có rồi, VIP 9 phải kèm size. Chị ơi, Nguyễn Anh có rồi, chị nhá. Ui em nó thật luôn, đẹp lắm luôn. Giờ vẫn mới đấy, Nguyễn Trang năm ngoái mua hàng. Khăn tắm em không còn hàng chị ơi. M cho chị Ngọc Mai Nguyễn. M chị Anh Nguyễn không giấu nữa. M cho chị Lê Hương đầy đủ giấu có rồi ạ. Nguyễn Anh có mà anh Nguyễn không giấu cũng có rồi. M cho chị Nguyễn Kim Huệ. Bàn trải người lớn chị Ngát Dương ok chị. M cho chị cô Út Thọ Nguyễn. L cho Yến Nhi. M cho bé Hiền. M cho chị Nguyễn Ngọc Huệ. Nguyễn Anh có rồi chị ơi, cỏ ba lá. L cho Nana. Nana có luôn L này. M cho chị Lê Huê. M cho Trần Thị Kiều Anh. 65 cân mặc nó ôm, em sợ nó không được đẹp chị ạ. M cho Thanh Hoa. M cho Linh Nguyễn không giấu. Nguyễn Kim Huệ có rồi chị ơi. VIP 9 kèm size giúp em đi chị Nguyễn Son. M không phải K9 mà là VIP 9 nhá chị Thúy Nguyễn ơi. 3M 3L cho chị đẹp rẻ. Ui bác đẹp rẻ ơi, con này bác về bác bán 385.000 như giá em ý. Em nói thật luôn là mê mẩn luôn cho em luôn ạ. Comment vào đấy cho em là VIP 9 chứ không phải là M K9 nhá các chị nhá. Rồi tiếp cho các chị em mình này. Nguyễn Ngọc Huệ rồi, M cho Khánh Hà. Bé Hiền có rồi, xét bàn trải người lớn cho chị Hoàng Hường ok chị. Yến Nhi có L rồi mình ơi. L cho chị Đào Nhận. M cho chị Lơi Nguyễn không giấu. Chị Thúy Nguyễn có M rồi. L cho Nguyễn Thị Thu Hương. M cho Minh Nguyễn. Trang Đỗ có rồi chị nhá. L cho chị Vũ Vũ Vi Mi Tùng. M cho Linh Phong.
Lê Vi Nguyễn có rồi, M Quỳnh Nga có rồi ạ. Quỳnh Nga M, M cho Hiền My, M cho chị Trương Hường. Đẹp rẻ là có 3 M 3 L rồi anh Nguyễn, rồi L cho Nguyễn Ngọc Huyền, L cho Hà Bống. Lê Nguyễn có rồi chị ơi, M cho Nguyễn Nguyên, M cho Hồng Thanh, M cho chị sau cũng được, L cho Như Nhung. Quỳnh Nga có rồi ạ, Hiền My rồi, Linh Nguyễn rồi nhá. M cho chị Hải Nguyễn không giấu, L cho Thân Phạm, M cho Bích Phương, L cho Trương Hưng, L cho Xuân Ngọc, L cho Nguyễn Thị Lan. Hà Bống rồi, M cho Thúy Hằng, L cho chị Lê Thảo, Thảo Lê. Nguyễn Ngọc Huyền có rồi em ơi, M cho chị Miano, L cho Lương Thảo có. Lê Nguyễn có rồi, cứ từ từ được em đọc từ dưới lên trên các bác ơi. Em sẽ đọc hết nhá. Hai cái size M cho chị Nguyễn Son, L cho Thu Lê, M cho Nguyễn Thảo, đầy đủ dấu. L cho chị Nguyễn Nhung Thường, L cho Hoàng Ánh Nguyệt, L cho Hoa Súng, M cho Thúy Hằng, L cho Nguyễn Thị Thanh. Quỳnh Nga có rồi, M cho Huyền Nguyễn, L cho Trương Thị Thu, M cho Trang Huệ, L cho chị Phùng Thùy không giấu, L cho Ngô Thị Sáu, M cho Nguyễn Yến, M cho Thúy Hương. Hà Bống có rồi, L cho chị Thảo khó bảo. Đào Thu Mận có M, Nguyễn Thúy có M, Nguyễn Thúy đầy đủ dấu có M rồi. Lương Hiền có rồi, Nhung Thường rồi, L cho Nhất Nhi, M cho Quỳnh Hương, M cho Quyên Nguyễn. Lê Huê có rồi ạ, một set bàn chải lớn ok chị Lê Nguyễn không giấu ạ. Lương Thảo với Yến Nhi đều có rồi, M cho chị Mận Trang. Size L cho chị Bùi Ngọc Ánh 60 cân ok ạ. L cho chị Nga Mạnh, L cho chị Đặng Ngọc, M cho, à, L cho chị Như Nhung có rồi, Thúy Hằng rồi, Nguyễn Ngọc Huệ rồi này, M cho chị Nguyễn Nguyễn không giấu. Chết rồi, em đọc mỏi mồm mà chưa hết luôn các chị. M cho Ngọc Vi, M cho Lương Thắm. Thân Phạm có rồi, mình ơi sao cũng được có rồi nhá. M cho chị Danh Lò, 220.000 đồng một cái, các chị ơi đẹp mê mẩn luôn. M cho Thúy Thúy Nguyễn, M cho Hương Lê không giấu, không ảnh đại diện luôn. L cho chị Sa Uyên. VIP 9 kèm size ạ. VIP 9 size M cộng 1 tuýp thuốc ngứa ok. Lê Trang, Lê Trang có luôn này. Dương Yến có M rồi. M cho chị Hoàng Chi, M cho Trần Thủy Tiên, Trần Thủy Tiên có. L cho Vi Còi Uyên. Quỳnh Hương có rồi, M chị Dung Tuyết Nhất, M chị Quyên Nguyễn không giấu có luôn này. Sao Yên có rồi, ui dồi ôi chị ơi, 220.000 giá tối nay cho các chị em mình. Bùi Ngọc Ánh có rồi, M cho Nguyễn Hoàng Hoàng. Chị nào chưa được nữa không ạ? Huyền Nguyễn có rồi. Còn chị nào chưa được em đọc tên nữa không? Ngô Thị Sáu có rồi. L cho chị Ngọc Hoa, L cho Ngọc Hoa. M cho chị Vinh Thùy, Vinh Thùy có. Nguyễn Hường có M rồi. M chị Loan Dương, M cho chị Nguyễn Mai, Nguyễn Mai ảnh hai bé đấy. M cho Trần Thị Huyền, Trần Thị Huyền có ạ. Thu Lê rồi này. M cho chị Hạnh Phạm, Hạnh Phạm có M luôn ạ. M cho Linh Thảo, Linh Thảo có luôn. M Thảo khó bảo có rồi. VIP 9 nhỏ nhất là size M chị gái ơi, nhỏ nhất là M từ 38 cân đến 50-51. Size L là các chị em mình tầm độ trên 51 cân đến 62 cân vẫn đang bon chen cho em ok. Còn chị nào chưa được có quần tomboy cũng có lên. M cho Thanh Hoa, Lê Thảo, Thảo Lê có rồi. M cho Vân Ruby, một set bàn chải đánh răng ok chị Khang, Anh Huy. L cho Diệp Chip, L cho Nguyễn Thúy đầy đủ dấu, L cho Hà Thu Hiền. Nguyễn Thị Thu Hiền hình như chưa được, chị lên lại giúp em size đi. M cho Hồng Hạnh, M cho Nguyệt Phùng, M cho chị Hợi Lê. Một set bàn chải người lớn ok chị Lương Thảo, Hà Thu Hiền có rồi, Sao Yên có rồi. Thêm M cho chị Nhung Thường, size M cho chị Dung Trịnh. Hà Giang có luôn M. Trời ơi giá tối nay 220.000 cho em nha các chị nhá. 220.000 mà em nói thật, bóc ra các chị nhìn các chị bị phê luôn. Chị Đào Thu Mận có rồi, Nhung Thường em thêm M rồi, Vinh Thủy có rồi ạ. L cho chị Phương Nhi. Dạ chị Hà Thu Hiền em đọc tên rồi đấy chị. M cho chị Quên Đi Quá Khứ, L cho Xuyến Dương, L cho chị Mai Liêm Lê. Nguyễn Mai có rồi, sao không thấy mình. Linh Thảo em vừa đọc tên xong đấy ạ. Ui các chị em mình từ từ được, em uống ngụm nước ấy. Em ơi phát thêm cho chị ít nước cam này. Này em ơi, cho chị xem lại, xem sát gần luôn nhá chị nhá. Thật sự với các chị em mình nó mê mẩn. Đây, em đang mặc cho các chị em mình và cho các chị em mình bóc luôn để các chị lại sợ là ui nó mặc thì đẹp thế, còn cái đây em chưa cần mặc, chỉ cần bóc ra cho các chị nhìn thôi. Chỉ cần cho các chị em mình bóc ra các chị nhìn cho em thôi nó đã đủ mê mẩn luôn. Bên trong này các chị nhìn cho em toàn bộ lông cừu. Bên ngoài này là một lượt lông thỏ, hai lượt da ép nhá. Hai lượt dạ ép thêm lông thỏ, còn bên trong là lớp lông cừu ạ. Giá em bán 699.000 một cái tại cửa hàng luôn.
Đây bán ở đây cho các chị em mình 220.000 cho các chị em mình giá tối nay. Nhớ cho em không so sánh giá. Ui dồi ôi các chị ơi, em nói thật luôn, khách đã xả đơn rồi, em không lên coi, lên comment em không đọc tên đâu các chị. Chia sẻ livestream để được áp dụng cái phí ship là 15.000 đồng nhớ các chị nhá. Chia sẻ livestream là Ngọc Vi có rồi. Một set bàn chải lớn ok chị Như Nhung. Thêm một bàn chải lớn ok chị Tớ Nói Thích Cậu. L cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Ok chị Nguyễn Thị Thu Hiền, dày chứ chị ơi, dày mà. Nhớ chị nhớ. Dung Trịnh có rồi. Lên cho em là VIP 1 em không còn mình ơi. M cho Ngọc Thúy. Em cảm ơn chị Hà Thu Hiền ạ. L cho chị Dương Candy. M cho Thanh Hoa có M luôn này. M cho chị Nguyễn Nguyễn không giấu. Hết M chưa gì. M cho chị Thiều Dung. Lên cho em VIP 9 kèm size Nguyễn Nguyễn có rồi. Thêm cái size M nữa cho chị Hồng Thanh là hai cái. Cho chị Hương Thủy size M. Size M cho chị Nguyễn Phương đầy đủ dấu. Bàn chải người lớn cho chị Ngân Hội. Size M chị Hoàng Hường có luôn ạ. VIP 1 em hết hàng. VIP 9 size M cho Tiên Tiên Nguyễn. Khăn lau bếp đợi em đi chị. VIP 1 hết chứ đúng không? À thế thì VIP 1 em còn nguyên M. VIP 1 là màu xanh em còn M. VIP 9 size M cho chị Nông Nguyên. Ngọc Thúy được VIP 9 rồi mình ơi. VIP 1 size M cho Thu Tâm kìa. Ok Thu Tâm nhá. VIP 9 size M cho Hoa Thủy Tiên. Size M cho Phương Mít. Sợ luôn các chị ạ, em nói thật luôn. Em bán gần 1 vạn sản phẩm trong tối nay rồi. Em sợ còn hơn rồi. Chứ không phải 1.000 đâu nhá các chị nhá. Một mã đầu tiên em đã bán hết cả gần 1.000 cái rồi. Tức là một buổi live tối nay em bán hết hàng vạn sản phẩm rồi đấy các chị biết. Kỷ lục cuộc đời em luôn ạ. Kỷ lục cuộc đời em luôn đấy các chị. Hoa Thủy Tiên có rồi, VIP 9 kèm size cho em ạ. Ngọc Thúy được rồi nhá mình nhá. VIP 9 size L cho chị Trang Tây. Size M cho chị Trâm Ngọc Oanh. M cho Khuyên Nguyễn không giấu. 52 cân chị lên L luôn ạ. Bàn chải người lớn đó chị Nguyễn Thảo. Dung Dịch em hết hàng. L cho Dung O. Ôi Q4 nó làm gì còn. Cái này là VIP 9 mà Q4 thì làm gì còn đúng không? Q4 hết rồi. Ôi dồi ôi Dung Ori ơi, làm gì còn Q4 đâu. Q nào cũng không còn đâu. Ori, Dung Ori nhá. Cái này là VIP 9. Dây em đang đeo ở cổ. Bán hết luôn rồi. Size M cho chị Phương Thúy Ngô. Sen bé em cũng không còn hàng ạ. Giang Lương một cái size L. Size M cho chị Hương Lê không giấu. VIP 9 size M cho chị Duy Dung. M chị Duy Dung có. M cho Nguyễn Hồ Diễm Hằng. Một tuyếp thuốc ngứa cho chị Anh Hoàng. Giang Lương có L rồi. Size L cho chị Nguyễn Cảnh. Đổi sang L ok chị Trang Đỗ đổi sang L ok bác luôn. M cho Thảo Thanh. L cho Dung Ori. Dung Ori có luôn L. Tắt xịn đợi em lên tắt xịn cho Trang Tây có rồi. Còn chị nào mình chưa được VIP 9 nữa không? Size M cho chị Trương Thị Thế Mỹ. 220.000. Ui dồi ôi các bác ơi, mềm mỏi. Kể cả các chị em mình thích kéo khóa lên nữa cho em được luôn. Đấy nhưng các chị em mình để cổ vest này cho em cho sang. Con này các chị em mình mặc cho em đúng thật sự là mê mẩn đấy các chị nhìn này. Ui dồi ôi em nói thật luôn, sướng. Hàng các chị nhìn cho em này. Giá cho em 699.000. Sen nhỏ em hết hàng rồi. Các chị mà xả đơn một lần em không bao giờ em chốt nữa đâu, các chị thông cảm giúp em. Chứ em nói thật luôn là cái giá em bán cho các chị em mình nó quá là bèo rồi. Các chị không tôn trọng cái mồ hôi công sức của em thì em nói thật, lên đây này, nhiều chị mà đang lên comment bảo vì sao không đọc tên chị là vì xả đơn rồi, xả đơn một lần là vĩnh viễn không bao giờ em chốt cho nữa đâu. Thà em ế em còn hàng là em đi tặng người khác em không thấy tiếc. Em không bán hàng cho người ý thức kém đâu, em nói luôn ạ. Rồi, VIP 9 size M cho Lưu Vui, size M cho chị Hạnh Sino. Bác Lại Tuyết lên size cho em chị ơi, M cho chị Nguyễn Liên. Nguyễn Hồ Diễm Hằng có rồi. Em là mặc size M chị ơi, em mặc size M luôn, em 47 cân rưỡi mà. Em 47 cân rưỡi là em mặc M nhá, Nguyễn Liên có rồi. Đấy còn chị em nào mình chưa được nó mình lên cho em. Size M cho chị Nơ Ly Phạm. M cho chị Đỗ Duyên. Một tuyếp thuốc ngứa cho chị Nhật Linh. Quần bò đợi em chị ơi. K1 là cái gì em? L cho chị Phạm Trang. L cho Phạm Trang. K1 là khẩu trang em hết hàng chị ơi. Bác Lại Tuyết. Size M cho chị Lại Tuyết. Nhỏ. Ui giời em ơi, thì phải tìm hiểu về hàng của Mít nhá. Tìm hiểu về chuẩn chỉ hàng công ty chính chủ. Con này không bao giờ có S. Tất cả hầu như hàng của Mít sẽ là size ML. Không bao giờ có S luôn. Nó là sẽ là size ML. Hàng xuất cho các chị em mình M từ 38 cân đến các chị em mình tầm độ 51 cân. Size L các chị em mình từ trên 51 đến 62 cân cho em. Bao cho các chị siêu đẹp và siêu ấm. Bên ngoài là lượt lông thỏ đấy. Bên trong là trần lông cừu luôn cho các chị em mình. Size M cho chị Hậu Vũ một cái. K1 em hết hàng. Size M cho chị Vân Dung một cái. Nhỏ nhất nó là M nhá các chị nhá. 38 cân đã mặc được rồi. Đấy các chị VIP 9 220.000 đồng một cái giá tối nay. Cho các chị em mình chia sẻ em nói thật nó đẹp. M cho chị Duyệt Hằng một cái. Em đổi lấy L chị Nhung Thường lên rõ cho em là VIP 9 cho chị sang L để em bấm cho. M cho chị Bích Bùi Thị một cái. À, em ơi còn set không? Em còn set đấy chị ơi. Mà em nói thật tầm này em đuối quá. Xem lại cho em cái set này.
Size L cho Trần Trần Thư một cái. Size M cho chị Nguyễn Ngọc Diễm. Chị ơi phải từ từ. Size L cho Nguyệt Sâu Kiêu một cái. Chị Hồ Vi ơi, còn rất là nhiều người còn chưa được đọc tên. Em phải vừa đọc em vừa nghỉ đấy. Nên là chờ cho các chị lên hết comment thì em sẽ qua mã nhá. Cũng muốn qua mã cho các chị em mình nhanh nhưng còn nhiều người chưa được đọc lắm. Size M cho chị Lan Trần. Size L cho Thu Huyền. Size M cho Còi Phương. Nhận được tiền chưa bác Lương Navi ơi? Em thật sự là em đọc không kìm nhìn màn hình luôn. Đỗ Giao Linh này 381 này rồi các chị nào đây 260 mấy các chị chuyển. Nhiều chị chuyển khoản lắm mà em còn chưa nhìn ra hết được đâu. Rồi chị Vân Dung có M rồi. M cho chị Nguyễn Hoa Tím. M cho Nghĩa Tình. M cho Dương Lương. Thu Huyền có rồi chị ơi. Thu Huyền có rồi. Set đỏ vừa nãy em không còn. Em chỉ còn mỗi set đen thôi. Set đó màu đen nó là VIP 5. Em còn đúng 3 set size S. Còn 4 set em để lại. 1 set em mặc là còn 3 set size S thôi. VIP 9 size L cho chị Hoa Muống Biển. Dạ kẻ còn chưa lên cơ. Vân Dung có M rồi. Chị gì đấy nhỉ? Chị ok VIP 9 đổi M lấy L. Ok chị Nhung Thường luôn ạ. VIP 9 size M cho Kiều Trang. Kiều Trang đuôi 002. Nhắn luôn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn mình nhá. 2M1L cho Linh Hoàng. Sang L. Ok chị Trâm Ngọc Anh đổi M sang L có luôn. VIP 9 size M cho chị Nguyễn Nguyên có. Rồi còn chị nào chưa được nữa không để em qua mã đây ạ. Qua mã nhá mọi người nhá. Size M cho chị Mạc Hương một cái. Size M cho chị Dương Lương có rồi. Con này mặc cho em tầm độ 10 mùa đông. 10 mùa đông không biết khoảng. Size M cho Hương Hoàng. Thêm một cái VIP 9 size M cho chị Đào Thu Mận. À, chị Hương Hoàng đuôi 973. Nhắn cho em địa chỉ cộng số điện thoại và tin nhắn cho em ạ. VIP 5 nó là cái set mà set nhung này này. Mà em có quay trên TikTok đấy các chị. Cái set này này nhưng mà là màu đen nhá. Em chỉ còn mỗi màu đen thôi. Đây này, nó là set này này. Đấy, nó là set em mặc này này. Nhưng mà chỉ còn mỗi màu đen. VIP 9 size M cho nhỏ xíu. Ok, chị Nguyễn Thị Lan có sang L. Ok bác luôn. VIP 9 thêm L nữa là tổng 3 chiếc size L luôn đấy. Chị Nhung Thường thêm cái size L nữa đi. Nhỏ xíu có M. Ok, chị Nguyễn Thị Lan sang L nhá. Không đổi VIP 1 sang VIP 9 em nói luôn. Riêng đổi từ mã này sang mã kia là em bỏ qua luôn đấy Thanh Lê. Nhớ VIP 9 size M cho chị Đỗ Ngọc. Rồi ôi chị ơi, lập trường vững vàng vào đấy cho em. Mình em đấy là em còn chủ động em up sẵn màu rồi. Các chị em mình vào trong cái trang fanpage em có up màu từ chiều rồi. Mà chị lên màu một VIP 1 xong bây giờ chị lại đòi đổi từ VIP 1 sang VIP kia em không ạ. Đấy em chỉ đổi size cho các chị em mình sang thôi. Nhưng em nói luôn này đã lên rồi. Bán cho các chị em mình được cái giá ưu tiên rồi lại còn muốn đổi từ VIP nọ sang VIP kia nữa. Nhá. VIP 9 size, VIP 9 size M cho chị Linh Nguyễn. Size L cho chị Trần Loan. VIP 5 em còn đúng size S đấy chị. Còn có 3 set size S đấy. VIP 9 size L cho chị Đào Bích. Ơ chị Hương Hóa Mình vừa nãy được VIP 5 size S rồi mà. Ui dồi ôi chị ơi, có 220.000 giá áp dụng của tối nay thôi. Size L cho chị Hồng Trần. Ok chị Hồng Trần có luôn. Em chắc là lên được đến màu này là còn phải lên mã khác chị ạ. Không lên được thêm màu nữa. Hôm nay lên cho các chị thật sự luôn là em lên hai màu hot nhất kho nhà em luôn rồi. Đó chính là màu xanh với cả là màu nâu tây này. Em lên hai màu hot nhất trong kho nhà em luôn rồi ạ. Em nói thật em chưa báo cho một khách nào là các em ơi chị xả con này 220.000. Em không hề luôn. Mà em chỉ báo trước với khách rằng hôm nay mai là sinh nhật chị thì tất cả khách xỉ nhà em đấy chúng mày đều biết rồi. Mai là sinh nhật chị một ngày chỉ một năm chỉ có một ngày thôi. Chị tri ân khách một buổi duy nhất thì không tị nhau về giá. Kể cả là hôm nay chị bán cho khách lẻ 220.000. Ngày mai khách buôn đến lấy 240-250 vẫn phải chấp nhận. Vì em nói thật em đâu phải là hàng vơ vẩn đâu. Qua kho nhà em ngay và luôn thật sự với các chị em mình em hàng mấy vạn hàng. Nguyên ngày hôm nay của em về gần 10 tỷ tiền hàng này các chị biết. Gần 10 tỷ không phải gần 1 tỷ nhá. Nguyên hàng cao cấp của em đã 3 tỷ rồi. Chứ em không có điều các chị em mình nên là em đã phải báo trước khách luôn đấy các chị nhìn. Nó sướng dã man luôn cho các chị luôn. Đấy còn chị nào chưa được VIP 9 nữa không ạ? Em đọc nốt nhá. Size M cho chị Dông Tố. Size M cho chị Lê Hoài Thương. Size M cho chị Khánh Đào. Trần Loan có L rồi, Hoa Muống Biển có rồi ạ. VIP 1 thì các chị em mình xem lại cho em like trước. Chị có quà 1 với K1 hình như Phạm Thanh Vi có rồi chị ơi. Size M cho chị Dung Nguyễn. Các chị ơi, VIP 1, VIP 9 size M chị Phạm Huyền có luôn. Ok chị Phạm Huyền. Các chị muốn biết cái VIP 1 nó như thế nào, các chị vào cho em cái live stream lúc đầu tiên. Vì lúc nãy là bị máy nó bị đơ, em phải thoát ra em vào lại đấy các chị. Thì các chị vào cho em đây này cái VIP. Đây em cho các chị em mình kéo nhá. Em đang live duy nhất trên một fanpage này thôi ạ. Các chị em mình nhớ bấm theo dõi fanpage vào đấy cho em nhá. VIP 1 nó sẽ là đây này, cái mã này các chị nhìn cho em kinh khủng không ạ? Hơn 18.000 lượt chia sẻ, 45.000 lượt comment, hết M. VIP 1 là chỉ còn M đúng không? Đấy, 3.000 lượt thích để các chị em mình biết đây. VIP 1 đây để được em, để em mặc VIP 1, đây đây, VIP 1 đây này các chị này. VIP 1 comment lúc đấy nó cháy luôn. Đấy các, ui dồi ôi, sợ comment eo còn không gạt được luôn ấy. Đấy các chị nhìn comment này. Đấy thì các chị em mình muốn lấy VIP 1 đây nhá, màu xanh đây các chị nhìn cho em ạ.
đẹp kinh khủng luôn, cho các chị xem lại livestream đấy cho em nhá. Các chị nhìn comment VIP 1 kinh khủng không? Nên chính vì thế em không thích các chị đổi từ mã nọ sang mã kia đấy, vì mã nào của em đẹp luôn chứ có phải là xấu đâu. Đúng không? Em lên hai màu hot nhất tại kho nhà em luôn rồi. Size L cho chị Hương Nguyễn, size L cho chị Lâm Tuyến. VIP 9 size M cho chị Dung Vũ. Ok, chị Dung Vũ đấy em đuối giọng luôn rồi thì các bác biết. Lâm Tuyến có rồi ạ. L cho chị Quyên Linh, L cho chị Ngân Hội. Size M cho chị VIP 1, size M cho chị Lơi Nguyễn kìa. Ok chị Lơi Nguyễn, VIP 1 là hiện tại em chỉ còn duy nhất em có được 00 Nguyễn Ngọc Băng Thanh, chưa được mã nào luôn ấy Nguyễn Ngọc Băng Thanh ạ. VIP 9 size M cho chị Dương PT. Em nói thật em bán giá này 220.000, đặc biệt các chị em mình là dân buôn. Đặc biệt các chị em mình là dân buôn, các chị em mình biết thừa luôn, con này em bán giá này là em gọi là bán tri ân thật sự luôn cho các chị em mình. L cho chị Lan Bấy Bề một cái VIP 9 size L. Ok Lan Bấy Bề nhá. Rồi còn chị nào VIP 9 size M cho Võ Linh. VIP 9 size M cho Nguyễn Thị VIP 1 size M cho Nguyễn Thị Ái Châu. VIP 9 size L là cho Trang Nguyễn. Dung Nguyễn không giàu có VIP 9 size M. Bộ em ơi, 259 không phải là hàng được lót lông. 259 chỉ là hàng trần trong, không phải là hàng lót lông trong. Và không có hàng kéo khóa. Nhớ. Đấy là chị đã, em đã biết em mua 259.000, chị xả 259.000. Hàng đấy chỉ là hàng trần trong. Và không phải là lót lông trong và không có kéo khóa, chỉ là hàng gài cúc thôi. Các chị biết Nguyên có cái khóa và hai cái cúc bấm này của em là đã thêm tiền rồi. Đúng ạ, mà nó trần lông cừu bên trong luôn cho các chị em mình. Đấy mà em để cho các chị có 220.000. VIP 1 không còn L đâu chị ơi. VIP 9 size L cho chị Ngọc Lan. Đúng rồi, rẻ cũng phải 320.000 trở lên rồi. VIP 9 size M cho Phương Còi có. VIP 9 size L cho Ngọc Hân. Nào chuẩn bị cho chị mã quần bò. Áo em mặc là VIP 9 kèm theo size ML chị gái ơi. 220.000 một cái nhá các chị nhá. Ngọc Hân có rồi, VIP 1 thêm hai cái size M cho chị đẹp rẻ. Ok bác đẹp rẻ. VIP 1 size M cho chị Kim Huệ. VIP 1 là màu xanh thì em chỉ còn M thôi. VIP 1 size M cho chị Mộc Lan. Ok chị Mộc Lan có luôn ạ. VIP 9 size M cho chị Chi Mai. Áo em đang mặc là VIP 9 ạ. VIP 9 thêm 2M, ok chị đẹp rẻ. VIP 9 size L cho chị Hương Nguyễn không giấu. Dạ Nana hình như có được VIP 9 rồi thì phải. VIP 2 là cái mã gì em ơi? Dạ vâng. VIP 2 em hết sạch hàng. VIP 1 size M cho chị Nguyễn Thị Linh. VIP 9 size L cho chị Hằng. 51, chị nếu như chị 51 cân, 52 cân mà chị 51 cân thì chị vẫn mặc được M. Còn nếu như đã là 52 cân chị lên L giúp em chị nhé. VIP nào em chỉ còn mỗi VIP 1 em còn M thôi, còn đâu tất cả những mã VIP khác gần như là hết. Chị Hằng có VIP 9, Thanh Hoa có VIP 9 rồi. VIP 9 size M cho Trang Đoàn. VIP 9 hết chưa? VIP 9 size M cho chị Hoàng Thị Hát, Phương Hát. Chị Nguyễn Thị Linh là có VIP 1 size M rồi. Rồi em qua mã lên cho chị một mã quần bò em ơi. VIP 9 size L cho chị Dung Anh. VIP 9 size M cho chị Tạ Hương. Sợ quá các chị comment nhiều kinh khủng luôn các bác ơi. VIP 9 size M cho chị Nguyễn Thìn. Size M cho chị Thi Phương. Size L cho chị Hương Ninh. Hương Nguyễn không giấu có L rồi. Size M cho chị Minh Lý. VIP 1 size M cho chị Mãi Chẳng Sinh. Ok bác Mãi Chẳng Sinh ạ. 1m6 nặng 58 cân mặc L quá đẹp chị ơi, yên tâm. VIP 9 size L cho chị Phùng Mai. Dạ chị Dương PT, chị lên giúp em là VIP 9 cho chị sang L vào đấy để em bấm cho. VIP 9 size M cho Nguyễn Thảo. VIP 9 size M cho chị Phó Thủy. Chị 52 cân vẫn chỉ mặc M đã rồi. Chị 52 cân mà chị cao thì chị vẫn thích mặc M thì chị lên comment thôi. VIP 9 size L cho chị Linh Ngọc Tường Vi. Nhiều chị, các chị vào độ mét 6 mà các chị 52 cân các chị thích mặc M thì các chị vẫn mặc, vì em mặc vẫn còn thoải mái mà. Em mặc thì vẫn còn thoải mái cho các chị em mình mà, vấn đề gì đâu đây các chị nhìn này. Em nói thật là nó đẹp kinh khủng luôn. Đây là hai lớp nhá, ở giữa cái khóa này kẹp vào đây hai lớp, một lớp, hai lớp này. Được chưa? Bên ngoài trần một lượt lông thỏ, các chị nhìn thấy lượt lông của nó. Bên trong là lông cừu cho các chị em mình, kéo khóa cho các chị em mình mặc cho em. Em nói thật nó quá đẹp. Con này em bán 220.000 bao giá cả đất nước này luôn vì nó quá đẹp rồi các chị. Không cần phải nghĩ ngợi luôn, VIP 1. Ok, chị Dung Tuyết Nhất có VIP 1 size M. VIP 9 size L cho chị Nguyễn Bích Hiền. VIP 9 size M cho Oanh Le. Chị Dung Tuyết Nhất có VIP 9 size L cho chị Ngọc Nguyễn không giấu. Minh Lý có VIP 9 size M, VIP 9 size M cho Yên Lỡ. VIP 9 size M cho chị Quy Quy. Quy Quy đuôi 593. Nhắn luôn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nha mình ơi. VIP 9 size L cho Thảo Lan. VIP 9 size M cho Selena Trương. Chia sẻ một lần về trang cá nhân, 2 lần, 3 lần đến các trang hội nhóm cho em được áp dụng phí ship code là 15.000 hôm nay. Hoan hỉ hôm nay thôi nhá. Công lại vào mà cứ đòi em. VIP 9 size là VIP 1 em không còn L đâu, dự bị cho chị Lương Oanh cái đi. VIP 9 size M cho chị Hà Bống. 1m59. Ô chị ơi, 1m59 chị muốn mặc tùy theo cân nặng chứ chị. Nhá. 1m59 thì chiều cao các chị em mình quan trọng là cái cân nặng của các chị. VIP 9 size L cho chị An Chimi qua mã được chưa các chị? Ủa còn nhiều chị quá. VIP 9 size L chị Hương Nguyễn không giấu có rồi. Chị An Chimi có L rồi. Em qua mã nhá, chả các chị em mình nhờ chờ những mã khác nhiều quá. Kem chân em hết hàng chị ơi.
chuẩn bị cắm, mà chị đưa chị cái sạc từ phòng em ơi, để chị bấm cái chị sạc cái máy tạo đơn. Em 50 cân mà 1m57 em chỉ mặc mờ thôi. Chỉ mặc mờ thôi, 50 51 cân vẫn mặc mờ được mà nhá. VIP 9 size L cho chị Tiến Dũng Tiến Thanh. VIP 9 size M là bé nhất, đúng rồi mình ơi. Hóng túi quá đấy, em còn một mã túi hết một chưa lên được cho các chị nữa. Ôi ôi các bác ơi. Lên một mã quần bò đi, chả nhiều chị chờ quần bò. Xong rồi là em sẽ lên túi nhá các chị nhá. Xong em sẽ lên túi cho các chị em mình. Đẹp lắm luôn, một set bàn trải người lớn, ok chị Đồng Oanh ạ. Sạc các chị cái này vào đã đi em ơi. VIP 9 size L Tiến Dũng Tiến Thanh có rồi. Ừ ok mình, ok Nguyễn Thìn chuyển khoản trước. Tất xịn đợi em các chị ơi. Chị Giang thấy comment không? Lan Bully chưa nhìn thấy comment của em luôn ý. À, tối nay có áo len có chứ em ơi, áo len nhiều lắm mà chưa lên được, len kiểu xinh dã man luôn. Cái này không có chuyện, đúng thật sự luôn. Chị mua chị ỏi ngoài không bao giờ dưới 420.000 thật. Các chị, ui dồi ôi, chết thôi con quần bò. Trời ơi em này nhá, chốt nhanh. VIP 10 kèm theo size cho em ạ. VIP 10 kèm size cho em nhá các chị nhá. SML hàng cao cấp, các bác ơi nhìn đằng sau này. Ôi dồi ôi cặp cao 189.000 đừng tị nhau ạ. S cho các chị em mình 40-47 cân. Rồi em ơi, bảo anh là cái gì đấy, 888 nó thông báo thì liệu có bị mất mạng không. Nhanh 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 gọi anh đi. VIP 10 kèm theo size. Ui dồi ôi, con này cái điểm nào, con này điểm nào cũng đẹp luôn, chết thật. Trời ơi các chị ơi. Ê có chết người tôi không chứ lại. Chết rồi, em bị sụt mạng các chị ơi. Ê mày chết người. Đấy có khổ cái thân em không. Tụt bắt cả 200 người xem cũng đâu nữa các bác. Có giãn sướng lắm các chị ơi, em chốt nhanh nhá. Chốt nhanh không mất mạng đấy các chị ơi, vì 4G em dùng tốc độ cao đã hết rồi. Mà bây giờ em chuyển sang wifi là sẽ bị nhanh nhanh nhá. VIP 10 size M cho Na Nguyễn, M cho Huệ Candy, L cho Tiến Dũng Tiến Thanh, L cho Trần Huyền, L cho Trần Trần Thư. Hai cái size L cho chị Thu Lương, M cho Su Su, M cho Hoàng Hường, M cho Hải Yến Hải Yến. VIP 10 kèm size ạ. M cho chị Hoàng Hường có rồi, M cho Thảo Lê. À tôi chắc là VIP 9 size M cho Thảo Lê, đây là áo kia. Cái này em cho em VIP 10 kèm size ạ. L cho Vi Còi Uyên, L cho Ngọc Nguyễn. VIP 10 kèm size nhá. L cho bác Kem Bông, M cho Linh Thảo. Huệ Candy có M rồi. M cho chị Phạm Thị Trà My, M cho chị Hà Giang Nguyễn. VIP 10 size S cho chị Nguyễn Yến. S cho chị Nguyễn Yến đây. M cho chị Hương Hương Thanh. Lên cho em là VIP 10 kèm size ạ. S cho chị Mến Nguyễn, M cho chị Dương PT, L cho chị Đào Nhận. S cho chị Lý Hằng Nga, S cho Nguyễn Yến đầy đủ dấu, L cho chị Lã Vi Nhung, M cho Ngọc Vi. 53 cân em lên L đi em ơi. À, hai Thu Lương là có hai cái L rồi, M cho chị Phạm Bích, M cho Nguyễn Vân Anh hết M. Rồi hiện tại em chỉ còn S với L thôi, Tiến Dũng Tiến Thanh có rồi. L cho Ngọc Ngọc, L cho chị Lê Nguyễn. VIP 10 em còn S với L ạ. L chị Lã Vi Nhung có, L cho chị Nguyễn Phương Luyên. Nguyễn Phương Luyên có, em còn một S đó là em hết nhá. Dự bị L cho chị Huyền Nguyễn không giấu được. S cho chị Nguyễn Thị Phương. Còn mấy cái size S nữa em. S cho Selina Trương. S cho chị Lật Đật. Vi à, Ngọc Vi có S rồi. Còn 6 cái S nữa đúng không? Nguyễn Thị Phương có S rồi mình ơi. Chết rồi, choáng váng luôn. S cho chị Phạm Hạnh. Hiện tại em chỉ còn S thôi mọi người ơi. VIP 10 là chỉ còn S nhá. S là các chị em mình 40-47 cân mặc cho em thoải mái luôn. Như em là em toàn mặc S dòng quần bò cao cấp này thôi. Toàn mặc S luôn, Phạm Hạnh có rồi. Hiện tại em chỉ còn S thôi ạ. Nguyễn Thị Phương có rồi. M các chị chờ một chút xíu hộ em nhá. Sầu nhờ. Tự nhiên đang lành nó mở em đến khóc mất rồi các chị. Em không còn M đâu ạ. Lèn ướt chả biết còn hết L rồi, hết M luôn, chỉ còn một S thôi. Chỉ còn duy nhất size S thôi nha các chị. Không dự bị được Dương Hường ơi, nó có ít lắm, quần bò có mấy chục cái không dự bị được đâu. Ví dụ như những mã áo mà nó có cả size S cho chị Lưu Vui một cái. Ok bác Lưu Vui có luôn này. Rồi ok rồi, một chỉ một lát là nó ok thôi các chị em, mình chịu khó mình xem một em nhá. Còn mấy cái size S nữa gì? S cho chị Kem Su một cái. Quà một còn hàng đúng không? Váy kẻ em chưa lên nổi các chị ơi, chết rồi. Size S cho chị Nụ Xinh Gái một cái. Rồi còn 3 chiếc cuối cùng size S nữa nhá. VIP 10 47 cân tin em đi, mặc S đi chị đừng mặc M ạ. Vì em bán con này quá nhiều rồi, 47 cân các chị chỉ mặc S thôi. Áo em mặc 220.000, mã là VIP 9 có 2 size ML.
51 cân trở lại mặc M, 62 cân trở lại mặc L là mã VIP 9 này này. Còn VIP 10 là quần bò. Ui các chị ơi. Quần bò vừa nãy 189.000 một cái. 189.000 một cái chị nhá. Ngọc Vi kiểu đấy, Ngọc Vi cho M sang S đi, ok. Ok Ngọc Vi nhá. Ok Ngọc Vi là cho VIP 10 size S. Rồi chị bấm rồi, còn đấy là còn đấy. À, áo em đang mặc Linh Thảo đấy, bà Linh Thảo, tôi đã bảo các bà rồi, các bà cứ không nghe tôi. Em tư vấn là ở cái chế độ mặc được đẹp, thế là còn hai cái size M đấy. Thế là em còn hai cái size M đấy, chị nào lấy các chị lên comment nhá. Cho Linh Thảo sang S, thế là thành ra còn còn có một cái size S thôi, còn đâu còn hai cái size M. L em không còn hàng đâu ạ. M cho chị Huyền Nguyễn kia đi, Huyền Nguyễn đầy đủ dấu ấy. Đấy. Mình chuyển khoản rồi, em chị kia chị đã chuyển khoản rồi. Trời ơi các chị chuyển khoản nhanh thế. Chị Duyên Đỗ cũng đã chuyển khoản này. À, Nguyễn Thị Phương cũng đã chuyển khoản này. Nguyễn Thị Thu chuyển khoản này. Ui dồi ôi các chị chuyển khoản nhiều kinh khủng luôn. Size M dự bị chị Nguyễn Bích Hiền một cái hết hàng nhá. Hiện tại còn một chiếc size S nữa thôi là em hết, em qua mã luôn đây mọi người. À, bây giờ các chị em mình thích lên cái gì ạ? VIP 10 em hết hàng các chị ơi. Không, kem này con để lắm. Màu đẹp lắm. Em hết VIP 10 các chị ơi, hình như còn một chiếc size S thôi. VIP 5 là màu đen, chị Hương Hóa Mình hình như có size S rồi mà. VIP 5 là cái set váy màu đen thì như em thấy chị comment S rồi, chị lấy S chị lên comment VIP 5 S em bấm tạo đơn cho. Như đang đi trên không luôn. Cho chị một mã tomboy em ơi, lên một mã tomboy VIP nhá, hàng cao cấp. Set caro à? Trời ơi set caro thật sự luôn với các chị là. Em ơi cho chị máy, chị bấm tạo đơn đi, máy này hết pin rồi. Đây chị. Đâu đưa đây cho chị nào. Thật sự luôn với các chị là như thế này này. Hôm nay các chị em mình có thấy thương em không? Thật sự là em đọc, em thật đến bây giờ là em là. Em sẽ cố gắng lên cho các chị em mình một mã quần tomboy mặc mẫu. À thôi quần tomboy thì em không mặc mẫu nữa đi. Tại vì nó không có nhiều. Ui nhìn mà cái này này. Lên cho chị mã trong rồi đi em. Ô sao lại lên mã này à? Mã này lên giờ nay nhỉ. Hết rồi. Nay mà giờ này định lên quần tomboy là muốn kèm cho các chị với áo len tay lụa này này. Thôi vẫn phải mặc rồi. Em sẽ lên tomboy kèm theo một áo, mà áo rồi các chị em mình luôn nhá. Chân váy hôm nay em còn chưa lên được. Nay có VIP 10 size S cho chị Dương Thị Hoan kìa. Túi em cũng có lên ok. Em sẽ lên cho các chị em mình một mã quần tomboy kèm một mã áo len hoặc một hai mã áo len gì đó. Sau đó lên set váy, lên tất, tất nam, tất nữ và lên một mã áo nam. Chương trình là như thế. Còn nếu như em ngất thì thôi. Nha các chị em nói luôn, chương trình thì sẽ là như thế. Được chưa? Em lên một set này cho các chị em mình. Còn nếu như mà em ngất thì thôi nhá các chị nhá. Được không ạ? Ok, đồng ý vào đấy cho em mặc cho các chị em mình. Tomboy hàng cao cấp. Đừng thấy em chỉ tay như này là bảo ô sao con này bán hàng lại chỉ tay vào mặt khách. Đấy là cái thói quen của em, một cái thói quen xấu. Đợi em một chút xíu nhá các chị nhá. Em ơi cởi bốt cho chị. Nên là ngại cái vấn đề đấy vì cởi ra cởi vào. Em ơi giữ chị không, chị sắp đổ đấy. Chờ em một chút xíu nha mọi người, các chị tranh thủ chia sẻ lên giúp em nha. Chờ em chút xíu nha các bác, em ơi. Cởi cho chị khóa đằng sau luôn đi, tranh thủ luôn cho chị nhanh tay. Ừ, khóa váy, cởi luôn cho chị đây. À ừ, đấy là còn đau đai nữa. Bây giờ phải tập phục vụ cho nhanh vào thì mới được. Nhưng không là không là quần 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 kia bắt luôn cho chị quần 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 tomboy. Quần tomboy chị vừa cầm ấy. Ừ. Cho chị đôi dép kia đi em, dép vừa vừa thôi, đừng dép cao quá, dép đấy chị đi chị ngất đấy, giờ này là chị không vác nổi đôi dép về nữa đâu. Giờ này chị đi dép đấy là chị ngất hẳn luôn. Áo cho con luôn cái màu vàng đấy, con mặc mẫu luôn gì. Ừ, đẹp quá. Đấy, thôi thôi chị đôi đấy thôi, tôi bình mình nữa thôi, chị đi thôi cho nhanh. Đây, cho các chị em mình ngắm quần trước, sau đó em mặc với áo nhá các chị nhá. Các chị vào cho em xin, ủi lạnh thế. Lạnh quá.
chia sẻ livestream ạ. VIP 9 vẫn còn chị lên comment cơ à? VIP 9 em chị VIP 9 size L nhỉ. Dạ vâng, ok chị Hương Nguyễn có VIP 9 size L rồi. Đợi em, để em lên cho các chị em mình túi, đợi em các chị ơi. Áo VIP 1 em chỉ còn duy nhất size M thôi chị ơi. VIP 1 em chỉ còn M thôi ạ. Đây các chị ngắm kỹ cho em luôn một con quần. Đây là quần cao cấp nha các chị nhá. Không phải quần hàng thường đâu ạ. Cái này các chị em mình mua về giống quần 99.000 đền tiền cho các chị luôn. Đợt trợ tri ân cho các chị em mình 103.000 một cái. Đợt trợ đừng có tị nhau, đừng so sánh, 103.000 một cái. Quy mấy em ơi? Bao cho các chị quá đẹp. S này, nghe kỹ, 40 cân đến 48 cân. Size M từ trên 48 đến 53 cân cho em. Size L từ 54 đến 57 cân cho em. Đợt trợ XL là từ 58 đến 63 cân cho em. Các chị mà cao ráo ấy, mà các chị cao ráo, các chị tầm độ 58 cân vẫn mặc được L. Nghe kỹ hộ em nhá. Đấy, các chị nhìn cho em này, 103.000 một cái. Giá tối nay quần của em đẹp kinh khủng luôn. Mã là quy mấy em ơi? Q5 kèm theo size S, M, L, XL lên nhanh đi ạ, 103.000. VIP 10 là em hết rồi, Q5 em chốt nhanh nhá các chị nhá. Cắm luôn cái sạc cái máy này vào em ơi. Nhanh nhanh chị luôn. VIP 10, quên Q5, S và L cho chị Dung Cute, S cho Vũ Ngọc Anh, S cho chị Lê Thảo Nhi. Ui giời, máy của anh trưởng tạo đơn lâu lắm. M cho chị Hồng Ninh, M cho Dung Còi, M cho Nguyễn Thị Linh. M cho Nguyễn Thị Linh có luôn này. XL cho chị Nguyễn Thị Lan, S cho chị Đinh Thị Huyền, ML cho Phạm Diễm. ML cho Phạm Diễm có luôn này. Ui giời, cái này còn đơ luôn, khiếp kinh khủng quá. Con size M cho chị Mặt Trời Hồng, size L cho chị Lan Bấy Bề, Lan Bấy Bề. M cho Ngọc Hoa, M cho Nguyễn Tâm, M cho Nguyễn Kha, S cho Đào Thị Giang Hy. Đào Thị Giang Hy có. M cho Dung Còi, S cho Lương Bình, hai cái XL cho chị Trần Vân, S cho Sam Hân. Sam Hân có. L cho Phạm Thị Lý, XL cho Tuyên Ngô, S cho Hiếu Trung, M cho Thượng Thưởng. Thượng Thưởng có luôn M này. Hai cái XL cho chị Đào Nhận, M cho Cúc Vũ Thị Cúc, hai cái size S cho Trần Thúy An, S cho Thùy Trang, S cho Lệ Lệ, hết hàng ạ, à, hết S ạ. À. M cho chị Hoa Ma một cái, hết luôn M ạ. À. L cho chị Chu Hồng Mến. L cho Chu Hồng Mến. Em chỉ còn mỗi L với XL thôi. Hai cái XL cho chị Tây Thi, hai cái XL cho chị Nguyễn Nguyệt, hai cái size L cho chị Phạm Phương. Không còn S, không còn M, còn mỗi L với XL thôi. L cho chị Đỗ Quỳnh. L cho chị Đỗ Quỳnh, XL cho chị Lương Hiền. Thông cảm giúp em nhé. L cho Ngọc Ngọc. Em chỉ còn L với XL thôi. Các chị nhanh tay giúp em luôn ạ. XL cho chị Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền đuôi 657. Nhắn giúp em địa chỉ, số điện thoại và tin nhắn chị ơi. L cho chị Thúy Nguyễn Bích Thúy. Còn mấy cái size L ấy? L cho chị Ngọc Ngọc, L cho Thanh Hà. Hết hàng luôn, không còn dự bị. L cho chị Hà Thu Hiền nhá. Rồi em hết hết luôn, không còn đâu các chị. Hết luôn rồi, Q5 em hết hàng. Q5 hết hàng, cho luôn cho chị một mã áo len này. Đẹp lắm luôn, tri ân này. Đưa chị áo len cho. Em nói luôn, bao giá nhập, khẳng định luôn. Được chị ạ. 139.000 hàng này các chị em mình. Nhớ cho em là tay lụa tơ. Tay của em là nó bằng tơ nha các chị nhá. 40 cân, 38, 39 cân đến 60 cân cho em. Con áo này vẫn mặc cho em ok luôn. 38 cân đến 60 cân cho em luôn nha các chị nhá. Để em ra em sơ vi luôn. Không cần cho các chị em mình xem form trước đã này. Đấy các chị nhìn luôn cho em này. Bao cho các chị em mình quá mê mẩn luôn. Nhớ nhìn cho em nó, tay nó là lụa tơ này. Sướng lắm luôn mà cái thời tiết này. Ví dụ như các chị em mình mặc, thời tiết nó kiểu không quá lạnh ấy. Nó không quá lạnh, các chị mặc cho em con này thì gọi là quá đẹp luôn cho các chị em mình luôn. Mê mẩn cho các chị nhá. Mã vào đây cho em luôn là mã. Comment vào đây chị luôn, mã này là mã M mấy cho em, hôm nay chị lên M. Lên vào đây cho em luôn, mã này là mã M3. Lên cho em chữ M3 vào đấy cho em. Ui dồi ôi, đẹp kinh khủng luôn. Thật sự với các chị luôn. Lên cho em là M3 nha các chị nhá. Giá cho các chị em mình bao tiền được ta? Cái giá này thì chắc chắn chưa bao giờ các chị em mình thấy xuất hiện trên live đâu. 113.000 một cái. M3 em để 113.000 một cái. Giá này em dám thề em chưa bao giờ bán trên live luôn. Đẹp nhở? Comment vào đây cho em là M3 ấy. M3 luôn giúp em ạ. 113.000 một cái cho các chị luôn. Đẹp quá trời. Nhớ cho em là chuẩn hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Nào em ơi, để M3 lên cho chị luôn này. Q5 chắc không dự bị được M đâu chị ơi. Thêm VIP 9 size M cho chị Dương Lương kìa. Ok chị Dương Lương. Q5 em hết hàng rồi. Các chị thông cảm giúp em đi ạ. Ôi dồi ôi, Q5 các chị lên comment. Kinh khủng luôn. Sợ luôn các chị. M3 cho An An một cái này. Lên cho em là M3 cho chị Trâm Nguyễn Thị một cái này. Ngọc Hân một cái này. Hà Giang Nguyên một cái này. Thành Tài Nguyễn một cái này. Má Lúm một cái này. Thúy Thúy Nguyễn một cái này. Lê Vi Nguyễn một cái này. Cho chị Hải Yến một cái này.
Hòa Trần một cái này, cho chị Nguyễn Hương BN một cái này, Tho Nguyễn một cái này. VIP 1 em chỉ còn M thôi. Chị lên luôn là VIP 1 size M cho em là được. Q5 em không còn hàng, M3 cho Chu Hồng Mến một cái này. Lê Vi Nguyễn có rồi, các chị ơi Q5 các chị đừng bấm dự bị nữa. M3 cho Lâm Luyến một cái này. Cho chị Nguyễn Hương BN có rồi, cho chị Khuất Ngọc Thắm một này, Doãn Trang một này, Trung Thắng một này. Trung Thắng có cho chị Nhất Nhi một cái này. Nhất Nhi có luôn này, M3 mỗi màu đủ hai chị. Ok chị Lê Nguyễn thì nhà các chị mỗi màu hai cái bụng luôn là chị luôn. Cho chị M3 cho chị Hương Hoàng một cái. Hương Hoàng đuôi 973 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Doãn Trang có rồi nhá. Em ok bác Lê Nguyễn rồi. Kiều Trang một cái M3 này. Đừng comment số điện thoại trên này các chị ơi. Thu Huyền có luôn M3. Ui trời ơi, cứ quần răng nào. Em ơi bỏ luôn chị thay ra đi. Giờ này các chị cứ đòi quần răng mặc làm gì còn nữa. Cho chị đưa chân váy của chị đây. Quần em đang mặc không còn đâu. Nào cứ quần răng mặc thôi, chết thật. Còn mã quần tomboy nào không? Chết rồi, các chị cứ quần răng mặc thì em làm sao mà em còn nữa. Thay luôn cho các bác mình để các bác mình không ngỏ. Trốn nhanh luôn ạ. Không cứ quần răng mặc, quần răng mặc, quần em mặc hết hàng, thông cảm giúp em. Lát nó còn một cái màu khác em lên cho các chị em mình. Được không ạ? Chứ các chị em mình. Em ơi nước cam vắt thêm mà chị chưa? Rồi M3 cho chị Lương Thảo một cái, Uyên Lê một cái. Cho chị Nguyễn Thị Kim Yến một cái, Mến Nguyễn một cái. Mến Nguyễn có luôn này. M3 cho chị Đô Đông một cái, Chiên Âu một cái. Chiên Âu đuôi 347. Nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn cho em ạ. Nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn cho em nha các chị nhá. Chị nào chưa được M3 các chị lên vào đấy cho em M3. Chiên Âu có rồi. Tomboy chờ mãi mà không được. Ố thật đấy. Rồi. Còn chị nào chưa được nó các chị lên comment vào đấy cho em là M3 giúp em nha các chị nhá. Em lên nhanh cho các chị em mình cho chị luôn cái gì nhở? Túi em ơi, túi hàng cao, túi xịn đấy cho chị luôn. Đúng rồi, mang lên chị luôn, cái này gần như ví cầm tay luôn. Hàng này hàng xịn nhá. VIP 1 em không còn L, chị ơi đừng comment VIP 1. M3 là 113.000 một cái cho các chị. M3 là 113 nha các chị nhá. Em lên cho các chị em mình một mã xịn luôn. Nhức nách cho các chị em mình luôn. Đủ màu nha, thế đấy. Đẹp lắm luôn các chị. Hàng này thì em nói luôn là hơi đắt, nên các chị em mình có thể. M3 cho chị Nguyễn Thị Phương một cái. Ok chị Nguyễn Thị Phương. Thạch thì hiện tại là hôm nay em không lên được thạch rồi các chị. Còn đầm thiết kế chị ơi, M3 cho Dung Ori một cái. Dung Ori có luôn M3 này. Nào, làm mã túi nha các chị nhá. Cái này thì em nói luôn là hơi đắt, nên chị em nào mình thích thì mình có thể lên comment được cho em thôi. Còn mình không thích thì mình có thể bỏ qua vì nó, em nói luôn là đắt đấy. Đợi em một chút xíu nhá các chị nhá, phun hộp luôn. Đợi em để em bóc cho các chị em mình đập hộp cho các bác mình một em luôn này. Siêu xịn sò cho các chị luôn, hàng này là cái da của nó gọi là da xịn đấy các chị. Đến cái túi của nó cũng là cùng chữ luôn các chị để ý. Cái túi của nó cũng là cùng chữ luôn chứ không phải là hàng xưởng đâu, hàng vơ vẩn cho các chị em mình đâu. Nói các chị nhìn cho em này. Như cái con các chị em mình u sờ và mềm nhũn luôn các bác ơi. Đấy nó như một dòng ví đấy. Các chị nhìn cho em bao nhiêu lớp thì các bác biết. Vì nó gọi là hàng Quảng Châu cho các chị em mình mê lắm luôn. Đấy đây các chị nhìn cho em này. Bao cho các chị em mình mềm, da nó mềm nhũn luôn đấy các chị. Em nói luôn là da nó mềm nhũn nhá, móc vào chị em ơi. Đẹp kinh khủng cho các bác luôn này. Cái này nó gọi là một cái ví xinh xinh cho các chị thôi. Da của nó siêu mềm cho các chị em mình. Đấy, cái này là có bao nhiêu cái đây? Cái này số lượng nó không có nhiều nha các chị nhá. Ui dồi ôi, đẹp lắm. Eo ơi, nhưng mà cảm giác như kiểu nó nhỏ nhỏ cho các chị em mình luôn ấy. Đây các chị nhìn cho em này. Bao cho các chị em mình siêu xịn. Nhưng em nói luôn là cái này chị em nào mà mình chuyên kiểu chơi hàng siêu cấp rồi ấy, thì các chị em mình mới hãng mua thôi. Vì cái này của nó là ăn nhau ở cái da này này các chị này. Nó ăn nhau ở cái da này nha các chị nhá. Chứ không phải là ở cái form túi hay dáng túi cho các chị em mình đâu. Nên các chị em mình, nếu như bình thường ra so ra thích thì các chị em mình sẽ thích cái con Tri Ân túi hơn là con này. Vì con này kiểu cảm giác nó kiểu mỏng mỏng các chị. Sờ nó mềm mềm cho các chị em mình, nó sướng tay thôi. Mã này các chị lên comment vào đây cho em luôn. Comment cho em này. Lên cho em ơi, móc dây vào cho chị nữa đi. Mã cho em là mã túi da xịn. Giá cho các chị em mình. Em bán giá tặng nha các chị nhá. Các chị em mình không so sánh, hàng này nó siêu bền cho các chị em mình qua 5 tháng luôn. 110.000 một cái.
Em khẳng định giá này bao giá toàn bộ thị trường luôn cho em. Chấp cả hàng xưởng luôn ạ. Em chấp cả hàng xưởng cho các chị em mình luôn. Bằng các chị em mình 110.000, bằng các chị em mình mua 3 cái hộp không rồi này. Nguyên cái hộp này của nó ngoài thị trường đã rơi vào tầm 35.000 một cái hộp rồi. Chắc các chị không tin đúng không? Hộp hiếc túi tiếc nó rơi vào 35.000 rồi. Đây em bán cho các chị em mình, lên rõ cho em là túi da xịn cho em nhá, móc ở đấy cho em. Đấy đúng là nhiều khi là hàng Quảng Châu con này thật sự luôn với các chị em mình. Lỗ thẳng luôn đấy. Đợi em một chút xíu nhá các chị nhá. Chị đọc 110.000 đúng không? Lỗ thẳng luôn, mất 7.000 một cái. Đây này. Vì khi để đây các chị nhìn cho em luôn cái ảnh của nó đây này, các chị nhìn cho em này. Nên em chết luôn. Thế thì lại hôm qua không một đứa nào báo chị đây, các chị nhìn này em nói luôn. Em lỗ thẳng luôn nha các chị nhá, mà em ôm đây là em còn thế này, em phải hủy mất một cọc một cái kia rồi. Hủy cọc luôn mất một cái kia rồi. Nào cho chị em ơi, cho chị cái túi con nó. Lên rõ cho em là túi da xịn, cái này là thích hợp cho các chị em mình một kiểu gọi là các bác mình gọi là đang dùng hàng siêu cấp rồi nha các chị nhá. Đang dùng hàng siêu cấp cho em rồi, cái này nó chỉ hợp với các bác mình dùng hàng siêu cấp rồi thôi. Còn nếu như khi các chị em mình mà dùng những cái túi thường mà form kiểu nó to to, nó rẻ rẻ, các chị em mình sờ đến cái này các chị thấy nó mềm nhũn rồi các chị em mình lại không thích đâu. Em nói luôn, lên rõ cho em là túi da xịn 110.000. Túi da xịn cho chị Trần Huyền một cái, Quốc Bảo một cái, Nguyễn Kha một cái, Xuân Ngọc một cái. Xuân Ngọc có luôn, em không lên thành. Chị ơi cho chị Lê Nguyễn một cái, Lý Hoài một cái. Lý Hoài có luôn này. Cho chị Dung Nguyễn một cái, Nguyễn Phương một cái, Oanh Oanh một cái. Cho chị Ngọc Chu một cái, Trần Thị Kiều Anh một cái, Dung Nguyễn một cái. Chị Lý Hoài có rồi, chị ơi cho Phương Me một cái. Phương sờ nó mềm nhũn luôn ạ. Cho chị Huyền Nguyễn một cái, y như cái con túi, y như cái da mà của cái túi em mua 27 triệu ấy. Y như cái da đấy luôn, em sợ luôn cho các chị luôn. Cho chị Mến Nguyễn một cái túi da xịn, Huyền Nguyễn không giấu có luôn một cái. Ui thôi, lại đơ rồi. Máy chừng có bấm một cái đơn đâu. Rồi cho chị Hương Thủy một cái, Khánh Ngân một cái. Cho chị Nguyễn Thao một cái. Chị Pi lên bộ không? Em có lên bộ chị ơi. Hoa Súng một cái. Mến Nguyễn có rồi này, Hải Nguyễn một cái. Chị Nguyễn Phương có rồi chị ơi. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em túi da xịn. Cho chị Hồng Vinh một cái, Nguyễn Trang một cái, Ngọc Mai Nguyễn một cái. Cho chị Vầng Trăng Khuyết một cái. Cho chị Yến Nhi lớp bông một cái áo 76 của chị Nguyễn Thị Kim Yến, áo chị đang mặc luôn. Túi da xịn cho chị Hương Trần một cái. 110.000 em nói luôn, em lỗ thẳng luôn 7.000, còn chưa tính, em chưa chia cước ra luôn. Em chưa chia cước, em vào cái này là 117.000. Nói em nói luôn 100. Ôi thôi chết rồi. Cái này là cả hộp đúng không? Thôi. Thôi xong rồi. Nguyên hộp. Ê chị lại. Thôi em từ từ nhá các chị nhá, em dừng nhận mã cái mã túi da xịn này nhá các chị. Không nhìn chứ lại. Tạm thời nhá các chị, từ từ đã, em dừng nhận cái đơn túi da xịn. Chết rồi, em còn chưa cộng hộp. Đây các chị nhìn luôn này, nó báo luôn này, cái này cộng cả hộp luôn. Hàng hộp nguyên hộp này, hộp đã 15.000. Thế có vỡ mồm em không? Nguyên hộp nhá các chị nhá. Nguyên hộp là 15k một chiếc hộp luôn rồi. Thôi xong luôn. 15 cộng với 7 thành bao nhiêu? Em dừng nhận đơn rồi, hôm sau các chị thông cảm hộ em đi. 15 cộng với 7, 22.000 thôi chết. Em dừng nhận đơn cái này các chị ơi. Thế mới chết người chứ. Cho chị cái này vào đi, để riêng cho chị nhá. Cái con này nó báo nó không có giá, nó không báo luôn cả cái hộp vào, nó lại còn cộng 15.000 một hộp nữa. Điên thế chứ lại. Ngày sau cả này phải cho túi về báo chị lên kia, chị làm giá chị cho vào máy luôn nhá. Đấy em phải nhắn tin đây này, chị bán lỗ luôn rồi vì em không để ý tiền hộp. Không, em không nhận đơn túi xịn nữa đâu, thì các chị ơi không nhận túi da xịn nữa. Em không nhận áo 76 của chị Lê Duyên này. Không nhận đơn túi da xịn nữa đâu các chị ơi. Em không nhận đơn túi da xịn, em lúc nãy em lỡ bấm đến chị hình như là lỡ bấm đến chị nụ xinh gái rồi, còn những chị comment sau chị nụ xinh gái là không có túi da xịn đâu. Để lại nhá gì nhá. Bao nhiêu cái đấy, tính mất bao nhiêu cái rồi?
Bao nhiêu? Vậy là 30 cái à? 30 mà nhân với lại 22. Ôi dồi ôi, lỗ mất luôn 700.000 rồi, lỗ thẳng luôn 700.000. Ê, lỗ thẳng luôn 700.000 các chị ạ. Thôi em dừng vì em không để ý. Em cho vào đấy rồi chị ơi, áo em mặc lên cho em luôn là áo 76 cho em. Các chị ơi lên cho em áo 76. Vừa nãy em bảo này, lên cái này, à lên cho chị một mã tất nữa em ơi. Một mã tất nữa này. Một mã tất nam, một mã tất nữ. Sau đó lên một mã áo nam. Xong đó lên set váy là chắc là sẽ là hết chương trình luôn mất các chị em mình. Vì bây giờ đã gần 12 giờ mất rồi. Gần 12 giờ mất rồi. Cố gắng để lên cho các chị em mình được thêm mã. Lên nhanh cho chị luôn tất nha em nhá. Quên lấy một mã tất. Lên cho chị tất nam hàng cao cấp trước đi. Tất nam gọi là cổ thường ấy, cổ đến mắt cá chân mà hàng cả chống thối luôn ý. Ê, mày chết người em. Một áo 76 ok chị Như Nhung này. Tai hại cuộc đời. Chưa cắt bao đúng không? Áo 76 cho chị Tuyên Ngô một cái. Một VIP 9 size M ok chị Bùi Thị Hạnh. Bùi Thị Hạnh có VIP 9 size M luôn này. Đây lên cho các chị em mình một mã tất nam này. T bao nhiêu em này? Hình như là T2 thôi. Đúng không? Nhìn cho chị đây này. Lên cho các chị em mình cái này em cháy lâu lắm rồi. T2 nhá, em bán luôn 110.000 10 đôi tất này. Đấy các chị em mình ở đây mà mấy hai chị em hay là hai người mà xem chung thì mình có một thể mua cho em. Đây là cổ thường cho em thôi, không phải cổ cao nha các chị nhá. Nhìn cho em thấy những cái này không? Cái này nó là vừa chống trơn này, chống trơn chống trượt nước anh này, vừa siêu thấm hút mồ hôi luôn và nó gãy sợi bằng nano bạc ấy các chị. Nó sẽ khử mùi rất tốt luôn, kháng khuẩn luôn cho các ông ấy để chống thối luôn nha các chị nhá. Đấy, comment vào đây cho em luôn. Mã này là mã T2 đúng không? T2 110.000 10 đôi cho các chị em mình. Cháy lâu lắm rồi em mới có luôn. À, chân váy cũng chưa lên được. Ui, các bác phải chờ em. Các bác đừng dục đến giờ này là em cuống hết cả lên rồi. Lên nhanh cho em là T2 nhá. À, chị Bùi Thị Hạnh là có VIP 9 size M rồi chị ơi. À, Q5 không có. Chị Anh Tú ạ. Chị Anh Tú là không được Q5 luôn. Thạch em không còn đâu chị ơi. Thạch hết rồi. Chiều nay các chị cũng hỏi Thạch rồi mà. Chương trình tối nay là không có Thạch đâu chị. Chương trình tối nay là không có Thạch để cho chị đấy em ơi. T2 để đấy. Lên nhanh nhá các chị, 110.000 10 đôi. Có mấy chục set thôi, chưa đầy trăm set. Cho chị Mạc Nhài một set này, Nguyễn Nhung một này, Nguyệt Liễu một chứ rồi, vừa nãy em cứ đọc thành Nguyễn Liễu. Nguyệt Liễu có, cho chị Đời Tao Yêu một này. Cho chị Đời Tao Yêu có rồi, cho chị Dược Sĩ Thu Nga một này. Cái này các chị em mình bác Dược Sĩ Thu Nga em tưởng mua mấy set rồi mà. Cho Nguyệt Sâu Kêu một set này. Cho chị Nhi Tuệ một này. Nhi Tuệ có Minh Phúc Nguyễn một này. Cho chị Hạnh Phạm một này. Hạnh Phạm có luôn ạ, Huyền Nguyễn một set này. An An một set này. Có hai An An đấy nhá. Hạnh Phạm có rồi, Dược Sĩ Thu Nga rồi. Cho chị Lê Duyên có T2 này. Em một cái VIP 9 size M ok chị Hoa Mai. Hoa Mai ạ. T2 cho Quỳnh Nguyễn này. T2 cho Đông Nguyễn không giấu. T2 cho Hà Thư. Hà Thư có, cho chị Như Nhung một set. Mặt Trời Hồng một set. Eo ơi, cái này gọi là chị gì nhỉ? Chị hàng tốt đấy đúng không? Chị rẻ đẹp đấy. Chị bán mấy chục set rồi. Cho chị Ngọc Quý một này. Cho chị Lê Nguyễn một set luôn này. Cho chị Hoa Súng một này. Khách toàn lấy 10 set với 20 set một. Hoa Súng có rồi. Ô, hết chưa? Rồi em hết luôn không còn T2 ạ. Hết T2 luôn không còn nhá. Dự bị cho chị Canh Vũ một set đi, hết luôn T2 rồi. Cho chị một mã tất nữ em ơi, một mã tất nữ thôi. Xong là sẽ lên set này em ơi. Chuẩn bị set cho chị đi. Ngoài chuẩn bị tất nữ còn đâu là trong này phân set luôn. Lên luôn cho các chị, cho em nói thật luôn là cái này bây giờ mà mệt lắm nhỉ. Nhưng vẫn phải mặc cho các chị em mình luôn. Ui giời. VIP nha các chị nhá. Hàng này em nói luôn, T2 em hết hàng các chị ơi. Dạ không, chị Đỗ Thị Gấm ơi thông cảm giúp em. Túi đấy gọi là thật sự luôn, nó mềm nhũn nhùn nhùn luôn, thích cực kỳ luôn. Em phải để lại một cái đấy để em làm thành ví luôn ý. Ui các chị ơi, chuẩn cho các chị em mình hàng này. Đã luôn, con này kể cả các chị em mình mặc không. Giống như hôm trước em đi gọi là đi, em đi đặt xe đấy, em đi mua xe cho mẹ em ý. Nói đi mua xe tặng mẹ đấy là em mặc con áo kiểu cái áo này này, em mặc ra bên ngoài. Con này các chị em mình mix với những mã quần cặp cao cũng đẹp luôn, được nguyên một con áo khoác này luôn. Dạ cho các chị em mình có lót trong nha các chị nhá. Có lót trong luôn đây, váy cho các chị em mình. Ui nặng lắm. Hàng này thì em nói luôn là nặng lắm. Chị em nào mình thích thì mình lên comment thôi. Ui dồi ôi. Mê mẩn cho các chị, nhớ là hàng của em có cả lớp trong này. Chỗ này nó có một gọi là có cái mút ngực cho các chị em mình để gọi là ôm vào cho ngực các chị em mình nhìn căng tròn hơn nhá. Bao cho các chị mê luôn. Chắc này em không mặc lên được đâu các chị ơi vì em mệt quá. Em mà mặc lên thì thật sự với các chị là đẹp lắm luôn ấy. Em mà mặc lên thì thật sự với các bác mình là đẹp kinh khủng luôn vì những cái dòng này phải mặc lên. Thôi em cứ mặc lên mẫu cho các chị em mình. Mệt quá nhỉ.
Em mặc lên mẫu cho các chị em mình nha, đợi em một chút xíu. Làm cho chị luôn cái. Con gửi cái chân váy, thôi thôi cái chân váy chị không gửi. Làm cho con cái đấy con mặc luôn rồi. Đẹp lắm, màu nó cũng đẹp luôn. Ôi chắc phải bỏ chân váy. Đấy rồi bỏ. Rồi đấy chéo hết cho chị đi. Đẹp lắm mà luôn. Màu cũng đẹp luôn. Đạp kéo chị. Ui dồi ôi. Sinh ra để dành cho mình rồi. Chết. Cái này 3 size đúng không? Vâng. Sinh ra để dành cho em luôn đấy các. Em cảm giác như kiểu cái váy này nó sinh ra là để dành cho em luôn. Thôi em tí là em soi gương tí. Em nói luôn nhá các chị nhá, cái váy này đúng sinh ra để dành cho em rồi. Em để gậy lai dịch lên trên tí để em cho các chị em mình ngắm. Đúng con váy này sinh ra là để, set này sinh ra là để dành cho em luôn, giang luôn rồi. Xinh quá trời xinh luôn cho các chị nhìn cho em này. Bao cho các chị mê mẩn luôn. Hàng này các chị em mình gõ, nói chung là nó đang hot lắm. Thật sự các chị em mình hot, các chị em mình hot lắm, các chị em mình gõ set váy dạ là nó ra đầy ra luôn. Nói đây các chị nhìn cho em nha, ui dồi xinh nhở. Eo ơi đẹp lắm luôn, các chị 3 size SML. S là các chị em mình từ 38 cân đến 46 cân cho em. Size M từ 47 cân đến tầm khoảng 52 cân cho em. Size L từ 53 cân đến tầm khoảng 56, 57 cân cho em mặc thoải mái nha các chị. Giá cho các chị em mình bao tiền ạ? Đây là vừa mới bỏ trong túi ra, chả cần là lượt gì em mặc lên luôn đấy các chị. VIP mấy rồi em? VIP 11 ạ. VIP 11. Kèm theo size S, M, L. Giá cho các chị em mình. $399 một set luôn. Em bao giá tất cả các chị em mình trên thị trường luôn. Nhớ cho em dòng này nó có một dòng, tức là hàng nó may lại nó sẽ không có mút ngực. Hoặc cái dây của nó sẽ làm bằng cái dây chun, dây dù không thôi, chứ không phải là dây dạ như thế này luôn nha các chị nhá. Nên các chị lưu ý, các chị mặc là cái bầu ngực của các chị em mình không được tròn như cái này đâu. Em nói luôn. Bao cho các chị quá đẹp. Nhớ 38 đến 46 cân mặc S. Trên 46 cân đến tầm khoảng 52 cân mặc cho em. 47 cân đến 52 cân mặc M. Được chưa các chị em mình? Từ 53 cân đến tầm độ 57 cân mặc L vào đấy cho em. 399.000 một set. Lên nhanh cho em là VIP mấy em nhỉ? VIP 11 ạ. VIP 11 kèm theo size, số lượng không có nhiều đâu ạ. L cho chị Hợi Nguyễn, L cho Lý Hoài, L cho chị Vi Còi Uyên, M cho Nguyễn Ngọc Liễu, M cho An An, M cho Trần Ngọc Ngà, M cho Hương Thanh không giấu, M cho Trâm Ngọc Oanh, M cho Sola Thu, L cho chị Huyền Nguyễn không giấu. Lên cho em là VIP 11 kèm size chị ơi. Nhớ chứ đừng lên comment. S cho chị Hằng Thành, S cho Hằng Thành, L cho chị Dược Sĩ Thu Nga. Hết luôn size L em không còn. Hiện tại em chỉ còn S với cả M thôi. Còn mỗi S với M thôi nha các chị nhá. Đừng lên là váy dạ mà lên cho em VIP 11 kèm theo size. S cho chị Hương Nguyễn, S cho chị Mận Trần. Hiện tại là hết L rồi. M cho chị Nguyễn Tâm, M cho Nguyễn Tâm, M cho chị Hòa Trần. Một tuyết thuốc ngứa cho chị Yến Mai. Còn mỗi S thôi là hết. S cho chị Mộc Lan một set. S cho Mộc Lan này 399.000 một set. Em thì vẫn đang mặc S nhưng các chị thì sẽ không mặc được S đâu. Vì nếu như các chị bằng cân em mà 47 cân rưỡi là các chị không mặc được S đâu. Các chị mà mặc S là vì ngực em nhỏ lắm. Ngực em nhỏ. Đây này các chị này. Ngực em nhỏ em mặc vào đã ôm như này các chị em mình mà cái này S này các chị chỉ 46 cân trở lại cho em thôi. Một đứa con các chị em mình kể cả là mặc Tết tiếp cho em đều đẹp luôn, sang lắm nha các chị nhá. Được luôn một con áo khoác này rồi. Con khoác này thì em có cái video cũng có trên TikTok luôn đấy. VIP 11 em chỉ còn mỗi S thôi rồi các chị ML. Sợ luôn. Các chị cứ ML một loạt luôn thôi, không còn ML các chị ơi. Em còn nguyên mỗi S thôi là em hết nha các chị nhá. Chị nào mình lấy S mình lên là S cho em thôi. Chứ còn đâu là em không còn đâu. Em chỉ còn duy nhất có mỗi S thôi. Em bán cái giá này cho các chị em mình là bao giá luôn. 399.000 một set cho các chị em mình ạ. Choáng váng luôn. Q2 là cái mã gì? VIP 11 size S cho chị Hà Viên một cái. Một set luôn này. Còn chị nào chưa được nó các chị lên vào đấy cho em luôn. Ui dồi đẹp nhỉ. Trời ơi các chị ơi. Bao cho các chị em mình luôn xinh nhỉ.
Eo ơi đẹp lắm các chị ơi, 399.000. Mà dạ của em toàn hai lớp hết, đâu phải một lớp đâu. Ép cho Thu Hằng một set. Sướng cái là các chị em mình hai lớp hết luôn, chứ không phải là một lớp đâu mà hàng của em đấy này. Quá sướng luôn, cả lớp lớp bên trong như các chị luôn mà hàng. Được nguyên một con áo này rồi. Đây cả một con váy cho các chị em mình, hàng cao cấp luôn. Quần bò xếp ly, quần bò xếp ly làm gì còn đâu. VIP 11 size S cho chị Nguyễn Yến. Quần bò em lên mã nào cũng hết luôn, chị Hà Viên có rồi, Nguyễn Yến có rồi. Qua mã cho các chị em mình chưa còn mấy set size S nữa là hết gì? Còn 2 set size S nữa là em hết hàng nha các chị, nó đẹp nhở. Eo ơi. Con này bà Cường phải để một set luôn, mai phải chụp ảnh chứ. Mai phải chụp ảnh luôn, là mai sinh nhật con là phải chụp rồi. Đấy đẹp lắm các chị. Chụp 1.000 like. Rồi, sắp sang ngày mới rồi đấy, sắp sang ngày mới. À, chiên túi em không còn, chị Hải Yến Nguyễn ơi. Chiên túi là em không còn, các chị chia sẻ lên cho em. Lát nữa sang ngày mới gọi là hôm nay các chị em mình cùng nhau chào đón tuổi 29 cùng với em Giang nhá. Em ơi tự dưng nhở, tính tháng là tròn rồi, là chuẩn bị bước sang tuổi 29. Chúc mừng sinh nhật em Giang. Chuẩn bị bước sang tuổi 29. Trong khi đó là qua Tết sang năm 2022 là ui dồi ôi 30 tuổi. Ôi các chị ơi, cả tuổi đẻ sang năm là em 30 tuổi rồi. Trời đất ơi, đấy 7 phút nữa là sang sinh nhật em nha các chị. Sang sinh nhật em lại chơi lớn, tặng tiếp cho các chị em mình luôn. Tặng tới bến, thêm set váy khác đi hết rồi, còn đâu nữa chị? Còn cái váy liền thôi hay là lên váy liền cho con luôn, váy liền để con mặc lúc lên sinh nhật nào. Mặc luôn. Cho con một con váy đấy luôn để mặc luôn nha các chị nhá. Mặc luôn để tí nữa sang sinh nhật, sang chuẩn bị sang sinh nhật em rồi. Cho con màu đỏ mặc cho nó may mắn mà Cường ơi. Trời ơi các chị ơi, sinh nhật. Cảm ơn các chị nha. Trời ơi đến giờ này các chị vẫn đang xem. Lát nữa em còn tặng nhiều lắm. Đã bảo rồi sang sinh nhật chính thức là phải bùng nổ cho các chị em mình luôn. Cho chị tân nữ cho em, cho chị mã tân nữ nào. Nào cho chị luôn một mã tân nữ. Ơ đứa nào nằm trong kia đấy. Ôi chị hoa mắt. Chị đã có nhìn thấy đứa nào nằm trong kia kìa. Tất nữ hàng VIP đúng không? Không, cho chị tất xịn đi em ơi. Không phải lên. À thôi cứ lên hãy. Ừ thôi cứ lên một mã tất xịn cho khách đi. Cắt ngoài kia chưa? Đừng lên cái này tất thường, không phải tất xịn rồi. Vui hơn cả giao thừa. Cho mình ai xét căn bếp rồi. Ok chị Phạm Bích. Ok chị Phạm Bích này. Chị giỏi quá, mới 29 tuổi. À, trong tay thứ gì cũng có. Ui dồi ôi bác ơi. Cho chị mã tất khác đi. Mã này chị thấy không thích ấy. Các chị ngoài kia giờ chưa cắt bao đúng không? Thôi đợi em thay một set váy nhá. Em thay một set váy. Đợi em một chút xíu. Này em ơi cho chị nhanh. Không muốn một cái nữa. Vâng cho con tất xịn đấy gì. Ui con thấy đẹp. Ủa chất đẹp lắm. Đúng hàng cao cấp sở hữu sướng. Nào em ơi. Ui đúng là váy váy xịn của khác. Ui trời ơi. Chết. Này em ơi. Kéo lên cho chị. Rồi xong. Em ơi biết là đáng ra là không mặc con này. Mai mặc con này để chụp ảnh. Này em ơi. Gì đấy? Đúng mày. Màu đen không có ego nhảy. Trong áo đấy. Ôi, eo ơi đẹp lắm luôn ấy. Chết rồi. Trời ơi các chị ơi. Nhưng mà màu trắng ở chỗ này nó bị phản ánh sáng. Lên line là nó bị xả phản ánh sáng. Ui vẫn xíu. Ôi các chị. Các chị bắn pháo hoa đi. Eo ơi chất đẹp lắm luôn ấy. Chất này các chị nhìn này, vừa rũ trong túi ra mà không một nếp nhăn luôn. Eo sợ nhở. Vừa rũ trong túi ra mà nó không một nếp nhăn luôn. Em ơi bác có chị cái khác thôi nào, hay là cái này nó thế thôi, xem là có cái khác có bị nhăn không. Đây cho em luôn, đây các chị nhìn cho em này, để em bóc thử một cái ra nha các chị nhá. Em ơi nó không bị nhăn luôn, sợ cái chất của nó kinh khủng luôn ấy. Em sợ cái chất của nó luôn. Ui dồi ôi. Này em bóc tiếp. Ừ đúng không nhăn luôn thật các chị ạ. À. Em ơi đẹp lắm. Ôi trời ơi.
không nhăn luôn. Em tưởng này các chị nhìn này, em bóc ra em mà không một nếp nhăn nào luôn. Bóc cái này ra cũng không một nếp nhăn luôn này. Bóc cẩn thận đó chị nhá. 10 năm nay mua hàng nhà Giang, năm nay đón sinh nhật cùng em. Cảm ơn các chị nhiều ạ. Cảm ơn các chị đẹp nha. 3 phút nữa Giang sinh nhật em rồi. Xinh nhở, Giang dã man luôn. Thôi em lên, đợi em lên một mã tất nữ đã. Nhá, lên một mã tất nữ cho các chị em mình. Xong em lên tay này, đau ơi. Mà cái tay này của nó không nhặng một tí nào, nó là tơ mà. Cái này nó bằng tơ ấy các chị. Không nhặng một tí nào luôn, đúng thật sự luôn. Nhặng em đền các chị cả tỷ luôn ạ. Xinh dã man luôn. Không nhặng nha, sang lắm. Kéo con này mà lên này thì thôi rồi đấy. Chết thôi các chị ơi, đẹp lắm. Mã bao nhiêu? Dạ chị Hiền My ơi, em nghe đây chị ơi. Đẹp lắm luôn nào, em ơi cho chị mã tất này đi đã. Lên cho các chị một mã tất đấy nha các chị ơi. Em đẹp kinh khủng luôn, con này mà make up lên nữa thì đúng thật sự với các chị là thôi rồi luôn. Tất này các chị lên comment luôn cho em là tất xịn. Mã tất xịn nhá. 77.000, tối nay 77.000 cho các chị luôn. Mã cho em là tất xịn, giá cho các chị em mình 77.000 10 đô. Đợt chuyện tất này thì gần như là cả nam cả nữ luôn. Vì nó là hàng thương hiệu nên em không dám dơ sát đâu. Em sẽ phải che cái này vì nó là hàng thương hiệu nhá. Nên các chị em mình lưu ý giúp em, màu của nó sang xịn mịn thơm lắm. Lên cho em là tất xịn 77.000 10 đôi ạ. Chụp luôn lại cho em bao giá luôn. Hàng này các chị mua phải 15 đến tầm 20.000 một đôi, 22.000 một đôi luôn. Lên luôn cho em là tất xịn nhá các chị nhá, 77.000 10 đôi ạ. Để đây đâu chị em ơi. Trông ra như công chúa, cảm ơn chị nhá. Tất xịn cho chị Dung Cute này, cho chị Hoa Ma một set này, hai set cho chị Trần Ánh Mai này, hai set cho Trần Ánh Mai này, một cho chị Lê Vi Nguyễn này. Lê Vi Nguyễn có một cho chị Hoài Doãn này, một cho Kim Anh này, một cho Thu Tâm này. Thu Tâm có một cho chị Nguyễn Phương này, một cho Nguyễn Bích Hiền này, hai set cho chị Mạc Nhài này, một cho Ngô Thị Sáu này, một cho Yến Bùi này. Yến Bùi có, Lê Vi Nguyễn có rồi, Dung Cute có rồi ạ. Trần Ánh Mai có hai set rồi, cho chị Trần Vân một này, cho chị Tạ Hương một này. Tạ Hương có luôn này, một áo vip 9 size L, ok trang mi luôn ạ. Tất xịn cho chị Hai Nguyễn có này. Đúng rồi, mừng hơn cả đón năm mới đây. Xong mã này sẽ đến tặng cho các chị em mình nhá. Em ơi cái này không lên comment nữa thôi. Không kịp luôn, ở đây là lại lên rồi. Ok chị IB Lương Thương một này, Lơi Nguyễn một này, Tú Tài Phan một này, hết luôn ạ. Rồi đến chị Tú Tài Phan là hết luôn. Em hết luôn tất xịn rồi. Rồi, giây phút chuẩn bị bước sang tuổi mới. Lần đầu tiên 29 năm, năm nay cũng là năm đầu tiên em đón sinh nhật cùng các chị luôn. Tặng quà nha các chị nhá. Đúng ạ, tặng quà cho các chị em mình nha. Em lấy cho chị này. Tặng cái gì cho các chị được nhỉ? Đang sinh nhật em rồi đấy. Trời ơi các chị ơi. Thổi nến, thổi nến, thổi nến, thổi nến. Tặng cái gì cho các chị được ta? Đúng rồi, sang 00 giờ rồi các chị. Tặng quà nhá. Đến giờ này hiện tại vẫn đang còn 490 chị đang xem livestream. Nói cho em gửi lời cảm ơn đến các chị. Cho em tặng quà đúng không ạ? Em đang ngó, em chưa biết em tặng các chị em mình cái gì nữa luôn. Đợi em một chút nào. Ngắm xem tặng cái gì mấy đứa, ngắm cho chị xem để chị tặng cái gì nào mấy đứa. Sao các chị ngắm em ra cưới ra được. Trời chết khiếp. Bôi bác mình xấu cái này lại để cho các chị ngắm. Cái tất em vừa mang ra có bao nhiêu set? Em để đây cho chị. À mà thôi thế thì nó cũng không bõ luôn. Cái đấy thật ra để mà nói thì cũng không bõ luôn. Lót lông. Bao nhiêu cái? Trong đấy bao nhiêu cái? Tri ân một mã cho các chị em mình luôn. Em cảm ơn lời chúc của tất cả các chị em mình có bao nhiêu cái em? Được, cho chị đi. Làm cho các chị em mình. Khẳng định nhá các chị nhá. Cái này gọi là có 102 cho các chị em mình. Không bao giờ các chị mua được ở đâu hết. Coi như là một mã này là mã mừng sinh nhật với em luôn. Đúng không ạ? Một em này nói sẽ là mừng sinh nhật nhá các chị nhá. À nhưng mà sợ lại nhầm vào một cái mã quà kia. Cái này các chị em mình cho em này. Đợt trợ bên trong lót lông. Khẳng định rằng em đọc giá này thì các chị em mình yên tâm là không có phải bày trò gì hết luôn. Mà nó là một cái thực tế nhất luôn cho các chị em mình. Đợt trước em đang mặc váy nên em sẽ không khoác em này vào. Nhưng lát nữa em sẽ khoác cho các chị em mình ngắm. Các chị em mình mới được mua giá em thanh lý 99.000, hoan hỉ. Còn giờ này, tầm này. Nói cho em bước sang tuổi 29. Nhá các chị nhá. Em xin phép bán tặng cho các chị em mình 78.000 đồng một cái.
cả những khách sỉ, đại lý của em, chắc chắn giờ này các bà ấy đang xem livestream của em luôn. Và em nói luôn, kể cả sỉ, cả đại lý, kể cả các bạn ôm lô 5.000, 10.000 cái hay cả vạn cái, em cũng không tính được giá này. 78.000. Mã này các chị lên comment cho em luôn là mã may mắn. Lên cho em là mã may mắn, giá là 78.000 đồng cho các chị em mình. Eo đẹp nhỉ. 37, 38 cân đến 60 cân cho em nha các chị. Em cảm ơn tất cả các chị mình nha. Xong mã này, trời ơi chết rồi các chị ơi. Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng các chị. Đấy, cùng các em nhân viên lai thâu từ tuổi cũ sang tuổi mới luôn. Kinh khủng luôn cho các chị. Mã vào đây cho em là mã may mắn, giá cho các chị 78.000 đồng một cái. 78.000 đồng cho các chị. À em ơi, có một mã buộc tóc kia mang đây tí nữa chị chi cho các chị luôn. Nào để cho chị mã may mắn lên đây em ơi, 78.000. Em nói luôn, cái này thì các chị yên tâm một điều rằng không chị nào phải nghĩ về giá đâu. Nhá, giá này em để 78.000 chục luôn, lại hỏi cho em tất cả luôn. Kể cả các chị em mình hay đi chợ đầu mối, em đố các chị nhập buôn được con này luôn. Giá 78.000. Rồi cho chị Nguyễn Nhung một cái, Ngọc Hoa một cái, Ngọc Hân một cái, Dược sĩ Thu Nga một cái. Cho chị Phan Hoa một cái, Hồng Nhung một cái, Dung Lý một cái, Thu Tâm một cái, Áo Phủ Phan một cái. Cho chị Hà HDP một cái, Doãn Trang một cái. May mắn cho em ạ. Cho chị Y Thiết Nguyễn một cái, Phạm Ưng một cái. Phạm Ưng có luôn này. Cho chị Tuyết Học một cái, Phạm Hạnh một cái, Thành Phố Hến một cái. Cho chị Mai Nhung một cái, Phạm Hảo một cái, Hoa Thị Phùng một cái. Cho chị Thanh Vân một cái, cho chị Oanh Ly một cái, Bùi Thơ một cái, Lệ Lệ một cái, Hằng Trần một cái. Hằng Trần có luôn, Lã Vi Nhung một cái. Trần Vân có rồi chị ơi. Cho chị Kim Liên Nguyễn một cái, không so sánh mình ơi. Em bán 139.000 các chị còn không phải nghĩ. Cho chị Huyền Linh Hồ một cái, Điền Huyền một cái, Hồ Liên một cái, Hương Nguyễn một cái, hết hàng. Hết luôn không còn nữa nha các chị nha, may mắn em hết luôn. 78.000 đúng không em? Hết luôn không còn nữa rồi các chị ơi, hết. Cái này có bao nhiêu ấy đây? Cái này còn bao nhiêu set? Mà thôi cái này lẹp đau quá, chưa ăn thua gì, chị để xem cái nào xinh chị mới tri ân. Đợi em một chút xíu nhá các chị nhá. Váy chị mặc phân size luôn cho chị. Tặng à em ơi, váy kia cho chị một mã váy len cao cấp đấy. Tí nó ôm ra bên này chưa? Ôm cho chị một mã đi. Em tranh thủ em lên cái này nhá các chị nhá. À tặng một món quà đi. Chết rồi, tặng một món không đồng cho các chị em mình đã. Để em ngắm xem tặng cái gì được. Cho chị một là em kia màu trắng luôn. Lấy chị màu trắng. Nó cho chị một màu trắng size gì cũng được chị tặng luôn. May mắn em xong rồi. Giờ đến người được không? Người được người không, khổ em muốn được hết nhưng các chị em mình đợi em. Nhá các chị nhá, khổ người được người không ấy gọi là cũng gọi là hoan hỉ cho em thôi. Cho em nói thật là 78.000 em lỗ các chị em mình tính ra bao nhiêu, em vào 133. Các chị tính ra em lỗ mấy chục nghìn một cái. Chứ không ít đâu, đây em tặng một cái này hoan hỉ nữa này. Nhưng mà đừng có bảo em là ôi dồi em ơi, em tặng như thế thì chị không được. Em mà có điều kiện em tặng hết luôn cơ. Đó chính là con, giống như VIP 1 với VIP 9. Nhưng mà màu này em còn để dành là em chưa bán thì em tặng cho một chị luôn. Cầm nặng quá, chết. Cầm con áo đã quá các chị. Sướng quá. Tặng nha các chị nhá, cảm ơn các chị. Ôi dồi ôi, các chị chúc mừng sinh nhật em nhiều quá. Ok, cảm ơn tình yêu nha. Cảm ơn Đỗ Phương Thảo kìa, con em dâu của mình. Tặng nha các chị. Được chưa, mã này chính thức chào tuổi mới cùng với em Giang. Con này đẹp lắm, màu này em nói thật là em chưa muốn lên. Em nói luôn, vì màu này của em. Em nói thật sự, nói luôn tâm sự luôn một câu là bán con này kỷ niệm 220.000. Em tiếc là em chưa muốn lên, lại còn ship rẻ nữa. Đã chia sẻ live stream rồi, comment cho em mã này là mã gì ạ. Tặng nhá, tặng thẳng luôn đấy ạ. Nhưng em nói luôn, cái chị được tặng mã này này thì mai sẽ là tầm khoảng 30.000 tiền ship chứ không phải 15.000. Em ơi ghi kỹ cho chị mã này là cộng 30.000 tiền ship nhá. Tức là vì cái này nó nặng quá, hỗ trợ em thêm. Được không ạ, em tặng cả cái áo rồi. Nhưng có cái là hỗ trợ em thêm tiền ship. Được không? Không phải là ship 15.000 em này mã này nữa. Tức là chỉ có duy nhất một chị được tặng con áo này này thì sẽ là ship 30.000. Còn đâu tất cả các chị em mình hôm nay đều được áp dụng ship là 15.000. Mã này các chị lên comment cho em này. Đón sinh nhật cùng em Giang. Được chưa? Lần đầu tiên em được đón sinh nhật cùng các chị, comment cho em là đón sinh nhật cùng em Giang. Tặng nhá các chị nhá, nhưng mà với điều kiện là 30.000 tiền ship. Được chưa? Vì con này nặng quá, các chị nhìn bên trong của nó, lót lông cừu như thế này, không nặng thì hơi phí, bên ngoài toàn bộ là gọi là dạ ép, gọi là dạ ép lông thỏ ấy. Mê lắm nhá. Ui dồi ôi, đẹp chưa này. Thấy chưa bà Cường, thấy không? Màu này con bà để dành là đúng quá chứ. Màu này ai lên? Màu này em xịn như này không lên? Để hôm nay tặng không chơi.
Được chưa ạ? Các chị em mình vào, các chị nhấn chia sẻ cho em nha các bác. Thật sự luôn là đến tầm này mà em nói thật hơn 500 người xem. Đến là bản thân em cũng choáng. Thật sự là đến bản thân em cũng choáng luôn đấy các chị. Em không nghĩ là cái tình cảm các chị em mình vì em xấu tính ý. Kiểu em nhiều khi em hay bị nóng gắt. Nên em không nghĩ là các chị em mình lại dành tình cảm cho em nhiều như thế luôn. Thật sự với các bác, em cảm ơn các chị em mình nhiều nhá. Đọc xong mã gì quên sư mất luôn. Đón sinh nhật cùng em Giang. Được chưa ạ? Dành cho các chị em mình gọi là đã chia sẻ livestream rồi nha các bác nhá. Cho luôn một chị cho nhanh luôn này. Trời ơi. Đón sinh nhật cùng em Giang. Em có chắc chắn là em đọc chị này lên này. Thật sự luôn là chị này thì em có một cái lý do. Em xin chúc mừng chị Thúy Thiệu. Được chưa? Em xin chúc mừng chị Thúy Thiệu. Được chưa? Một phần chị này đang chia sẻ rất nhiệt tình. Một cái điều thứ hai em muốn cảm ơn chị, đó chính là chị này này giới thiệu cực kỳ nhiều bạn bè mua hàng nhà em luôn. Chị này như Thúy Thiệu ở Đắk Nông hay Đắk gì đúng không? Em ngó chị tên là Đắk gì đấy, chị nhớ là Đắk gì đấy. Có nghĩa là Đắk Nông hay Đắk Lắk. Chị Thúy Thiệu này này, chị này giới thiệu quá nhiều bạn bè và người thân mua hàng nhà em luôn. Tức là khi mà khách vào mua hàng, kể cả có các cô, các bác một Facebook kiểu ảo ảo ấy, bạn của Thúy Thiệu, Thúy Thiệu giới thiệu. Đấy. Đúng không? Đắk gì đấy đúng không? Chị này ở Đắk Lắk à? Đấy. Em nhớ mà em nhớ Đắk Lắk hay Đắk Nông gì đấy. Đó là một lý do vì sao em đọc tên chị ý. Nên các chị em mình vào các chị hoan hỉ cho em nha các bác nhá. Đừng có giận em. Nói chơi em cảm ơn chị Thúy Thiệu rất là nhiều luôn. Vì em đã thấy rất là nhiều chị comment trên bài like của em nữa. Là chị được Thúy Thiệu giới thiệu mua hàng nhà em. Đấy, chị là bạn của Thúy Thiệu. Chị là người quen của Thúy Thiệu giới thiệu vào mua hàng nhà em. Đấy là em cảm thấy mình thật sự là may mắn luôn. Rồi xong cho các chị em mình lên luôn mã váy em mặc có ít nhá các chị nhá. Đón sinh nhật cùng em đang xong luôn rồi nha các chị. Váy đẹp lên luôn nhá. Mã này các chị em mình lên comment cho em luôn là siêu phẩm kèm size. Được chưa? Siêu phẩm kèm size SM. Mấy S, S đâu M đâu gì? S đâu M đâu? S ấy. Comment cho em là siêu phẩm kèm size S hoặc là M giúp em. S là các chị em mình 40 cân. Được chưa? 40 cân đến các chị em mình tầm khoảng 40, dưới 48 cân cho em. Size M các chị từ trên 48 cân đến tầm khoảng 55 cân cho em mặc ok. Hai size S và M. Giá em bán cho các chị em mình bao nhiêu tiền ạ? Cái này các chị em mình mua tầm 650.000. Rất là nhiều chỗ shop đang bán luôn. Em lên cho em siêu phẩm kèm theo size SM nha các chị nhá. 265.000 một cái. Đấy, con mua 690 gì? Con mua 690 một chấp đấy, chán đời luôn. Đây là con này này. Con này là em nói luôn là em cũng đã hỏi rất là nhiều shop. Tham khảo nhiều giá, trung bình toàn 650.000. 680.000 một cái. Chất không hề nhăn luôn nha các chị nhá. Kéo khóa đằng sau. Mã vào đấy cho em là siêu phẩm kèm size SM 200 mấy nhỉ? 265.000 một cái cho các chị em mình luôn. Đợt chuyện siêu phẩm size M cho chị Nguyễn Trang, size M cho chị Vi Phương, size S cho chị Dung Kệ, size S cho chị Kem Su, size M cho Trần Ngọc Ngà, size M cho Nguyễn Ngọc Liễu, size M cho Bích Phương. Em mặc S chị ơi, size M cho chị Nhài Bùi, size S cho Hương Nguyễn không giấu, size M cho chị Hồng Vũ, size S cho chị Hậu Trần Thị Tú, size S cho chị Phan Liên. Rồi S cho chị Phan Liên là hết S luôn nhá. Em còn size M nữa là em hết 265.000 một cái. Nguyễn Trang có M rồi chị ơi. Hiện tại siêu phẩm em chỉ còn M. M cho chị Vân Trang một cái. M cho chị Giang Nguyễn một cái. M cho Thu Hương Nguyễn một cái. Rồi M đến chị Thu Hương Nguyễn được một cái là hết luôn. Cho chị màu đen chị mặc luôn em ơi. Đợi em mặc màu đen lên một tí nhá các chị nhá. Màu đỏ hết hàng rồi. Siêu phẩm không còn nào kéo chị. Ơ, nhưng mà màu đen thì không có S đúng không? Thế thì thế thôi kéo lên cho chị màu đen thì để tôi kéo luôn. Thế thì em lại màu kéo lên nữa. Màu đen em lại chỉ có M thôi. Màu đen các chị lên comment cho em nào gì ơi cho con. Màu đen thì các chị lên comment luôn cho em là comment vào đây cho em luôn là váy xinh nhá. Mã cho em là mã váy xinh là màu đen em chỉ có M thôi. 48 cân đến các chị em mình 55 cân cho em. Ui dồi ôi đẹp lắm các chị ơi. Em chỉ có M thôi nha các chị nhá. Chất đẹp lắm luôn. 48 cân đến 55 cân giúp em ạ. 265.000 một cái cho các chị. Ui dồi ôi nó đẹp một cách kinh khủng luôn. Eo ơi. Thật sự luôn hàng này không có từ gì để mà nói luôn đấy các chị. Em chả biết dùng cái từ gì để em diễn tả luôn về con váy này luôn. Nó quá đẹp luôn nha các chị em mình. Từ 48 đến 55 cân cho em vẫn mặc ok nha các chị nhá. Váy xinh cho em ạ.
siêu phẩm em không còn, chết rồi chị Hà Hĩnh tự dưng chị comment chả hiểu. Chết rồi, em không biết là ý bác comment chả hiểu nó là như thế nào ạ. Hay chị comment không được đọc tên hay như thế nào ạ. Váy xinh cho chị Nguyễn Nhung một cái, cho chị Thanh Vân một cái, cho chị Quyên Linh một cái, Nguyễn Vân Anh một cái. Nguyễn Vân Anh có luôn này. Lên cho em là váy xinh giúp em nha các chị. Cho chị Lê Nguyễn một cái, cho chị Hoa Thị Phùng một cái. Hoa Thị Phùng có luôn này. Chết rồi, cho chị Hợi Lê một cái, Quỳnh Trần một cái, cho Ngọc Chu một cái. Hết hàng luôn, không còn đấy. Các chị đến Ngọc Chu một cái. Còn một cái đấy. Còn một cái à? Ngọc Chu của em còn một cái nữa nhá các chị nhá. Váy xinh thì em chỉ có mỗi size M thôi chị ơi. Cho Phương Mít một cái, hết hàng. Ok, Phương Mít hết luôn, chắc chả nhăn luôn, dỡ ra không nhăn một tí nào. Hết luôn, không còn này. Cho chị kéo chị cái này xuống là chị tri ân một mã. Lấy cho chị Lê Nam còn ít nào kia đi. À, cho chị luôn cái mã khoác nam màu rêu mà lót nhung đấy. Đấy, cho chị luôn mã đấy. Đẹp nhỉ? Tri ân một mã áo nam nữa xong chắc chuẩn bị nghỉ thôi, nghỉ cho mấy đứa nghỉ, nhưng mà mai thì tốt đơn. Mai thì tốt đấy, mà mình có không xong rồi đây. Mai chắc một ngày nữa xong rồi đâu. Xong rồi sau được. Chờ em một chút nha các chị ơi. Cho chị cái áo. À ui, lên luôn mã này luôn. Đâu cái áo kia của chị vừa nãy đâu ấy nhỉ? Đây ra đâu? Đây. Không phải. Đâu rồi? Đâu rồi? Áo của chị đâu rồi? Không phải nhét đâu, đây rồi. Đợi em một chút nha mọi người. Đợi đợi chị đã, cái này chị bày ra. Đẹp dã man luôn. Có hàng đâu. Vui, vui thích xài màu đen quá, không có xe. Vui, vui mặc cái đấy đẹp lắm đấy, vì vui cao. Ừ. Mai chúng mày phải mặc thật đẹp vào để đến còn chụp ảnh. Ơ năm ngoái là không có vui đúng không? Năm ngoái à, năm ngoái chưa có Tuệ, chỉ có mỗi Vui với Tuệ là mới thôi. Còn đâu là năm ngoái là có hết mấy đứa rồi. Chờ Tomboy à, được lên một mã này xong rồi lên Tomboy, cho chị luôn một mã Tomboy lên nữa nhá. Mã này cho chị ân luôn này. Cái này các chị em mình lên luôn một mã tặng nam nha các chị nhá. Váy xinh em hết hàng các chị ơi. Các chị cái máy kia chứ, cái này lại đơ con cơ rồi. À lại được. Giang lên váy kẻ, em lên mới lên một màu của váy kẻ đó chị, em mặc rồi em mới lên một màu. Đây cái này lót lông bên trong nha các chị nhá, em nói luôn là thôi hoan hỉ cho em. Mã này các chị em mình lên comment vào đây cho em luôn bên trong này. Cho anh luôn 50 cân đến 65 cân cho em. Đấy nó lót nhung bên trong luôn cho các chị em mình mua đến 50 đến 65 cân nhá. Cái này em bán là 169 nghìn. Đây em bán tri ân vào đây cho các chị, mã này các chị em mình lên comment luôn cho em. Có lộc nào cho em? Comment cho em là M4. M4 cho em ạ, coi như là vừa là mã M4 rồi, cũng là may mắn hoan hỉ cho nhau thôi. M4 119.000 một cái. Được chưa? M4 cho em 119.000. Comment vào đấy cho em là M4 giúp em nha các chị nha. Hai bên túi đều có kéo khóa. Đẹp lắm luôn nha các chị em mình, mua cho chồng cho con. Rồi ôi bác Hà Hĩm buồn kìa khổ. Nho em hết hàng chị ơi. Nho còn túi nào không? Không còn túi nào luôn à? Nho là em hết sạch luôn, em không còn chị ạ. M4 nha các chị nhá. Ôi thôi chết rồi, dây áo đó chị. Em bị tụt dây áo à? Đúng không? Đâu, chị có bị tụt dây áo không? Không chứ đúng không? Em ơi làm chị hoang mang quá. Tự nhiên chị bảo dây áo. À dây áo nó bị... Không. Không có tụt dây áo đâu. Em mặc áo không dây mà. À ôi dồi ôi chết khiếp, chị bảo dây áo em lộ hàng trên line nữa cơ. Lên cho em là M4, em ơi để M4 lên đây chị em ơi. M4 119.000 một cái. Cho sướng hơn cho chị Thúy Nguyễn Nguyễn một cái này. Cho chị Đỗ Phượng một này. Cho chị Thúy Nguyễn Thông Gió một này. Đào Thị Giang Hy một này. Dung Cu Te một này. Dung Cu Te có Nguyễn Bích Hiền một cái này. Cho chị Chu Hồng Mến một này. Ngát Dương một này. Lương Hiền một này. Lương Hiền có, cho chị Mến Nguyễn có một này. Cho chị Hạnh Anh một này. Hạnh Anh có luôn này. Lên cho em là nó bị vặn. Ok, chị Đỗ Phượng có một cái này. Chị Ngát Dương có rồi. Chị ơi Phạm Diễm một này. Diên Kim một này. Diên Kim có ạ. Cho chị Quyên Hoàng một cái này. Quyên Hoàng có này. Cho chị Nguyễn Phương một này. Điền Huyền một này. Điền Huyền có luôn ạ. Hạnh Anh có rồi. Điền Huyền có rồi nhá mình nhá. Lên cho em M4 cho chị Phùng Mai một này. Phương Còi một này. Phùng Mai có, Phương Còi có này.
cho chị Hà Nguyễn Thị một này. Hà Nguyễn Thị có, em còn một cái nữa là hết đúng không? Dạ. Em còn một chiếc cuối cùng nữa là hết luôn ạ. Quyên Hoàng có rồi, Diên Kim có rồi. Cho chị Nguyễn Nguyệt một cái hết luôn. Cho chị luôn mã quần combo, chị lên nốt luôn cho hết. Bất chấp luôn. Len 3 phân nhá, len 3 phân chắc còn màu gì, còn mỗi tí màu trắng luôn. Len 3 phân còn mỗi tí phải không? Cái len của 3 phân tay dài đấy. Em lên nốt cho các chị em. Đây quần combo em lên luôn cho các chị nhá. Hết nấc với các chị em mình luôn đấy. Tầm này là không tiếc các chị một cái gì nữa luôn. 70 cân hết hàng rồi chị ơi, không còn. Ui dồi ôi. Em nói thật luôn, chuẩn mì Hàn đến tầm này là em không tiếc các chị một cái gì nữa luôn. Q6 đúng không? Vâng ạ. Q6 kèm theo size. Nhắc đủ size vào chứ. S, M, L, XL. Được chưa? 40 đến 48 cân. Mặc S nó giống Q5 vừa nãy đấy, khác cạp thôi. S là 40 đến 48. M từ trên 48 đến tầm độ 53 cân, 53 cân dưới 54 cân cho em. L từ 54 đến 57, 58. XL là 63 cân trở lại cho em, ok. Chuẩn cho em mì Hàn 103.000 một cái. Giá tối nay thôi, giá đêm nay thôi các chị ơi. Ngày mai em nghỉ, ngày mai là em nghỉ cả ngày rồi. Quỷ, quần tomboy em còn đúng một mã này nhá. Đến giờ này còn có hơn 400 chị đang xem livestream mà các chị không chốt được, các chị cứ kiện em là em chịu thôi. Các chị bảo lên tomboy hóng tomboy từ tối đến giờ mà các chị không chốt được là em chịu luôn. M4 em hết hàng rồi. Q6 size S cho chị Thanh Hà Trần, L cho Lê Vi Nguyễn, L cho Nguyễn Phương, XL cho Nguyễn Huyền, M cho Trần Ánh Mai, M cho Thảo Nguyễn, S cho Dung Đỗ, M cho Lê Thảo Thảo Lê, L cho Lương Oanh. Lương Oanh có hai cái size M cho Pháo Phủ Phan. Pháo Phủ Phan có luôn này. M cho Trịnh Thúy, Q6 kèm size đúng Q6 không đấy? Đúng rồi. Hai cái XL cho Phùng Thùy, L cho chị Sáu Hòe, S cho Nguyễn Yến. S cho Nguyễn, XL cho Trịnh Hằng. Trịnh Hằng có luôn này. L cho Thanh Vân, S cho Lê Thảo Nhi, S cho Ngọc Bảy. Ngọc Bảy có luôn, S cho Tú Tài Phan, S cho Phương Duy Thúy. Phương Duy Thúy có S cho chị Hoàng Lan. Hoàng Lan có luôn, XL cho Tuyết Học, 1M 1L cho Vân Ruby. Rồi em hết luôn M. L cho Phạm Thị Lý, L cho Ngọc Hân. Ngọc Hân có L hết M đúng không? Em hết M nha các chị, em không còn M. S cho chị Thúy Lưu một cái, XL cho chị Tây Thi một cái. Máy này là hết pin rồi em ơi, cho chị máy kia. Chết rồi, các chị sao mà Thảo vẫn nộ, làm em đau lòng quá trời luôn. XL chị Tây Thi có rồi ạ. Hai cái XL cho chị Trâm Nguyễn Thị. Không còn M nha các bác ơi. S cho chị Nguyễn Thị Ngọc Châu. S cho Nguyễn Thị Ngọc Châu này. S cho chị Thùy Trang. S cho chị Mai Nhung. S cho Hương Nguyễn không giấu. Thanh Hà Trần có S rồi đấy chị. Không còn M ạ. L cho chị Ân Châu. XL cho chị Đào Huyền. Ok chị Đào Huyền. S cho Phương Còi. Chắc còn một. L cho chị Trần Thị Nguyệt. L cho Trần Thị Nguyệt này. Nguyễn Huyền có XL rồi. Em không còn M. XL cho chị Lương Hiền. Lương Hiền có luôn này. L cho bác Lý Hoài. Ngọc Bảy có rồi mình ơi. XL cho Trà Thư. S cho Quốc Bảo. Hết S. Rồi hết luôn size S ạ. Hiện tại em còn L với cả XL thôi đúng không? L còn mấy cái? XL còn mấy? L còn 3. Bác Lý Hoài có L rồi. XL cho chị Lương Thảo. XL cho chị Lương Thảo này. Lương Oanh là có L. Lương Hiền có rồi. S em hết mất rồi các chị ơi. Chết rồi, các chị comment cho chị một mã chân váy nữa đi, cho các chị đỡ bỏ công các chị chờ. Hai tuyết thuốc ngứa cho chị Hoa Ma. Size L cho chị Thúy Nguyễn không giấu. Thêm một cái XL cho chị Tuyết Học. XL cho chị Vi Huế. Rồi L cho chị Y Thiết Nguyễn. L cho chị Hương Ninh. Hết hàng. Ok, đến chị Hương Ninh được cái size L là em hết luôn. Q6 em hết hàng, không dự bị được thêm cái nào đâu các chị ơi. Không dự bị được thêm cái nào đâu các chị ạ. Hết nha các bác. Hết Q6 rồi các chị ơi, không còn Q6 đâu. Cổ ba phân còn màu trắng, cho chị nốt đi. Cổ ba phân hết sạch. Thế có màu gì? Ừ, cho chị luôn cục đấy luôn, cho chị đi, chị lên cho các chị luôn. Xong mã này lên cho chị một mã len cổ bẻ nữa luôn. Mã cổ bẻ mà hàng 138 mang cho chị sản. Đợi em len kiểu, đợi em lên một mã này. Cổ ba phân em còn mỗi mã này thôi. Comment vào đây cho em là M5 cho em này. M5 lên cho em luôn ạ, 55.000 một cái. 55.000 nhá, 35 cân đến 60 cân cho em vẫn ok luôn. 35 cân đến 60 cân cho em là vẫn ok luôn à. Các chị nhìn cho em này. Comment vào đây cho em là M5 cho em luôn này. Nó co giãn sướng lắm. Đây là len tăm lông thỏ cho các chị em mình. Nào, M5 gì để lên cho con nhớ. Buộc tóc à. Ok, buộc tóc cho chị Ngọc Hoa đi. Buộc tóc là 18.000 một túi các chị nhá. 18.000 một túi 100 cái. Cái này lên cho em là M mấy em nhỉ, chị quên mất. M5 cho em ạ, 55.000 luôn cho các chị nhanh tay nhá. Còn có một ít nữa thôi là em hết rồi. Chưa thích nghỉ.
Có chân váy đợi tí để cho nhân viên sang kho ôm đã chị ơi. Rồi ôi em có chân váy dài. Chị em nào mình con này mà mặc chân váy dài thì thôi rồi. M5 cho Thu Hường một cái. Cho chị Thúy Thiệu một cái. Nguyễn Thị Kim Yến một cái. Nguyệt Liễu một cái. Lê Vi Nguyễn một cái. Lê Vi Nguyễn có luôn M5 này. Cho chị Lê Thị Quyên Quyên một cái. Hạnh Phạm một cái. Phạm Ưng một cái. Phạm Ưng có Hương Nguyễn Không Gió một cái. Ba cái cho chị Lê Nguyễn này. Ba cái cho chị Lê Nguyễn, một cái cho Doãn Trang, một cái cho Ngát Dương, một cái cho Chu Hồng Mến, buộc tóc OK Thơ Kim, buộc tóc cho Phùng Thị Nhiên. Hạnh Phạm có M5 rồi, cho chị Lý Hoài M5 này, Ngọc 7 M5 hết hàng. OK đến chị Ngọc 7 có M5 là hết luôn, hết chưa em? Rồi cho chị cái màu xanh của mã của bé em. M5 em hết hàng à, các chị thông cảm nhá. Một túi buộc tóc OK chị Hà Thư ạ. Một túi buộc tóc cho Bông Anh Phạm có luôn ạ. Buộc tóc là 18.000 đồng một set 100 cái. Buộc tóc cho chị Lê Nguyễn, nhớ trừ buộc tóc em. Một buộc tóc OK chị Hà Thu Hiền, em đang dùng cái buộc tóc ấy luôn này. Lê Nguyễn có rồi, M5 em không còn hàng các chị ơi. Hai buộc tóc cho chị Vivo này. Hai buộc tóc cho Vivo, một cho chị Diên Kim, một buộc tóc cho chị Lương Oanh. Một túi buộc tóc cho chị Vân Navi. OK Vân Navi có luôn này. Buộc tóc cho chị Nguyễn Huyền. À chốt không kịp luôn. Nguyễn Huyền có buộc tóc cho chị Bích Phương, buộc tóc cho Thùy Trang. Q6 em không còn, buộc tóc cho Hằng Trần. Lương Oanh có buộc tóc rồi ạ. Buộc tóc cho chị Thanh Hà, nay Giang Lai khỏe thế này em sung lắm bác. Cho chị Đời Tao Yêu có buộc tóc. Ngọc Mai Nguyễn có rồi. Lê Thảo Nhi có buộc tóc. Trần Huyền có buộc tóc, Phùng Mai có buộc tóc. Phương Loan có buộc tóc, Hoa Ma có buộc tóc rồi. Máy sấy em hết chị ơi. Cho chị Xuân Ngọc có, em xem cột tóc ở đợi em chị ơi. Lê Thảo Thảo Lê có cột tóc. Đây đợi em đó là cái cột tóc trơn. Hương Nguyễn không có một set, Thảo Nguyễn một set. Nguyệt Lam một set, Nguyễn Ngọc Hương Giang một set, Nguyễn Thủy Dương một set. Nguyễn Thủy Dương có, Nguyễn Nguyệt một set, chị Triệu Hậu có luôn buộc tóc ạ. Cho chị Ngọc 7 buộc tóc, Hương Trần buộc tóc. M5 em không còn đâu. Buộc tóc cho chị Luyên Đoàn Thị, cho Pháo Phủ Phan có luôn này. Cho chị Bùi Thơ có, cho chị Phùng Thùy có. Cho chị Phạm Huyền có buộc tóc. Cho chị em ơi một đứa dơ cho chị buộc tóc ra đằng trước cho các chị xem luôn đi, giờ này phải kết hợp lên nhanh. Cho chị Trang Tây có buộc tóc. Cho chị Nông Thị Hoa buộc tóc. Nông Thị Hoa có luôn này. Đến này thì các chị làm ra nhìn thấy là gì ơi. Đây buộc tóc đây các chị nhá. Lâu lắm rồi mới có. Tại vì em hết đi nên là em lại lấy đây. Em đang buộc trên luôn này các chị nhìn cho em này. Nó là buộc tóc trơn, kể cả các chị em mình mua gọi là con các chị em mình buộc cũng đều được hết luôn. Cho em 18.000 đồng một túi này cả trăm cái. Buộc cho em được. Buộc em bao giờ bẩn thì bỏ thôi. Thậm chí mà các chị giặt đi các chị vẫn dùng được lại cho em luôn. Nhá. Đấy comment ở đấy cho em là buộc tóc 18.000 đồng. Buộc tóc cho chị Hà Nguyễn Thị. Hà Nguyễn Thị có luôn hai túi buộc tóc cho chị Thúy Nguyễn Nguyễn. Buộc tóc cho Lê Thị Huệ. OK cho chị Hiền My có luôn buộc tóc. Hiền My có buộc tóc luôn 18.000 đồng một túi đấy. Hai túi buộc tóc cho bé Trung, một cho Hoài Thành Lê, một cho Phùng Hảo. Phùng Hảo có luôn này. Còn áo khoác nâu size M em còn chị ơi, đấy là mã VIP 9. Buộc tóc cho Quỳnh Nga, buộc tóc cho Nguyễn Thị Lung Linh. Cho Tuyết Học có này, cho chị Thanh Vân có này. Cho chị Lã Vi Nhung có này. Điền Huyền có này. Cho chị Đào Huyền có, Lê Nguyễn không giấu có này. À, cho chị Bông Bông một này, buộc tóc này. Cho chị Hợi Lê có luôn này. Hương Nguyễn không giấu có, Lê Nguyễn có, Phương Còi có này. Bông Bông có rồi này. Cho chị Mận Trần có này. Còn chị nào mình chưa được buộc tóc nữa không? Cho chị Dung Nguyễn có, Trâm Nguyễn Thị có, Phương Thu Trần có này. Nhật Đào có luôn này. Trâm Nguyễn Thị có rồi, chắc không lên được túi nữa. Chị ơi Huyền Linh Hồ có buộc tóc luôn này. Qua mã nha các chị, Nguyễn Bình có này, Hợi Nguyễn có, Trần Lan có này. Cho chị Dung Trịnh có, Yến Nhi có này. Hết cho em. Cho chị Lương Thảo có luôn buộc tóc này. Thiếu là không có hàng bù nhá. Hậu Vũ có, cho chị Quên Đi Quá Khứ có luôn này. Lên tay lụa đợi em ạ, Hương Phạm có luôn này, hết chưa? Hết rồi. Rồi đến chị Hương Phạm có buộc tóc là em hết luôn này. Thôi về đi em ơi, cho cô với lại Tuấn với lại anh phụ thôi. Hai đứa về đi. Em hết luôn buộc tóc rồi, dự bị cho Lê Thị Huệ nhá, hết buộc tóc ạ. Lên cho các chị em mình một bà áo này M6, ui dồi ôi đẹp lắm. 138.000 các chị đã mua. Nhớ cho em là chuẩn cổ bướm cho em luôn các bác nhìn này. Chuẩn cổ bướm cho các chị em mình luôn, xịn sò chưa, tay này. Lên comment cho em là M mấy, M6 đúng không? M6. Được chưa, bán luôn tặng luôn tối nay nhá. 112.000 một cái, 110.000 luôn. Tầm này cho luôn 110 luôn. Ứ với cả ừ cái gì luôn. Bao cho các chị siêu xịn, em này 62 cân trở lại cho em đều mặc OK. Nhớ cho em không phải là hàng cổ như này đâu. Nó là hàng Quảng Châu chuẩn xịn cho các chị 110.000 một cái. Lát nữa có một mã váy len nữa cho các chị luôn. Đẹp lắm luôn nếu các chị luôn. Mai vào thường với Tuấn dậy muộn nhá. Nào để lên con dứa. M6 lên nhanh ạ. 110.000 cho các chị luôn. VIP 9 size M cho chị Quỳnh Lê kìa.
Ok, chị Quỳnh Lê là con phóc đâu, vừa nãy con mặc buộc tóc em không còn đâu. Vivo có một cái, Trâm Nguyễn Thị một cái, Nguyễn Dương một cái, Nguyễn Dương có M6, cho chị Thanh Anh một cái, Hà Ngân một cái, Phạm Hân Linh một cái, Nguyễn Huyền một cái, Doãn Trang một cái, Doãn Trang có luôn cho chị Lê Duyên một cái, Lê Thị Quyên Quyên một cái, Phương Duy Thúy một cái, ba cái cho chị Lê Nguyễn, ba cái chị Lê Nguyễn, một cái cho Dung Tuyết Nhất, một cái cho Thượng Thưởng, một cái cho Nguyễn Bích Hiền, Nguyễn Bích Hiền có cho Bích Bùi Thị một cái, Vũ Ngọc Anh một cái, Quyên Hoa có chủ một cái, chị Trần Việt một cái, Trần Việt nhắn cho em địa chỉ điện thoại vào tin nhắn nhé, Trần Việt một cái, Hà Ngân có rồi, Hương Nguyễn cũng có một cái, Đào Huyền một cái, Lê Duyên có rồi ạ, Huyền Linh Hồ một cái, Thanh Hằng một cái, Nguyễn Dịu một cái, Nguyễn Kim Tuyến một cái, cho chị Ngáp Dương một cái, Luyên Đoàn Thị một cái, Ngọc Thúy một cái, Ngáp Dương có rồi, Nguyễn Kim Tuyến rồi, Hậu Vũ một cái, Hậu Vũ có luôn, em chỉ còn màu này thôi, cho chị Mặt Trời Hồng một cái, em lên màu này cho các chị thôi, dự bị buộc tóc ok mình, cho chị Thúy Nguyễn không giấu một cái, Mến Nguyễn một cái. Em nói luôn là vì thật sự với các chị em mình là tranh thủ cho các chị em mình được cái ship có 15.000. Muốn là các chị em mình ai cũng được hưởng cái đấy. Nên các chị vào các chị chia sẻ vì thật sự luôn. Em bán cái này nhá, 110.000 cộng với 15.000 tiền ship mới là 125.000. Chưa bằng giá của em nhập vào luôn. Giá cũ em bán là 138-139.000, các chị biết em chưa xóa like đâu. Mọi người xem cho em những cái like trước ấy nhá. Đây là vì hôm nay là sinh nhật em, sang ngày sinh nhật em đấy các chị biết. Nên em bán luôn 110.000. M6 Mến Nguyễn có rồi, cho chị Oanh Ly một cái, thêm một cái cho Thanh Anh, một cái cho chị Hồ Liên. Chị Hồ Liên có luôn, hàng này rất đẹp lắm luôn ạ. Cho chị Lương Oanh một cái, Nguyễn Kim Tuyến có rồi mình ơi. Chuyển khoản trước là được miễn ship, đúng rồi chị. Nay là chuyển khoản trước là miễn ship luôn đấy bác. Chưa từng mua, cái này đẹp lắm luôn cho các chị luôn. Dự bị buộc tóc, ừ thu hàng chị bấm cho. À, chị Trần Việt đừng comment số điện thoại với địa chỉ trên này nhá. Nhắn tin vào tin nhắn cho em. Cho chị Phạm Ưng một cái, Tạ Hương một cái, Kim Liên Nguyễn một cái, Hồ Liên có rồi chị ơi. Ôi giời, ừ thu hàng chị cứ bấm dự bị bộ tóc ở đấy. Còn mai các bạn đi chốt. Cho chị Xuân Ngọc một cái. Rồi em qua mã nhá các chị nhá. Cho con một mã váy gì ơi. Xét kẻ em còn một cái màu, một màu nữa mà em chưa lên. Chị Kim Liên Nguyễn có M6 rồi, cho con váy len cái luôn được. Đẹp lắm luôn, nên cho các chị một mã váy len nữa luôn. M6 cho em ạ. Con này 110.000 thì không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Lắp vào túi rồi. Không biết nhắn, ôi trời khổ thân chị Trần Việt, chị không biết nhắn. Thôi mai có địa chỉ để cứ thế là gửi cho chị hoặc gọi cho qua cho chị một câu nhé gì nhá. Rồi, áo da cá tàu hôm nay không lên được rồi. Cho chị Huệ Nguyễn có M6, Dung Nguyễn một cái. Dung Nguyễn có luôn, Hồ Liên có rồi. Chị Lã Vi Nhung giờ này em không kiểm tra được đâu chị ạ. Áo nam em lên cho các chị em được mã, giờ nhân viên nghỉ rồi chỉ có người nhà phụ like. Lên một mã này luôn cho các chị em mình luôn. Hồ Liên có rồi, ủi ôi các chị nhìn cho em. 189.000, chưa một bà nào phải bảo ôi Giang ơi đắt cả. Bộ nỉ bông cũng còn luôn. Đúng thật sự 189.000, chưa một chị nào bảo Giang ơi đắt quá. Vì cái chất của nó quá đẹp. Tay nó bồng nhớ các chị nhá. Váy len hàng Quảng Châu pha kem. Cái này nhìn cái cổ của em đáng đồng tiền bát gạo chứ. Đây. Cái này các chị em mình từ 39-40 đến độ dưới 60 cân cho em vẫn mặc ok hết. Cái này lên cho em là M7. Bán tri ân luôn các chị em mình. 133.000 một cái. Được chưa ạ? Chị nào chưa bao giờ mua được váy nhà em Giang thử làm con váy len này về xem có làm các chị thất vọng không nhá. M mấy gì nhỉ? M7, 133.000 đồng một cái cho các chị luôn. Đâu đẹp kinh khủng luôn, sợ luôn. Lên comment vào đấy cho em M7. Cậu ra lấy cho chị cái bộ nỉ bông của màu tây tây, màu kem đậm ấy. Hỏng hoa, kiếm lên tí. Cái gì bác? Hỏng hoa, kiếm lên tí. Comment vào đây cho em là M7 giúp em nha các chị, nhanh cho em. Ủa đẹp lắm. Cho chị Ân Châu một cái, Nguyễn Thị Kim Yến một cái, Hiền My một cái, Má Lúm một cái, Kim Chi Lê một cái, Hiếu Trung một cái. Hiếu Trung có luôn này, M7 vào đấy cho em ạ. Cho chị Lê Nguyễn một cái, Nguyễn Son một cái, Nguyệt Liễu một cái, Hiền My có rồi nhá, Nguyễn Bích Hiền một cái, Hiếu Trung có rồi mình ơi. M7 cho chị Thúy Thiệu một cái, đẹp lắm. Huệ Candy một cái, cho chị Phùng Mai một cái, Phùng Mai một cái, cho chị Minh Thùy một cái, Nguyễn Thị Ngọc Châu một cái, Nguyễn Thị Ngọc Châu một này, cho chị Hương Nguyễn không giấu một này, Nguyễn Son có rồi, Lê Nguyễn có rồi chị ơi, Trịnh Thúy một này, cho chị Lại Thị Lan một này, cho chị Hương Nguyễn đầy đủ giấu một này, cho bác Vàng Thị Tỷ một cái này, Vàng Thị Tỷ có luôn này, còn nữa không chị ơi? Rồi cho chị Lò Thịnh một cái, Lò Thịnh nhắn giúp em địa chỉ của điện thoại và tin nhắn mình thôi. M7 cho chị Quyên Hoàng một cái, Mến Nguyễn một cái, Mến Nguyễn có luôn này, đẹp kinh khủng luôn các chị. Vàng Thị Tỷ có rồi chị ạ, chị nào chưa được nữa lên vào đấy cho em M7. Nguyễn Thị Kim Nguyễn Kim Tuyến một cái, Vàng Thị Tỷ có rồi bác nhé. M7 133.000, chuyển khoản trước được miễn ship vì nay là sinh nhật em.
Được chưa ạ? Còn nếu như ship code chia sẻ livestream là chỉ có mất 15.000 tiền ship hôm nay thôi. Hôm sau vào đừng bảo. Hôm sau kể cả em bán con này 139.000 nhưng cộng 30.000 tiền ship thôi. Chứ không phải là 133 cộng 15.000 tiền ship như hôm nay đâu ạ. Cho chị Phương Thu Trần có một cái, Quyên Hoàng có rồi, Vân Trang một cái, cho chị Xuyến Dương một cái, VIP 9 size M cho chị Ngoan Đúc kìa, Ngoan Đúc VIP 9 size M nó khoác, M7 cho Thúy Nguyễn một cái, cho chị Thu Hiền Vương một cái. Thu Hiền Vương có bác Vàng Thị Tỷ có rồi bác ơi. Vàng Thị Tỷ có rồi nha bác nhá. Dạ được, ok bác, em bấm vào đấy rồi. Chị Lá Vi Nhung ơi, Phương Thu Trần có M7 rồi. M7 cho chị Nguyễn Huyền một cái. Eo đẹp kinh khủng luôn. Nhưng mà nặng quá nhỉ. Chết rồi, dài quá, tự dưng lại lôi mã này ra lên giờ này. Chết. Rồi còn chị nào lấy M7 nữa, các chị lên M7 cho em qua. Dại quá, tự dưng tay của nó còn hơi bồng, chất đẹp lắm. M7 cho chị Vạn Sự Tùy Duyên một cái. Vạn Sự Tùy Duyên có luôn này. Lại còn xét kẻ nữa. Cho con luôn xét kẻ, em không mặc nữa nhá. Em nói luôn là xét kẻ thì em sẽ không mặc nữa. Vừa nãy em mặc một màu rồi. M4 là cái gì em quên mất luôn rồi chị ơi, giờ em bị lú rồi. Hả? 149. M4 thì không còn hàng rồi, nếu như M4 119 sẽ là khoác nam gì ạ? Là em không còn rồi. Đồ bé tầm này là chịu rồi đấy chị ơi, đồ bé vì tầm này không còn nhân viên phụ nữa. Giờ còn toàn người nhà thôi, có mỗi thằng em cậu bà dì với lại chồng em đang phụ lai luôn. À đấy, chân váy đợi em lên chân váy không, em lên cho. Chân váy ôm đây rồi đúng không? Chân váy cho các chị em mình. Chân váy này các chị lên comment vào đây cho em luôn là mã CV1. CV1 nó 95.000 đồng một cái. Em này cho các chị em mình chân váy. Xếp ly của em hàng này toàn 130.000 thôi. Thôi để cho các chị em mình bằng năm sinh của em luôn, 93.000 đi. 93.000. Chả đã lỡ nói cái câu cho các chị em mình là nếu như mà bán không rẻ hơn giá cũ thì gột đầu em đi rồi. Nên là em mặc CV1, lên luôn là CV1, lên rõ chữ CV1 nhá. CV là chân váy đây các chị nhìn cho em này. 93.000 đồng bằng năm sinh của em luôn. Nay sinh nhật em Giang nên các chị hoan hỉ nhá. Cái này kể cả từ 38, 39 đến 60 cân cho em vẫn bon cho em được vì nó co giãn cả. Đấy bên dưới các chị nhìn cho em này. Đẹp lắm luôn ạ, con này thì mặc cả 4 mùa luôn cho các chị em mình. Ui, nó thân hoa này tí thế. Thế luôn cho nó đỡ điện. Comment vào đây cho em luôn ạ. Mã vào đây cho em là mã CV1 nha các chị nhá. 93.000 đồng một chân cho các chị em mình luôn. Con này mà em mặc từ đầu like thì gọi là cháy hàng luôn. Lên nhanh giúp em CV1. CV1 này. CV1 ạ, cho chị Dung Trịnh một cái, Quỳnh Nga một cái, Lê Thảo Nhi một cái, Điền Huyền một cái, Hà Ngân một cái, Phùng Mai một cái. Phùng Mai có luôn, Phạm Hảo một cái, Bùi Thơ một cái. Bùi Thơ có luôn này, cho chị Đỗ Quỳnh một cái. Điền Huyền có rồi mình ơi, Phạm Huyền một cái. Cho chị Lê Vi Nguyễn một cái. Lê Vi Nguyễn có Lệ Lệ một cái. Lệ Lệ có luôn, con này mặc với cái áo vừa nãy cũng đẹp luôn. Lê Thảo Nhi có rồi chị ạ. CV1 cho chị hai cái, ok chị Vạn Sự Tùy Duyên hai cái. Hằng Anna một cái, Ân Châu một cái. Ui nó lại đây. Cho chị Trương Hường một cái, Hạnh Phạm một cái, Na Nguyễn một cái, Mến Nguyễn một cái, Nguyễn Huyền một. Trương Hường có rồi, Trâm Nguyễn Thị một cái. Cho chị Nguyễn Thị Linh một cái. Cho chị Phương Dương một cái. Phương Dương có luôn này, cho chị Như Nhung một cái. Như Nhung một cái đấy. Cho chị Triệu Hậu có rồi, Hiếu Trung một cái. Nguyễn Thị Hà Trang một cái. Hằng Anna có rồi nhá, Phạm Huyền rồi. Lệ Lệ có rồi ạ. Còn chị nào mình chưa được nữa không? Cho các chị em mình gọi là, cho chị Hải Yến một cái. Chân váy giống em mà không còn đâu ạ. Vũ Tâm một cái. Vũ Tâm có, cho chị Ngọc Thúy một cái. 93.000 em ơi. Ngọc Thúy một cái. Thu Hằng một cái. Hải Yến có rồi. Phương Mít một cái. Nguyễn Thị Hà Trang có rồi nhá. Sướng luôn cho các chị em mình luôn. Len tay lụa đợi em lát em lên thêm cho một màu nữa. Cho chị Phương Thu Trần một cái. Vàng Thị Tỷ một cái. Vàng Thị Tỷ có luôn này. Cho Kiều Oanh một cái. Phương Thu Trần có rồi. Còn chị nào chưa được nữa không ạ? Lên comment vào đấy cho em luôn. Triệu Hồng có rồi bác ơi. Lên tay lụa vừa nãy có mấy cái rồi. Nguyễn Mai Anh đã có cái nào đâu đúng không? Cho Hiền My một cái CV1. Hải Yến có rồi chị ơi. Minh Thùy một cái. Minh Thùy có luôn một cái. Em không còn nho chị ơi. Phó Thủy một cái. Ok chị Phó Thủy có luôn này. Còn chị nào chưa được CV1 các chị lên nhé. Đấy gọi là hết chiều các chị hết đất luôn. Bác Vàng Thị Tỷ có rồi ạ. Cho chị Hà Nguyễn Thị một cái CV1. Phương Thu Trần có rồi chị ạ. Chị nào chưa được nữa lên vào đấy cho em CV1. Bác Vàng Thị Tỷ có rồi. Cho nốt cái set váy kia cho các chị luôn. Tài tới đây em. Qua gối đẹp lắm. Cái này nếu như các chị em mình xem TikTok là em cũng đã có quay rồi. Em thì thật sự luôn, xác định mai đi làm không dậy nổi luôn. Tôi chết rồi chị Tây Thiêu, em lại làm khổ các chị rồi. Nay thật sự là
báo bão đơn chúc mừng em Giang. Dạ em cảm ơn chị Nông Thị Hoa. Kỷ lục của cuộc đời em luôn đấy các chị. Kỷ lục có thể là đơn thì chưa phải là nhiều nhất, nhưng mà nó sẽ là nhiều sản phẩm nhất luôn. Đây em lên nốt set này nhá. Cái này các chị em mình lên luôn VIP 12 đúng không chị? VIP 12 kèm theo size SM. Có L không? Có SML cho các chị em mình. 38 cân đến 4 đệm của cái này nó có đệm vai. 38 cân đến 46 cân mặc S. Trên 46 cân đến tầm khoảng 51 cân, 52 cân mặc cho em size M. 52 cân đến tầm khoảng 55 cân, 56 cân mặc cho em size L. 3 size cho các chị em mình SML nha các chị nhá. Đây các chị nhìn cho em đấy, giống phép vợ mặc đấy. Giá cho các chị em mình 399.000 một set. Các chị lên luôn VIP 12 kèm theo size SML. Em tầm này em không mặc nổi nữa luôn. Khăn tắm em không còn hàng chị gái ơi. Tầm này là em nói luôn là em không mặc nổi nữa luôn rồi nha các chị nhá. Nên các chị em mình thích thì các chị lên comment thôi. Tầm này là em bất động rồi. Bất động luôn rồi các chị, sập luôn. Đấy, các chị em mình lên comment vào đấy cho em. 1 giờ đêm. VIP 12 size L cho chị Phùng Thơm, S cho Hương Nguyễn, L cho Vân Trang, M cho Nguyễn Thị Linh. Lên vào đấy cho em VIP 12, S cho chị Vũ Ngọc Anh. VIP 12 kèm size cho em ạ. Vân Trang có L rồi mình ơi. Vũ Ngọc Anh có S rồi. Đấy còn chị nào lấy nữa thì các chị lên. Khăn tắm em không còn hàng các bác nhá. Khăn tắm là em hết sạch luôn rồi đấy ạ. Khăn tắm là em không còn luôn. Em ơi con này 399 quá bèo luôn set này. Đấy con mua cái set này là 1 triệu mốt đấy. Đã đặt được yêu cầu. Đấy chị nào mình lấy mình lên comment. Em chỉ lên cho các chị em mình. Nếu như mặc vào thì các chị sẽ mê mệt hơn. Nhưng tầm này thật sự là đuối. Em nói luôn là đuối rồi đấy các chị. Bò đen em không chị ơi. Nốt mã bộ kia cho các chị em mình nhá. Bộ nỉ cho các chị em mình. VIP 12 S và M ở chị Gia Bảo ơi. Chị lên lại comment cho em đi chị. Màu em đậm hết luôn. Thế cho con luôn màu ghi đi. Màu ghi cho chị Ân luôn một màu ấy. Quần nam em còn. VIP 12 size M cho chị Lệ Lệ một set. Size M cho chị Gia Bảo một set. Ok chị Gia Bảo 399.000 cả váy cả cái áo vest ngoài đấy luôn đấy chị. Đây nhá, cái này M mấy? M8 đúng không? Chưa bao giờ bán giá này. 126.000. M8 cho em ạ. 126.000 cho các chị em mình nhanh tay luôn cho em nhá. Kèm đơn ở đấy cho các bác. Nay em gọi là bất chấp luôn. Nhớ là các chị em mình vào các chị nhấn chia sẻ livestream cho em 40 đến 60-62 cân cho em vẫn mặc được. Khoác gió, lông. Ui dồi ôi Bùi Thị Anh ơi lên. Thật sự là nhiều. Cái này em không muốn lên đâu nhưng vì nhiều chị hỏi bộ ấy. Nên em lên cho các chị em mình thôi. Lên vào đấy cho em M mấy nhờ gì? M8 126.000. VIP 12 size M cho chị Nguyễn Thị Hà Trang. M8 cho Trần Ánh Mai một bộ. Hương Phạm một bộ. Hanh Anh một bộ. Cho chị Hòa Trần một bộ. Hòa Trần có luôn. Cho chị Lê Vi Nguyễn một bộ. Lê Vi Nguyễn có luôn này. Cho chị Hương Phạm một bộ này. Cho chị Y Thiết Nguyễn một bộ. Gì cho nhà để nhà con đếm cho gì lấy cho con mã quần nam nữa nhỉ. Cho chị Hoa Muốn Biển một bộ. Y Thiết Nguyễn có rồi bác ơi. Không nhớ nổi đơn của em bao nhiêu. Phạm Hảo được có mấy mã thôi, hai mã hay sao. Hai bộ cho chị Hương Nguyễn. Một bộ cho Mai Nhung, một bộ cho chị Lý Hoài. Khẩu trang em không còn hàng nữa chị ơi. Cho chị Nguyễn Vân Anh một bộ 126.000 nhá. Chạ hai bộ cho chị Lê Nguyễn. Một bộ cho Ngô Thị Sáu. Một bộ cho chị An Nguyễn. An Nguyễn có luôn này. Bác Trần Ngọc Hà cho chị đẻ chưa. Comment vào đấy cho em M8. Chị Lý Hoài có rồi chị ạ. Đấy em qua mã nhanh thôi. Này nữa. Chết vớt với nhà bác. Biết bao nhiêu đơn. Chưa nhận được luôn đã. Nào cho em nốt quần nam quy bao nhiêu rồi. Chị Nguyễn Văn Anh có M8 rồi. Bộ kéo khóa nam em đấy. Một set khăn mặt. Ừ ok em luôn. Quy M8 cho Giang Nara một bộ. Duyên Phạm một bộ. Ok Giang Nara có, Duyên Phạm có. Cho chị Hà Thư một bộ 126.000 nhá. Ok thu hàng rồi. M8 cho bác Khánh Ly một bộ. Eo ôi các bác vẫn chưa ngủ luôn. Giang Nara có rồi. Nốt mã quần nam M8 cho chị Trần Thị Nguyệt một bộ. Ok bác Trần Thị Nguyệt này. Trần Thị Nguyệt có luôn. Eo hôm nay mà like 2 page thì chắc là phải không biết mấy nghìn đơn nhỉ. Sợ luôn đấy các chị. Cái này các chị lên comment quy mấy ba? Q7 55 cân đến 75 cân cơ. Vì thật sự là em không muốn lên mã này luôn. Vì nó không có lãi mà nó lại nặng. Mã này phải bù ship nữa. Lên comment cho em là Q7 nhá. Bán tặng cho các chị em mình em này 77.000 một cái luôn. 55 đến 75 cân. Khẳng định luôn tất cả các mã các chị em mình mua hàng hôm nay đều là được rẻ hơn giá cũ cho các chị em mình luôn.
V7 cho em nhá. VIP 12 size S cho chị Huệ Nguyễn một set kìa, gì kìa. M8 cho chị Huyền Linh Hồ. M8 chị Huyền Linh Hồ. Áo trắng vừa nãy mà chị được tặng đấy hả? Có, cho con cái đấy tí nữa con mặc nhớ. Cho con cái đấy con mặc không chị nào chốt. Hay thôi nhỉ, cái mã kia vừa nãy mà chị Thúy Thiệu được tặng đấy. Nào để cho con Q7 đến đây dưới. Q7 con thả tí. Một ngày nhận 3 đơn, thôi gì đếm luôn. Q7 cho chị Đỗ Tiên một cái, Hương Phạm một cái. Hương Phạm có luôn để cho chị Hà Thư một cái, Minh Vân một cái, Nguyệt Phùng một cái, Má Lúm một cái, Huệ Nguyễn một cái, Lê Vi Nguyễn một cái, Nhi Lan một cái, Nguyễn Huyền một cái, Sinh Heo một cái, Đào Huyền một cái, Ly Triệu một cái, Huệ Mai một cái, Lý Hoài một cái. Đỗ Tiên có rồi, Ngọc Thúy một cái, Hương Ninh một cái, Đỗ Thu Tươi một cái, thêm cái nữa cho Lê Vi Nguyễn là 2. Hết hàng luôn không còn. Em hết luôn Q7 nhá các chị nhá, hết luôn Q7. Hết sạch rồi không còn Q7 đâu ạ. M8 á, chị Loan Nguyễn một bộ kìa. Ok chị Loan Nguyễn cho chị một mã bộ u mình. Cho con một mã bộ u mình, cho con màu áo đỏ quần đen luôn gì ơi. Ôm rồi đấy, góc đấy bên tay phải luôn. Em like đến đúng 1 giờ nha mọi người. Q7 em hết hàng rồi. Em like đến đúng 1 giờ hoodie à chị? Hoodie còn một hoodie hàng cao cấp thôi, bác có lấy không? Lấy thì em lên. Cái này lên comment vào đây cho em luôn, M9 đúng không? Q7 em hết hàng. M9 ạ. 39-40 đến dưới 60 cân cho em mặc bộ này thì nhức nách luôn. 123.000 một bộ, lên nhanh luôn cho em nhé, bộ u mì. 123.000 một bộ cho các chị em mình kèm đơn vào đấy cho em luôn. Rồi chợ lên vào đấy cho em M9. Cho con một con áo thôi, con mặc luôn đây. Đợi em một tí em mặc cho con áo trắng đấy luôn, con lông trắng kia gì kìa. Con lông trắng không lót lông cừu bên trong đấy. Trắng kem. Đó đúng không? Đây lên cho em đó luôn là mã M9 cho em nhé. Quần của nó là màu đen, áo toàn bộ chữ đây là theo riêng. Cái bộ này các chị em bán hàng bao nhiêu vạn bộ rồi. Em bán bao nhiêu vạn bộ rồi. 123.000 giá tối nay mã cho em M9. VIP 12 size S cho kem su một bộ kìa. À một đúng à, là một set kìa. Cái lên cho em là mã M9 đúng không rồi. M9 cho em nhá. M9 cho chị Kim Liên Nguyễn một bộ này. Cho chị Thắng Lý một bộ này. Cho chị Nguyễn Trang một bộ này. Nỉ bông em không còn nâu luôn chị. Duyên Phạm nó có M8 rồi. Bộ này lên cho em là M9 vào đấy cho em nhá các chị nhá. À, bộ này mặc thích lắm, hôm trước lấy nhà Thảo. Em cảm ơn chị Hiền My ạ. Chị Loan Nguyễn là có M8 rồi, M9 cho Phương Dương một bộ, Hạnh Phạm một bộ. Hạnh Phạm có luôn này, sáng rồi bác, không phải tối nữa. M9 cho chị Lê Nguyễn một bộ, Trần Việt một bộ. Ok, chị Lê Nguyễn có, Trần Việt có luôn này. Cho chị Thu Hiền Vương một bộ. Thu Hiền Vương có Quyên Hoàng một bộ, Nguyễn Dịu một bộ, Phạm Hảo một bộ. Cho chị Sam Sam một bộ, Hạnh Anh một bộ, Khánh Ly một bộ. Hạnh Anh có, Khánh Ly có luôn này. Cho chị Lại Thị Lan một bộ, Hương Ninh một bộ M9. Mải, à quên, Mai Quyên đi quá một bộ, Phương Thu Trần một bộ, Bắc Ca Bé em không lên được chị ơi. Sam Sam có rồi, Nguyễn Dịu có rồi. Đấy còn chị Đào chưa được M9 nữa lên. M9 đó chị Ngát Dương một bộ. Sữa rửa mặt em không còn hàng chị ơi. Ngát Dương có luôn M9 nhá. Nốt cho các chị em mình một mã áo này nữa là em nghỉ đây các chị. Cho chị Vivo một bộ M9. Dự bị khẩu trang người bé cho hàng Anna thôi. M9 cho chị Nguyễn Khắc Phương. Quyên Hoàng có rồi, chị Duyên Phạm được M8 rồi chị ạ. M9 cho chị Hồ Liên một bộ. Vivo có rồi ạ. Khăn đa năng là 33.000 đồng 2 set. 33.000 đồng 2 túi đấy. Hạnh Anh là có M9 rồi nhá. Khăn đa năng các chị lên cho em luôn là K33. Lên vào đấy là K33 để em bấm cho. Lên giúp em là K33 nhá. Đây lên cho các chị một mã này, nó ủi của em nó thật luôn. Thật sự là em không muốn lên vì nó nặng quá. Đôi chốt nốt VIP bao nhiêu ba? M9 2 bộ cho chị Dung Nguyễn. K33 cho chị Hương Phạm, K33 cho Trà Thư. Trà Thư có này. Nguyễn Khắc Phương là có mã M9 rồi. M9 cho chị Hà Viên một bộ. Không biết được gì, chị Loan Nguyễn là em đọc rồi đấy bác. K33 cho chị Trâm Nguyễn Thị. Ok, chị Trâm Nguyễn Thị, khẩu trang em không còn đâu. Số tài khoản của em trên ảnh bìa bác ơi. Ba số tài khoản trên ảnh bìa luôn bác nhá. Một cái là Lưu Xuân Trường là tên chồng em, Doãn Thị Giang tên em, Nguyễn Thị Nhân tên mẹ đẻ em. Con này là 699.000, các chị yên tâm đẹp lắm luôn, lót lông cừu bên trong này. Các chị nhìn luôn cho em 699.000 đấy. Cái này thì các chị lên comment luôn. VIP 13 đúng không? Chốt hạ. VIP 13 gọi là chị nào mình chỉ cần lên K33 là được chị ơi. K33 là 33.000 đồng 2 set mà. Chứ không phải 33.000 một set đâu. Sen bé em không còn hàng chị ơi. K33 cho chị Nguyễn Thị Linh. M9 cho chị Lương Thảo một bộ. Ok chị Lương Thảo. K33 cho chị Hương Trần. M9 là bao tiền em quên mất rồi. Bộ vừa nãy là mã M9 là 123.000. Em nói luôn đây các chị nhìn con này này. Đây nhá. Hai lớp giả ép lông thỏ này. Trần lông thỏ bên ngoài, bên trong là lót lông cừu. Mê mẩn cho các chị luôn. Hai size ML VIP 13 kèm theo size M và L. M là các chị em mình 51 cân trở lại. Size L là các chị em mình 62 cân trở lại. Vẫn mặc cho em ok luôn. Con này thật sự nó đẹp kinh khủng luôn. Ui, ôi. Chơi Tết nhờ.
Con này cho em thì em nói thật là nhức nách luôn, em lên nhanh cho các chị thôi. Gọi là thật sự đẹp kinh khủng luôn, chết rồi cái này. Này bù cực kinh lắm đấy gì. Nặng lắm. Thôi. Ê chị lại. Thôi đã lỡ lên rồi lên. Hôm sau không có giá này nhá. Em xả con này cũng phải 265.000 chị ơi. 265 cộng 30.000 tiền ship cơ. K33 ok chị Lương Thảo. Okay. 220.000. Ok chị. Ui ba ơi, vợ mà bán được 699.000 con này thì cơ mà. Đấy gì đấy, cháu có khổ không? Nhìn thấy giá trên này là 699.000. Ông ấy ghi luôn là 699.000. VIP 13 size L cho chị Thu Hương ạ. Size M cho chị Nguyệt Lam ạ. L cho Vũ Thu Uyên ạ. L cho Sinh Heo có luôn ạ. Sinh Heo có luôn này. K33 cho chị Thắng Lý. Sinh Heo có VIP 13L rồi, Nguyệt Lam có rồi chị ơi. M cho bác Khánh Ly này. M cho Hương Phạm này. VIP 13 nha các chị nha, VIP 13 kèm theo size. VIP 12 là set dạ, VIP 13 size M cho Nguyễn Thị Lung Linh này. VIP K33 cho chị Huế Nguyễn này, chân váy em mặc không còn đâu bác ơi. VIP 13 size L cho chị Mạc Nhài, size M cho chị Vivo. Sinh Heo có rồi mình ơi. Đèo đẹp kinh khủng luôn các chị ạ. Em nói thật luôn con này, sướng. Không có giá này cho các chị em ở đâu, tìm hiểu thoải mái cho em nhá. Size M cho chị Vivo có luôn này. Sinh Heo có rồi, M cho chị Hương Trần, M cho Đông Nguyễn. Đông Nguyễn có luôn này, set kẻ trắng em lên rồi, Khánh Ly có rồi. K33 là 33.000 đồng, 2 set khăn đa năng. VIP 13 size M cho Thu Hằng. Lên tay lụa đi. Lụa nãy em đủ màu rồi. Giờ chờ tới giờ lận. Là sao Nguyễn Mai Anh? À, mã tay lụa nãy em đủ màu rồi. Size M cho chị Lê Nguyễn, size L cho Minh Vân. Hương Trần có M rồi ạ. 220.000 một cái chị ơi. M cho Nguyễn Thị Linh, L cho chị Trần Việt. Trần Việt có luôn L này. M cho chị Mai Quyên đi. Mai Quyên đi quá. Cái gì cũng muốn mua chết rồi, thôi em lên bằng đấy thôi các chị. Không các chị em mình mặc sao hết. Đơn nhà em chốt không hết nổi luôn các chị ơi. Quần quốc dân em không lên được rồi chị ơi. Đến giờ này là em nghỉ rồi. Một giờ nơi đấy các bác, vừa nãy các chị bảo cái gì nhỉ? Tay lụa tơ đấy à? Hồng nhá, lên hồng nhá. Chốt luôn mã cuối. Size M cho chị Hà Thư một cái. M cho chị Hà Thư, đấy hết pin. L cho chị Vũ Thùy Dung một cái. 10 phút nữa lên tiếp mẫu. Lông thỏ trắng, làm gì còn ngắn tay. M cho bác Huỳnh Cảnh. Ok bác Huỳnh Cảnh có luôn này. Ui dồi, hôm nay khách VIP nhà em là phải có. Không có mã này thì quá phí luôn. Ui đẹp lắm luôn. Này gì ơi, đẹp kinh khủng, con này rất cẩn thận nhá. Con để một cái con mặc luôn. Cái này các chị chốt luôn cho em mã cuối. Đến tầm này là em đứng hết cả người rồi. Mã cuối. Hàng lụa tơ, bao cả giá nhập luôn. 109.000 một cái. Em nói luôn hàng cao cấp nhá. Nên chị nào mình thích chốt mình lên giúp em là mã cuối. VIP 13 size L chị Vũ Thùy Dung có rồi. Bác Lụ xinh gái lên mã VIP 13 kèm size cho em đi chị. Hôm nay đúng thật sự với các chị em mình không. Em không có điều các chị em mình, em phải bán cả vạn sản phẩm luôn. Trời ơi, thế này được xếp mã ở những đâu đấy gì? Không biết. Ui dồi ôi. Trời ơi. Xếp thế này thì đứa nào xếp để mang nhà kiểu gì? Chết mất. Mã cuối u mê phải ra rồi. VIP 13 size L cho chị Dung Nguyễn. VIP 13 size L cho chị Nhật Đào. Nào để cho con mã cuối lên gì ơi. Mã cuối 109.000. Em nói luôn là của em là lụa tơ. Nó không phải là hàng xưởng nha các chị nhá. Hàng xưởng đền 1 gấp 10 luôn. Cho chị Trâm Nguyễn Thị một cái. Cho bác Thắng Lý một cái. Vân Trang một cái. Thật sự luôn là xịn sò cho các chị. VIP 13 cho chị ơi. Cái mã vừa nãy là VIP 13 không phải VIP 14 đâu ạ. Cho chị Đào Thị Giang Nghi một cái. Ngát Dương một cái. CV1 cho bé Trung nhỉ. Mã cuối cho Lê Vi Nguyễn một cái. Hoa Thủy Tiên một cái. VIP 13 size M cho chị Vàng Thị Tỷ. Ok bác Vàng Thị Tỷ này. Mã cuối cho chị Ngát Dương có rồi. Xét kẻ chị lấy size gì đấy chị ơi. Lên cục đỏ đỏ. Cục đỏ đỏ đấy là mã 138 chị ạ. Mã cuối cho chị Nguyễn Huyền một cái. Cho bác Đào Thúy Hằng một cái. Đào Thúy Hằng có luôn. Không muốn cho em ra nghỉ luôn á. Trời ơi chị ơi, em phải nghỉ chứ. Mai là em nghỉ cả ngày, em còn sợ em không hồi nổi sức luôn đấy các bác ạ. Sợ luôn. Dừng được chưa các chị ơi? Mã cuối Đào Thị Giang Hy có rồi, Hảo Nguyễn một cái ạ. Đào Thị Giang Hy có rồi. Áo này màu xanh em cái gì ba? 700 chứ. Gì mà mới lại có từ. Mã cuối, ok, hai cho chị quên đi. À, Mai quên đi quá, có luôn này. Cho chị Nhung Nguyễn một cái, Nguyễn Thị Ngọc Châu một cái. Đơn của em, 5 áo 76 và VIP 9 size L. Ok, Trang My.
Một mã hút đi à? VIP 13 size L cho chị Huyền Linh Hồ. Mã cuối cho chị Như Nguyễn. Quyên Hoa có chủ là một... À, Quyên Hoa có chủ có luôn một cái mã cuối đấy. Kiếp rồi các chị ơi. Dạ nhà em mai nhân viên không gọi chốt đâu chị ơi. Chị nhắn luôn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn đấy nhá. Để sáng mai các bạn đi chốt đơn. M8, M9 là mã gì nhỉ? Thôi con cứ bấm ok chị Đỗ Thu Tươi. Ok bác M rồi. Nghỉ em tặng một món quà này em nghỉ nha các chị nhá. Chứ em nói thật luôn là đến giờ này là ngất rồi. Ok set tất nữ mình lấy loại 79 hay là lấy loại 69 chị ơi? Quyên Hoa có chủ có rồi. Set kẻ ấy 51 cân chị lên cho em size M chị ơi. 51 cân chị lên M nhá. Em ngất đến nơi rồi các chị. Sợ luôn. Không lên nổi nữa luôn. Xem có cái hút đi cái chiều này nhấp vào cái màu. Ôi chắc chắn lên được không? Mệt lắm. Chip gen ấy hả? Mã cuối cho chị Vũ Thị Dung. Đây chip gen cho con nhiều. À nhưng mà chỉ có em không còn chip gen thường. Em chỉ còn chip gen cao cấp thôi. Thôi gì ạ? Thôi em chồng em đấm em bây giờ đây các chị này. Chồng em đấm em bây giờ. Kêu nghỉ thôi. Áo ngực em hết hàng chị ơi. Áo ngực em hết đây. Áo màu đỏ. Mã này áo đỏ thì em chỉ còn đỏ này thôi. Đỏ này là 138.000. Lấy em mã bộ. Quên đi quá khứ. Mã bộ. Muốn lấy bộ nỉ 126.000 lên là M8. Muốn lấy mã bộ u mì là 123.000. Mã là M9 nhá. Thôi các bác ơi. Tiếp gì nữa. Em mới ngất. Nguyễn Kha chả biết có được VIP 8 không. Chưa bao giờ được cảm giác nhận quà nhà Giang. Chết rồi bác Huệ Mai. Hôm nay không vào từ đầu. Ok cho Minh Vân một set tất nữ 79 nhá. M8 ok chị quên đi quá khứ. Em muốn hot đi à? Cho con một con hot đi nữa gì? Một con hot đi. Đâu nhỉ cái con mà có con mèo trước cái gì? À trong đấy là có con gì đấy? Đấy con gì đấy phải không? Không phải là con đấy là con trà sữa mà. Xem có hai con màu xanh bên dưới là cái gì? Đấy. À nhưng cũng con trà sữa. Thôi. Chả lên nữa. Hút đi tầm này chả tìm được nữa. Không biết nhân viên nó xếp đâu rồi. Chịu em ạ, chả tìm được nữa luôn. Thì còn có mỗi hàng kéo khóa thôi. Hút đi kéo khóa em có lấy chị lên cho. Kia cho con cái con màu đen chỗ kia thôi. Hút đi chỉ còn mỗi hút đi kéo khóa thôi. Còn đâu chả biết chúng nó lên đâu. Cho con cả xanh với đen luôn nhỉ. Lên hai màu đi. Này cũng ai dỡ cho vợ. Lên luôn xanh với đen nhé. Mặc đôi đều được luôn. 40 cân đến 70 cân cho em vẫn ok luôn. Hàng này mặc đôi đẹp lắm. Lên vào đây cho em luôn là mã mã tri ân cho các chị em mình 185. Cho em là mã 183 đi. 183 kèm theo màu nhá. Màu đen với cả màu xanh. 183 kèm theo màu đen xanh. Đấy chỉ còn hút đi kéo khóa này cho các chị em mình quần bò hết hàng các bác ơi. Mã cuối có màu xanh dạ không chị ơi. Đấy đây các chị nhìn cho em này. 40 cân đến 70 cân cho em đều ok luôn. Chị nào thích lấy lên cho em luôn. Kéo lên như này cho em là hút đi. Đấy. Nhìn cho em này. Còn nếu như không thích mặc thành áo khoác cho em ok. Hàng này bao giá luôn. Hàng này các chị mua toàn 260 một cái trở lên. Không có giá dưới đâu. Thích lấy lên cho em là 183 nhé. 183 kèm theo màu đen với cả màu xanh hai màu. Em còn sót ít thôi. Em còn sót ít thôi. Chữ này của em toàn bộ là nổi hết luôn. Thêu nổi hết luôn màu xanh này. Thì nào mình lấy mình lên vào đấy cho em luôn. Áo đỏ đợi em. À, màu vàng bên cạnh là gì? Màu vàng bên cạnh không biết mã gì luôn. Tầm này không lên cái gì bên cạnh nữa luôn các chị. Đây áo trên bàn chị lên cho em là mã 135 đi. Lên luôn cho em là 135 nhá. Em thật sự là em không muốn bán giá này đâu. Nhưng vì hôm nay đã lỡ nói với các chị thật sự. Em nói được là em phải làm được. Chứ không bao giờ em nói là em không bán bằng giá cũ. Nên em xin phép kỷ niệm là 135.000. Lên rõ cho em là mã 135 là em màu đỏ này nhá. Còn cái kia lên 183 màu đen cho chị Dung Đỗ. 183 màu đen cho Thương Thống. Ok Thương Thống này. Lên cho em là 183 nhá các chị nhá. 183 kèm theo đen xanh. Áo đỏ trên bàn lên cho em 135. Em bao các chị cả giá nhập luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp 62 cân trở lại. Em còn có vài cái thôi. Em không còn nhiều đâu. Em còn có vài chiếc là em hết thôi. 135 mà chị Nguyễn Kim Tuyến. 135 mà chị Phạm Hân Linh. 183 màu xanh cho chị Nguyễn Nhung. 183 xanh và đen cho chị Mai quên đi quá. 183 hai cái màu đen cho Sinh Heo. 135 cho chị Quỳnh Lê. 135 cho Hiền My.
1832 cái màu đen cho chị Lê Nguyễn. Một cái màu đen. Thế thì chị Lê Nguyễn được có một cái màu đen thôi. Em hết luôn rồi. 135 cho chị Đỗ Tiên. 183 màu xanh cho Phạm Hạnh. Xanh còn một. Rồi xanh em cũng còn một cái là hết. 818. 135 cho chị Dung Cute. 135 cho chị Hiền Mi. 135 cho chị Hải Yến. Hải Yến. 135 cho chị Vivo. Chị Phạm Hạnh là có 183 màu xanh rồi. Mã 135 không còn đen chị ơi. 183 màu xanh cho chị Ngọc Hoa là hết hàng. Ok chị Ngọc Hoa. 135 cho chị Hoa Thủy Tiên. 135 cho chị Bùi Ngọc Ánh. Cho chị Đào Thị Giang Hy có luôn 135 hết hàng. Hết rồi chị ạ, không còn, hết luôn. Hết luôn 135 không còn nữa nha. Các chị hết luôn. Thôi em nghỉ đây các chị. Chứ đến tầm này các chị ạ, em ngất thôi. Hải Yến, Hải Yến có rồi. Em cảm ơn tất cả các chị em mình đã theo dõi live stream nha. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy con dây em đeo đẹp nhỉ các chị nhỉ. Mỗi tội là hết hàng rồi, không còn nữa thôi. 135 em hết rồi. Màu trắng trên rồi nghỉ thôi chị ơi, em không lên nữa đâu. Trắng trên nữa. Nhiều mã quá rồi. Cảm ơn tất cả các chị em mình. 135 em hết hàng. Em không còn 135 nữa đâu. Hết. Hết 135. Vẫn đây cái mã cuối có chưa? M9 cho chị Hoàng Thanh Loan luôn kìa, gì kìa. Chắc là bộ u mì đúng không? Ok chị Hoàng Thanh Loan một bộ M9 đấy. M8 cho chị Mai Ca Vũ. Ok bác Hoàng Thanh Loan có. Bác Mai Ca Vũ có mấy đấy rồi. Phạm Hảo à. 135 em hết nhá các chị nhá. Phạm Hảo em được Q4 size M. May mắn CV1 và M9 em nhá. Q4 size M, may mắn CV1 với M9 nha Phạm Hảo, 4 mã. Một set tất nữ 79 ok chị Hương Nguyễn. Vâng ơi. Chị Hoàng Thanh Loan có mã M9 rồi. Cái mã quế có chưa nhỉ? Váy màu 7. À có, ok Nguyễn Kim Tuyến, M7 là đúng rồi, váy màu cam đấy. Dì vứt luôn cho con cái váy M7 màu cam đây này gì này. M7 màu cam này là bao nhiêu tiền nhỉ gì? 133. 133.000 chị ạ. Nói đây nhá, mình xem lại cho em M7 màu cam này đẹp lắm. Cam của nó tông cam cháy nên là nó quá đẹp luôn, nó mix với cái màu kem này, các chị nhìn cái cổ của nó. Ăn tiền luôn em cổ này rồi. Tay của nó là mặc lên nó sẽ là tay hơi bồng cho các chị em mình đấy. Không thấy chết con màu đen này tính là chưa gì? Tính rồi. Tính rồi chị kia mà. Nói là mã M7 đấy các chị, 133.000. M7 cho em 133. Đâu chị nào vừa nãy M7 đâu nhỉ, để em bấm cái mà em quên trôi đâu mất. Chị nào lấy M7 vừa nãy nhờ comment vào đấy cho em. Em cảm ơn chị Huệ Mai nha. Thôi em tặng nốt món quà cuối like. Cảm ơn các chị em mình xem đến giờ này. Tặng nốt để nghỉ thôi nào các bác. Nghỉ thôi các chị ơi. M7 ok chị Nguyễn Vân một cái. Không có mà. Ừ không có đâu Phạm Hảo. Chị không thấy được M5 đâu em. M5 nó là cái mã gì đâu em. 55.000 chị Nguyễn Vân có M7 rồi. M9 là 123.000 chị ơi. M7 cho chị Mai quên đi quá. Nhưng mà chị Mai quên đi quá này chị. Liệu hôm nay đã có đơn đã xong chưa? Đấy chả thấy bọn này báo gì cả hết. Quá giấc chẳng ngủ được. Ui 1 giờ rồi đấy các chị. Thôi em tặng quà nữa em nghỉ cho các chị nhá. Tặng một em hàng VIP này cho một chị luôn này. Thôi tặng em này đi cho nó độc lạ luôn cho các chị em mình luôn này. Tặng một em màu trắng. Mã này có mỗi một cái luôn. VIP 9 em còn L đấy chị ơi. Một set tân nữ chị ok M9 cho chị Dung Lý. Set tân nữ cho chị Lê Huê này. VIP 9 em còn L chị nhá. Set kẻ size M chị lên cho em là mã VIP 13. À VIP 12. Chị lên cho em là mã VIP 12 chị ơi. VIP 12 là 399. Cái này em tặng cho một chị nó luôn nhá. Học sinh nhỉ. Eo nhìn cho em này. Không có bạn. Cái này không có hàng để bán nữa đâu. Hết rồi. Không có để bán. Comment vào đây cho em luôn. Rồi ôi. Hôm nay được nhiều mà chưa được tặng. Comment vào đây cho em luôn nha các chị nhá. Bộ u mì 123 có đen. Cho chị bộ đỏ với bộ đen hồng. Ok chị Trần Ngọc Hà. Ok bác luôn. Bộ 123 em cho bác luôn. Đen hồng. VIP 12 chị Nguyễn Son kèm size cho em chị ơi. Cái này các chị lên comment cho em luôn nhá. Áo xinh không đồng.
em xin phép tặng cho một bác em nghỉ. Cảm ơn tất cả các chị em mình đến giờ này mà các chị em mình vẫn hóng like nhiều quá. Lên cho em là áo xinh không đồng cho em ạ. Lên cho em là áo xinh không đồng nhá các chị nhá. Áo xinh không đồng vào đấy cho em này. Chứ em thật là hôm nay là em cũng hơi đuối rồi. Đấy là like gọi là sấp mặt lợn luôn 7 tiếng liền. 7 rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi, 10 rưỡi, 11 rưỡi nhà. 1 rưỡi, 6 tiếng. Áo xinh không đồng đúng không gì? Ừ. Áo xinh không đồng giúp em nha các chị nhá. Mã bán gì đó tặng sinh nhật đi là cái gì nhà chị nhỉ? Em không nhìn thấy luôn. Hay là bán mã gì tặng sinh nhật đó chị hay như nào? Áo xinh không đồng cho em ạ. VIP 9 size L cho chị Trinh Phan kìa. Ok bác Trinh Phan nhá. Bác Trinh Phan là có VIP 9 size L đấy. VIP 9 là cái màu nâu lúc đầu like của like này em mặc ấy. Đầu like của like này em mặc. Áo xinh không đồng ạ. Em ghim comment của một chị luôn nhá. Phải có logo người chia sẻ rồi ấy. Tức là các bác mình đã chia sẻ live stream cho em rồi. Đấy, comment ở đấy cho em là áo xinh không đồng cho em. Áo xinh không đồng. Khàn hết cả tiếng luôn đấy các chị. Thật sự luôn là em khàn hết cả tiếng luôn chứ không phải là không nữa rồi. Phải có logo người chia sẻ vì có mấy chị đã lên comment nhưng toàn mấy chị chưa chia sẻ live stream. Chưa chia sẻ là em không đọc được các chị em mình đâu. Áo xinh không đồng nhé, em cho chị đây này, cái gì đấy ta? Nguyễn Minh Nhật, theo mắt em càng nhìn gần là em càng. Em cho chị Nguyễn Minh Nhật ạ. Có logo người chia sẻ rồi. Ok, Nguyễn Minh Nhật có luôn áo xinh không đồng nhá, xong luôn cho bác. Đấy. Tặng nhanh lắm, để còn nghỉ đấy các chị. Xong luôn áo xinh không đồng rồi các chị. Còn rất là nhiều hàng, hàng hóa như em để em nói thật luôn là các chị em mình nó xếp vào gọi là kinh khủng luôn ấy. Ừ, đi rồi, con nút đi vừa nãy nhìn mãi đi. Tìm mãi cuối cùng lại ở bên kia. Con màu cam đào đây. Em cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Các chị có đơn nhắn hết cho em địa chỉ, cộng số điện thoại vào trong phần tin nhắn. Bye bye các chị nha. Chúc các chị ngủ ngon.